Chương 41 Chiến đấu kéo dài, lâu bên ngoài tê minh thanh, tiếng nổ vang rền kéo dài không ngừng, tòa thành thị này đang ở gặp khó có thể tưởng tượng tàn phá, dương đại cùng lương tử tiêu không dám ló đầu, chỉ có thể ở trong lâu khẩn trương chờ đợi. Người kia chỉ sợ đã đi đến linh chiếu cảnh chín tầng, loại khí thế này, ta tại quỷ uyên tông bên trong cảm thụ qua. Lương tử tiêu tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Hắn nhưng là biết dị nhân buông xuống đại hạ mới 10 năm khoảng chừng, 10 năm liền có người đi đến linh chiếu cảnh chín tầng, này có thể so sánh tư chất của hắn cao hơn. Dương Đại có thể cảm nhận được hắn thất lạc, thấp giọng an ủi, đừng có đoán mò, chúng ta dị nhân đều có không giống nhau thiên phú, luận linh căn tư chất, hắn chưa hẳn hơn được ngươi. Tự như Dương Đại, linh căn tư chất bình thường, nhưng cũng dùng dựa vào âm chúng gia tăng tu hành tốc độ. Hùng liệt cấp độ SS thiên phú liệt dương kim cương thân, chắc chắn cũng có tương quan tăng phúc hiệu quả, cụ thể là cái gì, tại bí võng bên trên cũng không thể biết được. Oanh một đầu yêu cầm nệnh xuyên dương đại bên cạnh cửa sổ sát đất đài, đem bên trong bàn công tác ghế giữa tất cả đều nện dẹp, Dương Đại Định Thần nhìn lại, cũng may tên này đã chết hết. Đây là một đầu to lớn ô nha, so các tử tinh không nhỏ hơn bao nhiêu, hắn thân thể bị đánh xuyên một cái lỗ thủng to, máu thịt be bé, bé vết thương rìa còn thiêu đốt lên liệt dĩm Bọn hắn cách chúng ta bao xa? Dương Đại thấp giọng hỏi, hắn tuy có thần thức, nhưng không có lương tử tiêu thần thức dò xét phạm vi xa. Lương tử tiêu hồi đáp, 500 trượng có hơn, chúng ta nơi này tạm thời tính an toàn, người kia rất mạnh, mặc dù bị vây công, cũng chiếm thượng phong, xem ra cái kia đại yêu không phải là đối thủ của hắn. Nghe được tin tức này, Dương Đại không khỏi cảm khái. Trách không được cha của hắn như vậy sùng bái hùng liệt, hùng liệt xác thực mạnh mẽ. Lương Tử Tiêu nói theo, nếu là hắn tru diệt đại yêu, thú triều hẳn là có khả năng tán đi, này đại yêu đã tiếp cận yêu vương, cho nên mới có thể thống ngự nhiều như vậy yêu thú. Dương Đại bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hùng liệt xuất hiện ở đây, nguyên lai là vì giải quyết thú triều đầu nguồn. Hắn tự nhiên ưa thích hùng liệt có thể thắng, bằng không hắn tay hành tỉnh liền xong rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người chỗ tránh nhà lầu một mực tại trung động, nhưng từ đầu đến cuối không có bị ảnh hưởng đến. Sau một tiếng, hùng liệt từ trên trời giáng xuống, một cước đạp bạo một đầu có thể so với xe buýt chó vàng đầu, máu tươi tàn phá đường đi. Sau khi hạ xuống, hùng liệt há mồm thở dốc, nửa người trên của hắn phản phất bị máu tươi đút khuôn, cả người tự như huyết nhân, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập sát khí, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mấy cây số bên trong đường đi, nhà lầu bên trên khắp nơi đều là yêu thú thi thể, đến cũng đến không xuể. Đây đều là một mình hắn chiến tích. Hùng liệt tầm mắt nhìn chầm chầm vài trăm mét bên ngoài dựa vào ngân hàng đại lâu sừng thú viên ma. Sừng thú viên ma đồng dạng thê thảm, hai cây sừng thú bị đánh gãy, trên lồng ngực mấy cái quyền ấn, sau lưng nhà lậu bị máu tươi của nó nhuộm đỏ. Hai bên đều đã có chút kiệt lực, nhưng không có một phương mong muốn lùi bước, bọn hắn đều nghĩ tru diệt lẫn nhau. Hùng liệt bẻ bẻ cổ, lung la lung lay hướng phía sừng thú viên ma đi đến. Sừng thú viên ma đồng dạng đứng lên, từng bước một hướng hắn đi đến. Trên trời vẫn có không ít yêu cầm xoay quanh, yêu khí hội tụ, mây đen cuồn cuồn, đã không nhìn thấy thái dương quảng trường bên trong ẩn núp không ít yêu thú chúng nó tại các nơi nhìn chằm chằm hùng liệt chờ đợi lấy cơ hội này tọa lạc phách thành thì phản phất chỉ còn lại có hùng liệt một người sống mặc dù bị vô số kẻ yêu thú bao vây hắn vẫn không có bối rối ánh mắt so yêu thú còn muốn hung lệ tạp chủng nắm ngươi chết lão tử là có thể kết thúc công việc hùng liệt tự lẩm bẩm sừng thú viên ma là thống ngự lục địa thú triều đại yêu đến mức thống ngự yêu cầm đại yêu tại đêm qua liền bị hắn tru diệt động tác của hắn đã rất nhanh nhưng hắn trong lòng lại là rất gấp, mỗi đêm một giờ, đều không biết muốn chết bao nhiêu người. Nghĩ được như vậy, hùng liệt tăng tốc bước chân, một thân tắm máu cơ bắp kéo căng sau thể hiện ra mắt thường có thể thấy lực lượng cảm giác, như chiến thần. Một bên khác, Dương Đại cùng Lương Tử Tiêu còn tại trong đại lâu trốn tránh. Bọn hắn muốn bắt đầu quyết chiến, hai bên đều là nỏ mạnh hết đà, bất quá tình huống đối với hùng liệt mà nói không thể lạc quan, bởi vì vây quanh yêu thú của hắn vẫn rất nhiều. Lương Tử Tiêu thấp giọng nói ra, muốn chạy trốn sao? Dương Đại yên lặng, nếu là tại thâm vực, hắn chắc chắn chạy trốn, sống sót trọng yếu nhất, nhưng ở trong hiện thực, này một trận chiến hết sức then chốt, dính đến mấy ngàn vạn hán tây hành tỉnh người, trong đó bao quát người nhà của hắn. Chờ một chút. Oanh. Sừng thú viên ma cái kia khổng lồ mà kinh khủng thân ảnh cuối cùng ngã xuống, hùng liệt duy trì huy quyền tư thế, há mồm thở dốc, theo hắn thở sâu bộ dáng đến xem, hắn rõ ràng nhanh nếu không gánh được. Bịch một tiếng. Hùng liệt hai chân như nhũng ra, gánh không được mỏi mệt, quỳ gối sừng thú viên ma trước mặt hắn mí mắt đều rất nặng, phản phất phủ lên hai cái quả cân. Đáng chết. Linh lực hao hết sạch, thể lực cũng đã đạt đến cực hạn. Hùng liệt trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, bất quá vừa nghĩ tới thú triệu bị chính mình chung kết, hắn vẫn là rất đắc ý. Còn tốt, lão tử đến chết là anh hùng. Hùng liệt bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt sừng thú viên ma động, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tên này còn chưa có chết. Sừng thú viên ma chật vật đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, này gầm lên giận dữ kinh thiên động địa sau lúc trước tiếng gào thét còn lớn hơn đóng xong nó đi theo ngồi sập xuống đất ánh mắt của nó rơi vào hùng liệt trên thân nhân loại ngươi phải chết sừng thú viên ma miệng nói tiếng người trong lời nói tràn ngập oán độc sát ý chỉ thấy nó nâng tay phải lên yêu khí hội tụ tại trong lòng bàn tay hưu một đạo tiếng xé gió xé rách đầy trời tê minh thanh một thanh phi kiếm xuyên thủng sừng thú viên ma ít hầu mạnh mẽ lực đạo kéo lấy sừng thú viên ma về sau trực mấy trượng xa sừng thú viên ma cánh tay phải đi theo hạ xuống nó phẫn nộ nhìn chằm chằm hùng liệt cho đến khí tức đoạn tuyệt hùng liệt duy trì ngự kiếm thủ thế điên cuồng thở giữ tợn cười nói lão tử cũng không chỉ là thể tu cho dù chết cũng là ngươi cái này súc sinh chết trước tiếng nói vừa ra hùng liệt cũng không chịu được nữa về sau nằm đi nằm tại trên đường phố nhìn trên trời xoay quanh yêu cầm hùng liệt trong lòng sinh ra vẻ chờ mong chiến đấu cục sẽ phái người tới cứu ta sao có thế vừa nghĩ tới tiền tuyến gian nan hắn chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng mặc kệ như thế nào nhiệm vụ lần này hắn xem như viên mãn hoàn thành dùng kết cục như vậy chết đi là hắn hy vọng nhất kết cục hùng liệt nhìn lấy thiên khung bên trên yêu cầm càng ngày càng thấp bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gầm hắn chậm rãi nhắm mắt lại chuẩn bị chịu chết đáng tiếc trước khi chết không nhìn thấy thái hà thành phố thái dương tắm gội dưới ánh mặt trời chết đi ít nhất có thể làm cho hắn an tường chúng tiểu nhân tất cả đều lên cho ta, nghiền nát chúng nó. Một thanh âm từ phương xa truyền đến, có lẽ là khoảng cách quá xa, hùng liệt cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Ngay sau đó, hắn nghe được một đạo tiếng xé gió truyền đến, tiếp lấy chính là bước chân rơi xuống đất thanh âm. Dương Đại tại lương tử tiêu yểm hộ dưới, một bên triệu hoán âm chúng, một bên đem cơ quan tình báo cho hắn chữa thương đang dược cho ăn vào hùng liệt trong miệng. Hùng liệt mở to mắt, thấy là một tên rất trẻ trung chàng trai, không khỏi sửng sốt. Làm Dương Đại đem yêu quái hắc tinh tinh triệu hoán đi ra lúc, hắn trừng to mắt có tới 6 tầng cao hắc tinh tinh hình thể so sừng thú viên ma còn muốn khổng lồ, hai chân nó đứng thẳng, hai quả đấm phẫn nộ vỗ lòng ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến dương đại, lương tử tiêu đều liền vội vàng che lỗ tai. Quả nhiên là kim cương tại thế, không ai bị nổi. Nương theo lấy hắc tinh tinh tiếng gầm gừ, thương lan theo lòng đất toát ra, quát ầm lên, lan quân tập kết. Từng người từng người âm chúng cấp tốc theo lòng đất toát ra, đem dương đại, lương tử tiêu, hùng liệt bao vây các tử tinh quanh quẩn trên không trung cùng yêu cầm nhóm triển đấu đường đi từng cái phương hướng yêu thú dồn dập đánh tới một trận đại chiến như vậy bùng nổ thiên bồng nguyên soái lan yêu xông vào yêu thú bên trong điên cuồng chém giết 796 vị âm chúng dồn dập hội tụ dấn thân vào tại trong chiến đấu ỷ vào âm chúng tính đặc thù bọn hắn không chút kiên kỵ chiến đấu căn bản không sợ bị thương hát tinh tinh thả người nhảy lên hướng phía yêu thú dày đặc nhất địa phương ném tới trực tiếp đập chết mười mấy con yêu thú nó nắm lên một đầu đại mãn xà tự như vung roi điên cuồng cuộc chung quanh yêu thú, quả nhiên là hát toàn phong, không thể ngăn cản. Hùng liệt gian nan mà hỏi, ngươi là ai? Hắn nhớ kỹ dương đại, lúc trước kém chút bị sừng thú viên ma tru diệt, vẫn là hắn kịp thời chạy tới, bất quá hắn lúc ấy cũng không hề để ý, không nghĩ tới dương đại vậy mà có thể triệu hoán nhiều như vậy hồn phách tiến hành tác chiến. Dương đại xuất ra chính mình giấy chứng nhận, đưa cho Hùng liệt xem. Cơ quan tình báo, song cấp độ SS, chẳng lẽ ngươi chính là bá vương bất quá gian? Hùng liệt trầm ngâm nói, Dương Đại cũng không có phủ nhận, khiến cho hắn thật tốt dưỡng thương. Đại yêu chết thảm, yêu thú nhóm quần long vô thủ, nơi này cường đại yêu thú cơ hội đều bị Hùng liệt đánh chết, còn lại đều là tinh quái, theo hắc tinh tinh ra sân, càng ngày càng nhiều yêu thú bắt đầu rút lui. Lương Tử Tiêu đứng tại Dương Đại bên cạnh người, cầm lấy Dương Đại kiếm dễ dàng tru diệt xâm phạm yêu thú, như thái thịt chém dưa. Liễu Tuấn Kiệt dùng chỉ làm kiếm, thi triển Lương Tử Tiêu dạy bảo kiếm pháp của hắn, đó là ngày qua ngày liếm tới, hiệu quả không tệ, đối mặt một chút nhỏ yếu yêu thú, vẫn là có sức chiến đấu. Phụ cận yêu thú đều là hướng về phía hùng liệt mạnh mẽ khí huyết tới, làm dương đại âm chúng đầu nhập chiến đấu về sau, chúng nó ý thức được phiền toái, bắt đầu e ngại. Không đến 10 phút đồng hồ, này mảnh quảng trường yêu thú tất cả đều chạy trốn, dương đại âm chúng mặc dù có thụ thương, vẫn chưa có chết một cái. Gần 800 vị âm chúng vây tụ tới, dương đại âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc. Phục dụng dương đại chữa thương đang dược, hùng liệt hơi khôi phục một chút khí lực, chính hắn đang dược trong chiến đấu đã dùng xong, bằng không hắn cũng sẽ không liên tục chiến đấu một ngày một đêm. Hùng liệt ngồi dậy, cảm khái nói, này liền là của ngươi thiên phú sao? Thật là bá đạo, đồng dạng là cấp độ SS, ta cảm giác ngươi hạng mức cao nhất vượt xa ta. Dương Đại cười nói, Hùng quốc trụ, cũng đừng cho ta nói ra, ta đối ngoại nói là chỉ có thể triệu hoán một trăm vị. Hùng liệt nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, ta hiểu, ta cũng sẽ không đem thiên phú của mình hoàn toàn nói rõ ràng, về sau ta liền gọi ngươi tiểu dương đi, ngươi gọi ta lão ca là được hai người bắt đầu nói chuyện phím hùng liệt đối dương đại rất nhiệt tình dù sao dương đại cũng tính ân nhân cứu mạng của hắn dương đại biết được hùng liệt đơn giết hai tôn đại yêu về sau đối hắn vô cùng kính nể trong lòng bên trên treo thạch cuối cùng hạ xuống đại yêu ngã xuống thú triều tất nhiên sẽ chung kết đây đã là thiết luật không có đại yêu tổ chức thú triều dễ dàng thành vùng cát vùng cát liền dễ dàng bị nhân loại từng cái tiêu diệt toàn bộ dương đại ánh mắt nhìn về phía sừng thú viên ma rất là tâm động đáng tiếc chênh lệch cảnh giới quá lớn lão ca ngươi có thể hay không giúp ta phong ấn hồn phách của nó dương đại nhìn không được hỏi hùng liệt lắc đầu bật cười suy nghĩ nhiều ta cùng nó cảnh giới không sai biệt lắm mà lại ta sẽ không như thế mạnh phong ấn thuật thi thể của nó sẽ bị bắt giữ nếu như về sau hồn phách vẫn còn ta giúp ngươi nói chuyện chờ ngươi cảnh giới tăng lên lại để cho ngươi hấp hồn dương đại tuy có tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi một mực đến chạng vạn tối cuối cùng có tâm toàn cảnh cao thủ bay lượn tới hắn rơi vào hùng liệt trước mặt kích động nói, hùng liệt quốc trụ, thú triều lui. Ngài thành công. Hắn nhìn về phía hùng liệt tầm mắt tràn ngập sùng bái. Hùng liệt nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi kêu nửa chút người, nắm vị này tiểu ca cũng mang về. Dương đại âm chúng nhóm đại bộ phận đều tìm nhập lòng đất, chỉ còn lại có một trăm vị trên đất bằng. Tâm toàn cảnh cao thủ nhìn về phía dương đại cùng với chung quanh âm chúng. Hắn đoán được này chút hồn thể chắc chắn cùng vị này tuổi trẻ thí luyện giả có quan hệ, bởi vì hắn biết được hùng liệt thiên phú là cái gì. Không cần, các ngươi trở về đi, chính ta trở về. Dương Đại lắc đầu nói. Hùng Liệt biết được hắn chân thực ý đồ, gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, mặc dù thú triều tản, nhưng quỷ biết có thể hay không còn có yêu quái ẩn nút. Dương Đại gật đầu. Cứ như vậy, Hùng Liệt bị tâm toàn cảnh cao thủ mang đi, Dương Đại thì bắt đầu tiếp tục sưu hồn. Liều mạng, nhất định phải có thu hoạch. Dương Đại đem hát tinh tinh triệu hoán đến bên người, đem hắn đặt tên là Hát Ngộ Không. Từ giờ trở đi, Hát Ngộ Không tới thống lĩnh yêu thú yêu chúng, Đối với cái này, Hắc Ngộ không nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng vàng, biểu thị đồng ý. Hắc Ngộ không biết nói chuyện, nhưng nó không quen nói chuyện. Thiên Bồng Nguyên Soái đối mặt Hắc Ngộ không, rất là sợ hãi, thậm chí không dám tới gần. Tại âm chúng nhóm bảo vệ dưới, Dương Đại lại bắt đầu vui sướng lại thống khổ hấp hồn. Hán Tây Hành Tỉnh, Phong Thành. Một ngôi biệt thự bên trong. Dương Mẫu đang bận thu thập hành lý, thấy trượng phu ở trên ghế salon xem tin tức, nàng liền giận không chỗ phát tiết, "Lão Dương, nhanh đến giúp đỡ a." ngươi cũng không phải thí luyện giả ở nơi đó hút thuốc xem tin tức làm ngươi là lãnh đạo một dạng dương đăng tức giận nói ngươi biết cái gì một phần vạn hùng liệt ngăn cơn sóng dữ chúng ta cũng không cần rút lui tiểu dương siêu tiểu dương diễm cũng tại thu thập mình đồ chơi cả nhà liền dương đằng vị đại lão này gia môn ngồi dương mẫu bất đắc dĩ nói đã có hai tòa thành thị luân hãm hùng liệt lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người lần này thú triều có thể là có hai đợt ai không biết nhi tử thế nào đều tại ngươi nếu là đáp ứng nhi tử rời đi hán tây hành tỉnh hắn cũng sẽ không trở về. Dương Đằng yên lặng, lại rút một điếu thuốc. Tin mừng đặc biệt, theo tiền tuyến cơ quan tình báo thông tri, hùng liệt quốc trụ trong đêm tru diệt hai đầu đại yêu, thú triều bắt đầu tán đi, lần kiếp nạn này sắp kết thúc. Trong TV phóng viên đối màn ảnh kích động nói, nghe vậy, Dương Mẫu vội vàng chạy đến trước máy truyền hình. Dương Đằng khói cũng thiếu chút đi, trong phòng khách quanh quẩn phóng viên thanh âm hưng phấn. Đêm qua, hùng liệt quốc trụ cầm lấy tình báo đơn độc trời đi, tại rạng sáng 5 giờ tru diệt thao túng yêu cầm thú triều đại yêu, vào hôm nay một giờ chiều tru diệt thao túng lục địa thú triều đại yêu cơ quan tình báo thí luyện giả đã tiếp vào hùng liệt quốc trụ hùng liệt quốc trụ sắp trở về ha 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 lão tử liền biết dương đằng đột nhiên đứng dậy hưng phấn huy quyền phản phất hắn liền là hùng liệt hắn đắc ý nhìn về phía dương mẫu nói thấy được chưa ta đã nói hùng liệt có thể ngăn cơn sóng dữ dương mẫu cảm khái nói xác thực lợi hại trách không được có thể trở thành quốc trụ nàng quay người tiến đến chào hỏi con cái để bọn hắn đừng thu thập dương đằng bắt đầu gọi điện thoại nhưng đánh không thông dương đại số điện thoại di động thế là hắn chỉ có thể cùng thân bằng hảo hữu đạo bình an chẳng được bao lâu người một nhà tề tụ trong phòng khách một bên xem tin tức một bên thảo luận lần này thú triều tính nghiêm trọng lúc này tivi trong màn hình cuối cùng xuất hiện hùng liệt thân ảnh hắn máu me khắp người vô cùng thê thảm tại thí luyện người nâng đỡ tiến lên phóng viên chưa có trở về tránh đây là hạ quốc bây giờ chính sách chính là muốn nhường dân chúng cảm nhận được tận thế tàn khốc không thể làm nhà ấm bên trong đó hoa phóng viên đi qua xúc động mà hỏi, Hùng Liệt quốc trụ, ngài lại một lần cứu vớt một cái hành tinh, ngài có cái gì muốn nói? Hùng Liệt nhếch miệng cười nói, ta tận lực, bất quá lần này ta kém chút liền chết tại thú triều bên trong, may mắn bị một tên thí luyện giả kịp thời chạy tới cứu được, cho nên lần này công lao cũng có một phần của hắn, hiện tại người mới thí luyện giả thật sự là ghê gớm. Vị kia thí luyện giả là ai? Bá Vương bất quá gian a. Ba ngày sau, Dương Đại điện thoại di động vang lên, nguyên lai Thái Hà thành phố tín hiệu lần nữa khôi phục, gọi điện thoại cho hắn tự nhiên là mẫu thân hắn, mẹ con Hàn huyên rất lâu mới cúp máy trò chuyện. Biết được mình bị Hùng Liệt ngay trước phóng viên mặt khoa trương, Dương Đại hết sức im lặng, cũng may Hùng Liệt nói là thăm vực ID. Dương Đại dựa vào trạm xăng dầu vách tường bắt đầu dùng máy tính bản lên mạng, quả nhiên, trên mạng bây giờ còn tại thảo luận bá vương bất quá gian, liên quan tới bá vương bất quá gian tại hán tây hành tỉnh phong thành tin tức đã truyền ra. Dương Đại suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gọi hồ lợi số điện thoại di động những ngày này, hồ lợi cho hắn đánh không dưới 20 cái trò chuyện. Trò chuyện kết nối về sau, hồ lợi rõ ràng thật cao hứng, hai người hàng huyên rất lâu, Dương Đại quyết định hồi trở lại cơ quan tình báo căn cứ tu luyện, nếu là trong nhà, nói không chừng sẽ còn cho nhà thêm phiền toái, tại cơ quan tình báo bên trong ít nhất không có người quấy rầy hắn, còn có người chuyên môn chiếu cố hắn. Đối với Dương Đại quyết định, hồ lợi tự nhiên cao hứng. Trò chuyện cúp máy về sau, Dương Đại tiếp tục sưu hồn. Toàn bộ Thái Hà thành phố khắp nơi đều là yêu thú thi thể, hắn căn bản hút không đến, trong thời gian này hắn gặp được không ít thí luyện giả, có đến từ chiến đấu cục, có đến từ cơ quan tình báo, khi hắn xuất ra giấy chứng nhận về sau, liền không người nào dám quấy rầy hắn. Mặc dù có người không có hảo ý, Dương Đại cũng không sợ, một trăm vị âm chúng đi theo, ai dám tìm hắn để gây sự. Bất luận cái gì thời đại đều có thể có người xấu, nhưng nên có tâm phòng bị người. Sau bốn ngày, Dương Đại không cách nào lại hấp thu hồn phách. Hắn thử rất nhiều lần, đều thất bại, xem ra hồn phách tại trong thi thể chỉ có thể tạm lưu bảy ngày trở lại bên trong thị khu dương đại đem hết thảy âm chúng thu hồi linh hồn không gian sau đó trở về cơ quan tình báo cổng đã có xe chuyên dùng chờ vẫn là trước đó tiễn hắn hồi trở lại phong thành lái xe lái xe nhìn thấy dương đại cũng thật cao hứng còn muốn một tấm ký tên trên đường dương đại cho phụ mẫu gọi điện thoại phụ mẫu đối với quyết định của hắn biểu thị duy trì dù sao đi theo cơ quan tình báo dương đại lại càng dễ đạt được tu hành tài nguyên ba giờ chiều dương đại trở lại hán tây hành tỉnh cơ quan tình báo căn cứ hồ lợi tự mình tiếp đại hắn Hai người tới Dương Đại trong phòng, nhân viên công tác đã chuẩn bị tốt thịt rượu, hồ lợi vừa lái rượu, vừa nói: "Tiểu Dương a, ngươi làm trễ nải 7 ngày mới trở về, thu hoạch thế nào?" Dương Đại cười nói: "Còn không sai, ta bây giờ có thể triệu hoán càng nhiều âm chúng." "Có nhiều ít? Cho lão ca nói một chút chứ sao?" "Vậy ngươi đừng nói ra. Ngươi còn không tin lão ca? Ta triệu hoán âm chúng hạng mức cao nhất đã đi đến 500 số lượng." "Cái gì? 500?" Hồ Lợi bị hù dọa, hắn đột nhiên lý giải Dương Đại vì sao có thể cứu được Hùng Liệt. Trên mạng như vậy sự tình cũng dẫn tới thảo luận, rất nhiều dân mạng suy đoán Bá Vương bất quá gian thiên phú như Châu Âu Thái Dương Thần có thể tốc độ cao thực hiện sức chiến đấu. Hồ Lợi càng thêm nhiệt tình, bất quá lần này Dương Đại không uống nhiều, uống không thắng tình huống dưới tự nhiên không thể mãn uống, Hồ Lợi cũng không có làm khó hắn. Sau khi ăn xong, chờ Hồ Lợi đi, Dương Đại liền trực tiếp tiến vào thâm vực bên trong. Hắn đứng ở bên hồ, đem hết thảy âm chúng phóng xuất, từng đạo lục quan theo hắn giữa mi tâm bay ra, lít nhà lít nhít trải rộng phụ cận. Số lượng rất nhanh liền vượt qua một ngàn số lượng. Này bảy ngày bên trong, Dương Đại thu hoạch to lớn, thu hoạch 772 con yêu thú. Âm chúng tổng số đi đến 1.568 vị, trong đó yêu thú âm chúng số lượng đi đến 1.058 con. Đã tương đương với tiểu quy mô thú triều. Mới thu yêu thú hồn phách tất cả đều là tinh quái, hắn cũng là gặp mấy con yêu quái, nhưng không có bắt được hồn phách, khả năng tu vi cao, hồn phách rời đi đến càng nhanh, cũng hoặc là trở thành quỷ quái, quỷ quái đối với nhân loại mà nói càng thêm nguy hiểm. Quỷ quái cũng có quỷ triều, bất quá rất ít. Một khi gặp được, đó chính là cả nước cấp bậc cảnh báo, bởi vì vũ khí nóng căn bản không gây thương tổn quỷ quái, chỉ có thể dựa vào thí luyện giả. Dương đại phái một trăm vị âm chúng hướng phía phương hướng khác nhau dò xét, sau đó nhường mặt khác âm chúng nhóm các tự tu luyện. Hắn muốn thử xem âm chúng nhóm bây giờ tu luyện có thể mang đến cho hắn linh lực tăng phúc này 7 ngày bên trong, linh lực của hắn đảo tăng trưởng gấp bội, cảm giác khoảng cách tụ khí 6 tầng đã không xa, mà thân thể tố chất của hắn càng là mạnh mẽ, yêu thú mạnh hơn là thân thể, dựa theo lương tử tiêu nói, thân thể tố chất của hắn đã không kém gì tụ khí 9 tầng, dĩ nhiên, nơi này chỉ là thuần túy pháp tu tụ khí 9 tầng, có một ít tu sĩ ưa thích pháp thể cũng tu, liền tỷ như hùng liệt. Một lúc lâu sau, Dương Đại Kinh hỉ Thật nhanh. 1468 vị âm chúng tu luyện mang tới hiệu quả tương đương với hắn đơn độc tu luyện 5 ngày hiệu quả, phải biết đây chỉ là một canh giờ. Thoải mái a. À? Dương Đại mở cờ trong bụng, này đợt thú triều tuyệt đối là huyết kiếm. Về sau nơi nào có quy mô lớn chiến tranh, hắn có khả năng lặng lẽ bắt kịp. Bất quá cái kia là lúc sau, ngay lập tức Dương Đại chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện, lắng động một phiên. Lần này thú triều bên trong, hắn vẫn là quá nhỏ yếu, chỉ có thể sờ thi. Dương Đại cũng bắt đầu tỉnh tọa tu luyện, sau hai canh giờ, phải đi ra một trăm tên âm chúng toàn đều trở về, xung quanh trăm dặm không có tung tích con người, cũng là có tinh quái thân ảnh, Dương Đại điều động hắc ngộ không đi giết, đem thi thể toàn mang về. Sau ba ngày, Dương Đại lại nhiều 27 con yêu thú âm chúng, tất cả đều là thấp tu vi tinh quái. Mà tu vi của hắn cuối cùng đột phá tới tụ khí 6 tầng. Dương Đại bắt đầu tìm lương tử tiêu học tập ngự kiếm thuật, nhân tộc âm chúng đều tại tu luyện công pháp, yêu thú thì là nạp khí tu luyện, đều có các việc cần hoàn thành ngắn hạn mục tiêu dương đại muốn nhường hết thảy nhân tộc âm chúng trở thành tu tiên giả dạng này là có thể cùng một chỗ tu luyện thiên cương đại la kiếm trận mấy trăm vị âm chúng thi triển cái kiếm trận này nhất định mạnh mẽ chúc mừng hạ quốc khu thí luyện giả người bình thường trải qua tiểu thiên kiếp bước vào tâm toàn cảnh một đầu nhắc nhở theo dương đại trước mắt thổi qua dương đại đã thành thói quen này ba ngày bên trong hạ quốc sinh ra trên trăm vị tâm toàn cảnh đoán chừng cùng thú triều có quan hệ thú triều chết đi yêu thú đều là tài nguyên có thể luyện chế đang dược có thể luyện chế pháp khí, còn có thể ăn máu thịt, tăng cường khí huyết các loại, thí luyện giả tại tử chiến lúc, còn có thể lĩnh ngộ không ít chân nghĩa, cho nên mỗi một lần thú triều kết thúc, đối với nhân loại mà nói đều là một lần bay vọt. Tụ khí, tâm toàn, linh chiếu, không vô. Trước mắt, trong phạm vi toàn thế giới tối cường cũng mới linh chiếu cảnh chín tầng, dù sao đây là tu tiên mà không phải luyện võ. Trên thực tế trong vòng 10 năm thiên ngoại dị nhân đi đến linh chiếu cảnh chính tầng đã tại thăm vực trong tu tiên giới nhất lên to lớn gần sống đây cũng là quỷ uyên tông đối thiên ngoại dị nhân như thế mưu cầu địa vị trọng yếu nguyên nhân dương đại rất tò mò hà quốc khu thậm chí toàn đệ nhất thế giới vị không vô cảnh thí luyện giả sẽ là ai bao lâu xuất hiện tại lương tử tiêu dạy bảo dưới dương đại dùng linh lực điều khiển duyên quan kiếm bay lên trước luyện tập đối linh lực lực khống chế lại ngự kiếm phi hành dùng trước mắt hắn linh lực coi như nắm giữ cũng bay không được bao xa nhưng hắn nghĩ trước học được mỗi lần đều muốn ông lương tử tiêu eo thật sự là xấu hổ lúc này bạch vĩ theo lòng đất toát ra nói với dương đại chủ nhân có tu tiên giả tập kích thiên bồng nguyên soái thiên bồng nguyên soái nhanh chóng đỡ không được dương đại nghe xong lúc này hỏi mấy người một người hắc ngộ không lập tức tiến đến trợ giúp nghe vậy hắc ngộ không gào thét một tiếng thả người nhảy lên liền nhảy vào phương xa trong rừng cây tan biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi dương đại tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật đối phương nhiều nhất là tâm toàn cảnh cao thủ nếu thật là linh chiếu cảnh thiên bồng nguyên soái trực tiếp liền bị miễu sát hắn có thể cảm giác được thiên bồng nguyên soái khí tức vẫn còn ở đó thời gian một nén nhang về sau một đạo như núi cao to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống nện đến vùng có bay tứ tung bên trên ngàn tên đang tu luyện âm chúng đều bị bừng tỉnh hắc ngộ không cười hắc hắc tay phải hướng phía dương đại ném một cái một nữ tử ngã xuống đất tay chân của nàng rõ ràng gãy xương quần áo rách rưới máu me đầy mặt đầu tóc rối bời thấy không rõ hắn hình dáng tên này ra tay tốt tàn bạo Dương Đại thấy nữ tu tiên giả thương thế, nhào mắt, nhưng trong lòng vẫn là yên lặng điểm cái tán. Hắc ngộ không có thể hạ thủ lưu tình, nói rõ vẫn là có chính mình suy nghĩ tại. Dương Đại thu kiếm, nhưng lương tử tiêu đi qua giúp mình hỏi thăm. Nữ tử kia bản thân bị trọng thương, đối mặt lương tử tiêu hỏi thăm, chỉ có thể kinh sợ trả lời. Năm Nguyệt Như, truy tinh cấp nội môn đệ tử, tâm toàn cảnh một tầng, đi ra ngoài lịch luyện, đi ngang qua nơi này. Chờ một chút. Ngươi là lương tử tiêu, ngươi không là chết sao? Nam Nguyệt Như hoảng hốt kêu lên, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía Lương Tử Tiêu sau lưng Dương Đại. Dương Đại nói, kết quả nàng đi. Nếu không phải thiên ngoại dị nhân, vậy hắn liền lười nhác hạ thủ lưu tình. Dương Đại phát triển phương châm liền là địa cầu thu yêu ma hồn phách, thăm vượt bỏ qua chủng tộc, thu hết, ở địa cầu bảo trì ranh giới cuối cùng, ngoại trừ vì nhân loại suy nghĩ, cũng là vì chính mình suy nghĩ, một khi bị người phát hiện hắn tùy ý hấp thu đồng bào hồn phách, vậy liền phiền phức lớn rồi, cũng sẽ cho gia đình mang đến phiền toái, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, dĩ nhiên nếu là gặp được thí luyện giả muốn hại chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không lưỡng lự. Lương Tử Tiêu lập tức đồng thủ. Sau 3 phút, Dương Đại nhiều một vị tâm toàn cảnh âm chúng, đây cũng là vị thứ nhất tâm toàn cảnh tu tiên giả âm chúng. Dương Đại tê liệt ngồi dưới đất, hắn hiện tại hấp thu tâm toàn cảnh hồn phách vẫn có chút sặc. Nghỉ ngơi đủ 5 canh giờ, sau nửa đêm lúc, Dương Đại mới khôi phục ý thức, hắn rời khỏi thâm nguyên, nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn ngủ không được, chỉ có thể xuất ra máy tính bản lên mạng thú triều chi kiếp đã triệt để đi qua, nhưng trên mạng đối với Hùng Liệt, bá vương bất quá gian thảo luận vẫn rất nhiều, Hùng Liệt trực tiếp bị đám dân mạng mang theo hạ quốc đệ nhất nhân tên tuổi, mà đối bá vương bất quá gian khen ngợi càng là nhiều vô số kể. Cơ hồ là tất cả mọi người cảm thấy bá vương bất quá gian chỉ cần thuận lợi trưởng thành, tất nhiên là vị kế tiếp quốc trụ. Bởi vì bá vương bất quá gian rất ít xuất đầu lộ diện, cho nên không có điểm đen, trên mạng không có người đen hắn, cho dù có, đoán chừng cũng bị thiên võng xóa, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hạ quốc chuẩn bị đem bá vương bất quá gian dựng đứng thành cọc tiêu dương đại chú ý tới chu hành mã tại trên mạng điên cuồng thổi phòng chính mình tự như hai người là thân mật vô gian hảo huynh đệ chu hành mã còn báo danh thiên thành đại học không biết là ai tiết lộ tin tức nói cơ quan tình báo đã giúp bá vương bất quá gian làm thiên thành đại học thủ tục nhập học khiến cho thiên thành đại học cũng hỏa dương đại xem trong chốc lát thiên võng cảm thấy không có ý nghĩa liền ghi tên bí võng thiên võng là cho người bình thường xem bí võng thì là thí luyện giả mà lại là Hạ Quốc đăng ký trong danh sách thí luyện giả mới có thể tiến nhập. Bí võng bên trong cũng có diễn đàn, hot tìm kiếm phần lớn đều là liên quan tới thâm vực bên trong việc lớn. Dương đã chú ý tới một sự kiện, nhiệt độ rất cao, đại hạ kinh hiện thần bí tông môn, chính tà khó phân, hư hư thực thực thượng của thánh địa. Đại hạ vương triều ngoại trừ lạc hàng cốc, thiên nhất môn, trụy tinh cốc, đạo sơn, nguyệt tâm hồ bên ngoài, vẫn tồn tại mặt khác tu tiên thế lực, gia tộc, chẳng qua là nội tình kém xa này năm tôn quái vật khổng lồ nghe nói đại hạ vương triều cũng là ngũ đại tu tiên môn phái khôi lỗi thiên tử địa vị còn không bằng tùy ý một môn phái nội môn đệ tử dương đại về sau không sớm thì muốn muốn lựa chọn nhất tông môn gia nhập dùng hắn tu hành tốc độ không cần mấy năm liền cần dựa vào chính mình thăm dò thăm vực phần lớn thí luyện giả linh căn tư chất đều bình thường độ kiếp thường thường cần đang dược mà về mặt đang dược hạ quốc có thể cung cấp tài nguyên ít dù sao những luyện đang sư kia cũng phải vội vàng tu luyện thăm dò thăm vực, không có khả năng ngày ngày cùng làm công tổ giống như luyện đan, mà lại tài liệu luyện đan cũng không đủ. Tâm toàn đan là đột phá tâm toàn cảnh tất yếu đang dược, muốn dựa vào tự thân linh lực cưỡng ép đột phá, rất khó. Dương Đại cũng không để ý tâm toàn đan, bởi vì lương tử tiêu trong túi trữ vật có ba cái. Dương Đại nhớ kỹ cái kia thần bí tông môn, này tông môn đệ tử thân mặc hắc bào, đầu đội mặt nạ màu đỏ ngon vẫn rất tốt phân biệt, bất quá hắn rất tò mò, tại sao phải giả bộ như vậy đóng vai chính mình, là vì trang bước sau một mực đến buổi sáng, nhân viên công tác đưa tới bữa sáng, Dương Đại ăn uống no đủ phía sau mới tiến vào thăm vực. Hắn tiến vào thăm vực chuyện thứ nhất, liền là đem hết thảy âm chúng triệu hoán đi ra, nhường mỗi người bọn họ tu luyện, sau đó bắt đầu kiểm tra năm nguyệt như túi trữ vật. Thăm vực hệ thống hết sức thần kỳ, làm thí luyện giả lúc trời đi, thí luyện giả trên người thăm vực vật phẩm cũng sẽ tan biến, đến mức đi đâu, không người biết được, ngược lại thí luyện giả lần nữa tiến vào lúc, đồ vật còn ở trên người, cũng không cách nào xuất hiện tại trong hiện thực. Dương Đại phát hiện năm Nguyệt Như túi trữ vật rất lớn, so Lương Tử Tiêu còn lớn hơn một chút. Bên trong đồ vật phong phú, hắn lật ra một cái mặt nạ, ném cho Lương Tử Tiêu. Nhưng Lương Tử Tiêu hiện tại liền mang theo. Đan dược, lá bùa, bí tịch, pháp khí, quần áo, yên chi thủy phấn các loại, cái gì cần có đều có. Dương Đại đem năm Nguyệt Như triệu hoán đi ra, trở thành âm chúng về sau, năm Nguyệt Như chân diện mục hiển lộ ra. Nữ nhân này dáng dấp còn thật đẹp mắt, dáng người cũng không tệ. Bái kiến chủ nhân. Nam Nguyệt Như cung kính không lưng hành lễ. Dương Đại hỏi, ngươi thật chính là đi ngang qua nơi này. Xác thực như thế. Trụy tinh cốc cách nơi này rất xa, vì sao đi ngang qua nơi này? Điều tra thập phương giáo, gần nhất, thập phương giáo ẩn hiện tại đại hạ, khiến cho các đại môn phái lo lắng, ta chính là phụng mệnh truy xét thập phương giáo giáo chúng, tìm kiếm thập phương giáo vì sao tới. Thập phương giáo. Giới thiệu một chút. Thập phương giáo đến từ đại hạ vương triều bên cạnh mang hoang chi địa, người phàm không thể sinh tồn khu vực, thập phương giáo là chính là ta không người biết được đã từng chúng ta trụy tinh cốc một tên trưởng lão ngộ nhập qua thập phương giáo hắn đối thập phương giáo vô cùng tôn sùng tuyên bố thập phương giáo có khả năng quét ngang đại hạ ngũ đại môn phái thậm chí bao gồm quỷ uyên tông ở bên trong dạng này giáo phái xâm nhập đại hạ đại hạ tu tiên giới tự nhiên bối rối thập phương giáo đệ tử có thể là mặc áo bào đen mang theo mặt nạ màu đỏ ngầm không sai thì ra là thế dương đại xem như hiểu rõ sau đó hắn liền đem tự tại diệu pháp chân kinh truyền thụ cho năm nguyệt như nhưng năm nguyệt như cũng tu luyện kinh này tự tại diệu pháp chân kinh tầng thứ hai dương đại đã học được tầng thứ ba cần tu luyện 18 loại chú ấn hơn nữa còn khảo nghiệm nhất định tư chất trước mắt hết sức thiếu nhân thủ dương đại suy nghĩ một chút nhường lan yêu cách tử tinh bốn phía tìm kiếm phụ cần tinh quái hắn thì tìm tới lương tử tiêu tiếp tục luyện tập ngự kiếm thuật hơn một năm vị âm chúng cùng một chỗ tu luyện mặc dù dương đại không tu luyện linh lực tăng phúc cũng rất nhanh chờ số lượng gấp bội nữa dương đại cảm giác mình có khả năng hoàn toàn không dùng tu luyện chuyên môn tu luyện đủ loại pháp thuật là đủ tháng ngày liền một ngày như vậy thiên đi qua. Nửa tháng sau, Dương Đại đột phá tới tụ khí cảnh bảy tầng, cái này khiến được xưng là quỷ uyên tông thiên tài lương tử tiêu rất bị đa kích, Nam Nguyệt Như cũng cảm khái thiên ngoại dị nhân quả nhiên khó mà đánh giá. Hiện tại Dương Đại đã thuần thục nắm giữ ngự kiếm thuật, còn tu hành một chút pháp thuật, kiếm pháp, bộ pháp. Căn cứ thưởng thức, Dương Đại phát hiện mình có khả năng tu luyện từng cái thuộc tính pháp thuật, có lẽ cùng vạn cảnh âm chủ có quan hệ hắn thậm chí hoài nghi là bởi vì âm chúng quá nhiều bao hàm đủ loại linh căn dẫn đến hắn cũng có thể có được khác biệt linh căn thuộc tính mặc kệ như thế nào trong nửa tháng này dương đại xem như thoát thai hoán cốt hắn hoàn toàn không có tu luyện một mực tại tăng lên năng lực thực chiến của mình mặc dù hắn tác chiến phương lực là trốn ở âm chúng sau lưng nhưng nên luyện cơ bắp vẫn là đến luyện chuẩn bị bất cứ tình huống nào mặt khác dương đại lại mới thêm 89 vị tinh quái âm chúng ba vị tụ khí cảnh tu tiên giả âm chúng đều là tán tu hắn âm chúng tổng số đã đi đến 1688 vị. Một ngày này, Dương Đại đang tu luyện Thiên Thế Kiếm Quyết, năm Nguyệt Như bỗng nhiên theo lòng đất toát ra, gấp giọng nói, ngoài trăm dặm có một đám tu tiên giả đang đến gần, chính là Ngũ Đại môn phái liên hợp đội ngũ, dẫn đầu là Trụy Tinh Cốc Linh Chiếu cảnh trưởng lão. Dương Đại nghe xong, lập tức đem hết thảy âm chúng tất cả đều thu nhập linh hồn không gian, sau đó hắn rời khỏi thâm vực. Trước tránh đầu gió, trở lại hiện thực, Dương Đại đầu tiên là thả ra 100 vị âm chúng, để bọn hắn tu luyện, lấy thêm lên máy tính bản ngồi vào trên ghế salon, giờ cơm còn chưa tới, hắn dự định tại bí võng bên trong đao loạt một chút trận pháp. Trước mắt, thiên cương đại la kiếm trận thi triển nhân số đã đi đến 100 vị, chủ yếu là càng ngày càng nhiều nhân tộc âm chúng bước vào tủ khí cảnh một tầng, hôm nay buổi sáng, 100 vị âm chúng thi triển thiên cương đại la kiếm trận, do năm nguyệt như chủ trận, cái kia uy lực kém chút đem hắc ngộ không đánh thành cho, may mắn dương đại kịp thời ngăn lại hung hăng càng quấy hơn nửa tháng hắc ngộ không lập tức liền đàng hoàng không còn dám xem nhẹ những cái kia bị nó xem vi thực vật phàm nhân. Thiên cương đại la kiếm trận uy lực nhường dương đại nghĩ đến rất nhiều. Về sau âm chúng càng ngày càng nhiều, có thể chia làm khác biệt đội ngũ, thậm chí là quân đoàn, thi triển đủ loại trận pháp, phòng thủ trận pháp, tiến công trận pháp, viễn trình pháp thuật trận pháp các loại, dương đại càng nghĩ càng hưng phấn. Bí võng bên trên trận pháp không nhiều, phần lớn đều rất cấp thấp, bất quá dương đại vẫn là tận lực đều gánh vác. Tụ khí cảnh bảy tầng hắn đã có thể làm được đã gặp qua là không quên được, sau 2 giờ, hắn mới buông xuống máy tính bản, bởi vì đồ ăn tới. Dương Đại ăn uống nhu cầu càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn vẫn là nghĩ ăn một chút gì, thỏa mãn vị giác thôi, cơ quan tình báo căn cứ đồ ăn là thật ăn ngon, chờ đến tụ khí cảnh 8 tầng, hắn là có thể triệt để tích cốc. Thoáng chớp mắt, hai ngày đi qua. Dương Đại cuối cùng đến thử tiến vào thâm vực. Ngũ đại tu tiên môn phái người cùng một chỗ hành động, nhất định không có khả năng tại đây bên trong đợi hai ngày, bọn hắn hẳn là có việc muốn hành động. Kỳ thật nhiều như vậy tu tiên giả dừng lại một ngày cũng có chút không hợp lý, nhưng dương đại để cho an toàn, vẫn là thật lãng phí một ngày, không có cách, mạng chỉ có một, tại thâm vực bên trong chết liền là chết, trừ phi còn có thể gặp được vị thứ hai vạn cảnh âm chủ. Dương đại rơi xuống đất, hắn mở to mắt nhìn lại, bên hồ không có bóng người. Hắn thở dài một hơi, bắt đầu thả âm chúng. Hắn trước thả một trăm vị, nhưng âm chúng nhóm thăm dò phụ cận, nếu là gặp được linh chiếu cảnh cường giả, hắn âm chúng có thế không đáng chú ý, đến lúc đó không kịp thu hồi âm chúng, bị người răng rắc một đao chém đầu hắn ngẫm lại đều hư hỏa đúng lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo trong rừng cây nhảy lên ra trong chớp mắt liền đến đến dương đại trước mặt thật nhanh dương đại đều không kịp phản ứng một cái tay đè lại bờ vai của hắn hắn tập trung nhìn vào lại là một nữ tử nàng người mặc theo lên thanh hoa đạo bào màu trắng dáng người thước tha mang theo dân gian hí kịch mặt nạ tóc tuyết trắng chỉ lộ ra một đôi sáng ngời mà hơi lộ ra lạnh lùng con mắt dương đại không dám nhúc nhích cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiền bối có gì chỉ giáo? Nữ tử tóc trắng đánh giá hắn, nói, thiên ngoại dị nhân. Đúng. Những quỷ hồn kia không có quỷ khí, chẳng lẽ là thiên phú của ngươi? Đúng thế. Dương đại ra vẻ hoảng hốt, trong lòng thì đang tính toán nên làm cái gì? Nam Nguyệt như có hay không thể đánh thắng nàng? Không được. Hắc ngộ không đều không có tốc độ nhanh như vậy, cô gái này tất nhiên là tâm toàn cảnh cao tầng tu vi, thậm chí có thể là linh chiếu cảnh. Cứng trắng không sáng suốt, khả năng hắn còn chưa triệu hồi ra vài vị âm chúng liền bị miễu sát nữ tử tóc trắng tiếp tục hỏi, tán tu. Dương Đại gật đầu. Vì sao tại đây bên trong? Ngài thấy được thiên phú của ta, ta sợ ta hồn binh rước lấy phiền toái, liền tại rừng sâu bên trong tu luyện. Hai ngày trước, ngươi có thấy từng phái hồn binh tra được ngũ đại môn phái đến. Ta mỗi ngày đều theo thói quen để bọn hắn điều tra phụ cận, xác thực phát hiện các ngươi, cho nên ta mới trở lại ta thế giới, chờ hai ngày mới dám đi lên. Vì sao muốn tránh, ngũ đại môn phái chính là chính đạo, ngươi sợ cái gì? Tiền bối, quan uổng A, à, lại chính đạo, giết người cướp của sự tình chẳng lẽ chưa từng xảy ra à? Nữ tử tóc trắng yên lặng. Dương Đại cảm thấy có hy vọng, đối phương còn tại đề ra nghi vấn, nói rõ có lòng trắc ẩn. May mắn hắn không để cho Nam Nguyệt Như, lương tử tiêu ra tới, Nam Nguyệt Như thi thể thì bị hỏa tán, không có để lại một điểm dấu vết. Lúc này, âm chúng nhóm dồn dập vây tới, khẩn trương nhìn nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng hỏi, ngươi có thể đem bọn hắn thu trở về sao? Dương Đại thả ra âm chúng đều là tụ khí cảnh một tầng tu vi, căn bản không được tác dụng, hắn lúc này nghe lời đem âm chúng tất cả đều thu nhập linh hồn không gian nữ tử tóc trắng đi theo thu tay lại nói không sai ngươi này thiên phú xác thực lợi hại này chút hồn thể mặc dù không có sức chiến đấu giúp ngươi làm việc cũng hết sức thuận tiện đoán chừng còn có ta không biết được đặc điểm ta liền không hỏi đi theo ta đi 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 chỗ nào dương đại khẩn trương hỏi hắn trong lòng thì thở dài một hơi đối phương không có trực tiếp động thủ vậy liền còn có sinh cơ nữ tử tóc trắng nói cùng ta đuổi kịp ngũ đại môn phái, nếu là tán tu, vậy liền gia nhập ta môn phái đi. Gia nhập môn phái. Dương Đại Thận trọng hỏi, ngài môn phái là? Thiên nhất môn, ngươi sẽ ngự kiếm thuật sao? Không lại. Coi như sẽ, ta này tu vi cũng không thể thời gian dài bay lượn. Vậy liền bắt kịp ta đi. Nữ tử tóc trắng nhấc tay áo, tế ra một thanh phi kiếm, mang theo Dương Đại rơi vào trên thân kiếm, vạch phá rừng núi vùng trời, lái về phía phương xa. Dương Đại phát hiện mình vô pháp tới gần đối phương, nhưng có một cổ vô hình lực lượng cường đại cố định hắn, khiến cho hắn sẽ không rơi xuống, cũng sẽ không áp vào trên người đối phương. Như thế tiêu xài linh lực, tất nhiên là linh chiếu cảnh tu sĩ. Dương Đại âm thầm vui mừng, may mắn mới vừa rồi không có làm loạn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nữ tử tóc trắng nữ kiếm tốc độ vượt xa lương tử tiêu, nhưng Dương Đại cảm nhận được nhanh như điện chớp. Tu tiên giới thật sự là hiểm ác, đường đường linh chiếu cảnh tu sĩ vậy mà vì ngồi sống ta, chờ hai ngày, mới truy chính mình đại bộ đội. Dương Đại thầm mắng, về sau gặp được loại tình huống này, nhất định phải lại thả thời gian dài. Một lúc lâu sau, nữ tử tóc trắng đuổi kịp ngũ đại môn phái, Dương Đại Phóng nhãn nhìn lại, mấy trăm tên tu sĩ đang ở một đầu sườn đồi bên trên tỉnh tọa, bên dưới vách núi là một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi. Hai người sau khi hạ xuống, một tên râu dài nam tử trung niên cười nói, "Phương trưởng lão, ngươi xem như trở về, phía sau ngươi tiểu tử kia liền là ngươi ngồi sổng thập phương giáo tà đồ." Mấy trăm tên tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Dương Đại, đều tại xem kỹ Dương Đại tụ khí cảnh bảy tầng, có thể là ma hồ kẻ cầm đầu sao? Có thể là ngộ nhập đi. Tội nghiệp ta năm nguyệt như sư tỷ, đến nay không có tin tức. Hẳn không phải là, bằng không phương trưởng lão cũng sẽ không để hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Xác thực, tiểu tử này thoạt nhìn yếu đuối, cũng không giống là có thể tru diệt năm nguyệt như cao thủ. Nghe chung quanh tu sĩ tiếng nghị luận, dương đại trong lòng hoang mang. Ma hồ. Là chỉ hắn chỗ cái kia mảnh hồ nước. Lúc nào truyền đi thanh danh, dương đại giả vờ không có nghe thấy cẩn thận quan sát cẩn thận nghe nữ tử tóc trắng mở miệng nói kẻ này là tán tu đi ngang qua cái kia mảnh hồ bị ta gặp được hắn là thiên ngoại dị nhân không có môn phái thiên ngoại dị nhân có thể tu luyện tới tụ khí bảy tầng ta cảm thấy tư chất không tệ có thể nhận lấy về sau hắn chính là thiên nhất môn đệ tử các phái tu tiên giả thu hồi tầm mắt nhưng vẫn có mười mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm dương đại dương đại đi theo nữ tử tóc trắng đi đến một chỗ bắt đầu tĩnh tọa Ngồi xuống về sau, Dương Đại đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn vừa rồi cùng nữ tử tóc trắng nói chính mình tránh ở mảnh này hồ nước phụ cận tu luyện, chẳng phải biến tướng thừa nhận hắn là ma hồ kẻ cầm đầu. Những người tu tiên kia biết đến sự tình, nữ tử tóc trắng tự nhiên cũng biết, có thế nàng yên nguyên bao che chính mình. Không thích hợp. Dương Đại yên lặng quan sát, nghe ngũ đại môn phái các đệ tử nói chuyện phím, bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Mục tiêu chính là phía trước hẻm núi. Dương Đại thử rời khỏi thâm vực, kết quả thất bại, nói cách khác hắn bây giờ còn tại trạng thái chiến đấu. Hắn không thể không ôm lấy ác ý suy nghĩ, chẳng lẽ phụ cận có người muốn giết hắn, cho nên bị phán định vì trạng thái chiến đấu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại hắn trốn không thoát, dứt khoát nạp khí tu luyện. Thời gian cực nhanh. Hoàng hôn đem đến, một tên tu tiên giả bỗng nhiên đi vào Dương Đại bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi, bạn thân, đến từ cái nào tỉnh? Dương Đại mở mắt, nghe đối phương lời này ý tứ chính là thí luyện giả. Đại hạ vương triều nhưng không có hành tĩnh chi điểm, chỉ có quận dương đại hồi đáp hán tây hành tĩnh người đây đối phương hồi đáp nằm trung hành tĩnh người có khả năng a à, không có gia nhập môn phái liền có thể tu luyện tới tụ khí bảy tầng chẳng lẽ có quan hệ dương đại thấy đối phương không coi ai ra gì cùng chính mình trò chuyện hiện thực có chút kinh ngạc lại nhìn chung quanh tu tiên giả cũng không có cố ý xem bọn hắn tự hồ thói quen thiên ngoại dị nhân như vậy nói chuyện phím trò chuyện trong chốc lát dương đại liền biết được thân phận của đối phương vương tường tâm toàn cảnh một tầng Tùy tin cốc đệ tử, lần này ngũ đại môn phái trong đội ngũ có 17 vị thí luyện giả, hắn là đại biểu thí luyện giả tới nhận biết Dương Đại, vòng tròn ở nơi nào đều có, có nữ tử tóc trắng lời chắc chắn, Dương Đại xem như chính thức bước vào thiên nhất môn, có tư cách vào bọn hắn vòng tròn. Dương Đại thuận miệng đối phó, thật không có để bụng. Này tính là gì vòng tròn, các ngươi đều đến từ môn phái khác nhau, lần hành động này kết thúc, chẳng phải các chi đồ vật, lúc nào mới có thể gặp lại, cũng không thể cố định thời gian lo gút lưới chuyện vãn đi. Dương Đại hỏi thăm ngũ đại môn phái tới này bên trong làm gì, có thể vương tường nhưng không có nói, tùy tiện qua loa hai câu liền rời đi. Thật không có thành ý a. À? Dương Đại trong lòng chửi bậy. Đừng hỏi nữa, đến lúc đó ngươi liền biết được. Nữ tử tóc trắng thanh âm bay vào Dương Đại trong tay, Dương Đại chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục tu luyện. Vào đêm, ngũ đại môn phái đám tu tiên giả đều an tĩnh tu luyện, bốn phương tám hướng sơn nhạc bên trong thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ. Dương Đại cũng là không có có sợ hãi, dù sao phụ cận nhiều như vậy tu tiên giả, coi như là thú triều tới, cũng có thể chịu nổi. Thời gian đại khái đi vào nửa đêm 12 giờ, phía trước sườn đồi phía dưới bỗng nhiên truyền đến kỳ quái khóc nỉ non âm thanh, giống như nữ tử, lại như hài đồng, cả kinh dương đại mở to mắt. Các phái đệ tử cũng là như thế, cũng là lĩnh đội các trưởng lão cũng là rất bình tĩnh, vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện. Dương đại bên người không có người quen, cũng không dễ trao đổi, vương tường cách hắn xa mấy chục thước, hắn cũng không thể chạy tới hỏi thăm. Hắn cả gan hỏi, sư phụ, phía dưới là tình huống như thế nào? ta không phải sư phụ ngươi, không cho phép xưng hô như vậy ta, ta chẳng qua là dẫn ngươi nhập môn thôi, đến mức phía dưới, không cần ngươi quan tâm, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nữ tử tóc trắng đưa lưng về phía Dương Đại nói ra, thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Dương Đại không hiểu trấn định. Dương Đại bắt đầu não bổ sườn đồi phía dưới là cái gì? Ngàn năm quỷ vương, thường cổ yêu vật, vẫn là cái gì chí bảo? Cái kia khóc nỉ non tiếng còn đang kéo dài, thỉnh thoảng lớn, thỉnh thoảng nhỏ, tự như đối phương đến gần đi xa. Dương Đại nghe này tiếng, cũng không cách nào chuyên tâm tu luyện chỉ có thể dày vào chờ đợi nhưng mà này nhất đẳng chính là bốn ngày dương đại đã bốn ngày chưa có trở lại hiện thực hắn bị kẹt bút kẹp lấy trạng thái chiến đấu vô pháp rời khỏi thâm vực không chỉ là hắn ngũ đại môn phái những người thí luyện cũng không có lo gút qua bọn hắn cũng là rất bình tĩnh cũng không có kinh hoảng cái thứ năm nửa đêm quen thuộc khóc nỉ non tiếng đúng giờ vang lên dương đại đã không có như vậy rụt rè ngược lại có chút không kịp chờ đợi sớm một chút vạch trần đi Chúc mừng Hà Quốc khu thí luyện giả trung thần thông thành công vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp, bước vào linh chiếu cảnh. Lại một vị đại lão sinh ra, nhưng dương đại càng để ý tình cảnh của mình. Những ngày này, hắn vô cùng hoài niệm dựa vào âm chúng nhóm tu luyện cảm giác, chính mình đơn độc tu luyện, quả thực là tốc độ như rùa. Hắn cũng không phải là không có thu hoạch, hắn thành công tích cốc, có thể dựa vào thiên địa linh khí khôi phục thể lực, duy trì sinh khí, không cần lại ăn uống. Cơ quan tình báo nhất định phải cảm tạ một thoáng ngũ đại môn phái, vì bọn họ tiết kiệm lương thực dương đại ở trong lòng điên cuồng chửi bậy giảm bớt chính mình lo nghĩ lúc này sườn đồi bên trên dân lên một hồi gió lớn vù vù rung động tại trong tiếng gió cái kia quỷ dị khóc nỉ non tiếng trở nên khàn giọng dương đại trước người nữ tử tóc trắng chậm rãi đứng dậy không chỉ là nàng môn phái khác trưởng lão đứng dậy theo thấy này các môn phái các đệ tử cũng đứng dậy dương đại cũng đứng dậy xuất ra duyên quan kiếm tùy thời chuẩn bị chiến đấu chư vị bí cảnh sắp mở ra Tự động mang đệ tử tiến vào đi, thập phương giáo khả năng theo mặt khác bí cảnh cửa vào tiến vào, chúng ta nhất định phải cẩn thận." Đạo Sơn lĩnh đội trưởng lão mở miệng nói, môn phái khác trưởng lão gật đầu, đều không nói nhảm, dồn dập nhảy vào sườn đồi phía dưới. Dương Đại vốn không muốn động, nhưng nữ tử tóc trắng linh lực trực tiếp cuốn theo tại hắn nhảy vào tối tăm hẻm núi. Rất nhanh, Dương Đại liền không có thể thấy mọi vật, bốn phương tám hướng đen kịt một màu, thậm chí không thể nghe đến thanh âm, hắn có loại theo hiện thực tiến vào thâm vực cảm giác. Chúc mừng ngươi tiến vào động Thiên Phúc địa bí cảnh, bí cảnh bên trong thí luyện giả sắp mở ra thông cáo hệ thống. Dương Đại trước mắt thổi qua một hàng chữ, bốn phía đen kịt, trước mắt lại có thể thấy nhắc nhở, thật sự là kỳ quái. Đợi Dương Đại rơi xuống đất, tầm mắt của hắn cuối cùng khôi phục. Hắn mở to mắt, bầu trời hiện lên màu đỏ, biển mây thưa thớt, đến không hết tảng đá trôi nổi ở trên trời, tựa như trong vũ trụ thiên thạch, hắn rơi vào một mảnh trong sa mạc, phóng tầm mắt nhìn tới, đất cát liên miên chập trùng, không nhìn thấy những người khác ảnh. Thí luyện giả tường ca tiến vào động thiên phúc địa bí cảnh. Thí luyện giả Lý Tiểu Minh tiến vào động thiên phúc địa bí cảnh. Thí luyện giả cứu mạng hờ 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 tiến vào động thiên phúc địa bí cảnh. Thí luyện giả bá vương bất quá gian tiến vào động thiên phúc địa bí cảnh. Dương Đại nhìn một chút, tại trước mặt hắn vừa vặn có 17 đạo nhắc nhở, chính là ngũ đại môn phái thí luyện giả. Chật chật, cái này là bí cảnh sao? Dương Đại tại bí võng bên trong thấy qua tình báo tương quan, bất quá phần lớn nội dung đều là liên quan tới bí cảnh có nhiều ít bảo vật thông cáo hệ thống bốn chữ này hắn cũng là nhìn qua nhưng lại không biết là như vậy thông cáo dương đại lập tức triệu hoán âm chúng đem có thể thi triển thiên cương đại la kiếm trận một trăm vị nhân tộc âm chúng triệu hoán đi ra dương đại đơn giản giới thiệu một chút về mình tình cảnh mang theo mặt nạ lương tử tiêu trầm giọng nói vì kia phương trưởng lão nhất định có tính toán ngài không thể không phòng dương đại gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy ta nghĩ sớm một chút thoát đi bí cảnh các ngươi hiểu rõ bí cảnh sao Điền bất trung mở miệng nói, ta tiến vào bí cảnh, tiến vào bí cảnh sau chỉ cần tìm được trận pháp truyền tống là có thể ra ngoài, nhưng bí cảnh nội không gian rất lớn, muốn tìm được trận pháp truyền tống, cần thời gian, mà lại không có có manh mối, chỉ có thể mù quáng tìm kiếm. Dương Đại nghe xong, chỉ có thể coi như thôi, hắn triệu hồi ra càng nhiều âm chúng, để bọn hắn từ dưới đất ẩn nút, tìm kiếm khắp nơi trận pháp truyền tống. So với những người khác, Dương Đại có hơn một ngàn vị thám tử, những thám tử này còn có thể cùng hắn có tâm linh cảm ứng. Đúng lúc này, từng đầu nhắc nhở xuất hiện lần nữa tại dương đại trước mắt. Thí luyện giả dịp cầu tiên tiến vào động thiên phúc địa bí cảnh. Thí luyện giả cờ vây chi thần tiến vào động thiên phúc địa bí cảnh. Thí luyện giả sở thiên bồng tiến vào động thiên phúc địa bí cảnh. Thí luyện giả sa bạo hoàng đế tiến vào động thiên phúc địa bí cảnh. Thí luyện giả một người đã đủ giữ quan ải tiến vào động thiên phúc địa bí cảnh. Liên tiếp 37 đầu nhắc nhở tại dương đại trước mắt xoạt qua, cái này khiến hắn nheo mắt. Này mảnh bí cảnh còn có mặt khác cửa vào. Dịp cầu tiên, hắn nhớ kỹ tại hắn đi sang thiên bồng nguyên soái lúc thấy diệp cầu tiên chính được linh chiếu cảnh nhắc nhở không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đụng tới dương đại như vậy suy tư tại một trăm vị nhân tộc âm chúng chen chúc hạ hắn bắt đầu tiến lên những cái kia yêu thú âm chúng theo dưới mặt đất đã hướng phía phương hướng khác nhau lan tràn mà đi một khi gặp được địch tình chúng nó sẽ lập tức trở về thông qua tâm linh cảm ứng chỉ cần chúng nó trở về dương đại liền sẽ từ bỏ cái hướng kia điền bất trung đi theo dương đại bên cạnh tiếp tục nói còn có một việc thí luyện giả tại bí cảnh bên trong có khả năng tự giết lẫn nhau, còn sẽ có thông cáo, cáo tri những người thí luyện khác, người nào giết người nào. Dương Đại nhíu mày hỏi, như vậy, chẳng phải là rất dễ dàng bại lộ hành hung sự tình. Mặc dù hiện thực pháp luật không sẽ quản đến thâm vực bên trong, có thể tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái, dưới tình huống như vậy, trừ phi đem hết thảy thí luyện giả giết sạch, bằng không ai biết tùy tiện động thủ. Không chỉ là Hà Quốc, toàn thế giới các quốc gia pháp luật đều sẽ không truy cứu thí luyện giả tại thâm vực bên trong hành vi, bởi vì tình huống quá mức phức tạp, sẽ còn dính đến hiện thực pháp luật không quản được thâm vực người, không có giám sát, không thể chụp ảnh, thật muốn đối thâm vực lập pháp, phá án tình huống khó không nói, sẽ còn khiến thí luyện giả đuổi tận giết tuyệt, dĩ nhiên, ở bề ngoài vẫn là hô hào những người thí luyện muốn đoàn kết, muốn hữu ái. Đây chỉ là pháp luật phương diện, thật là nếu là truyền ra có nhân đồ giết thí luyện giả, cũng sẽ phải gánh chịu quốc dân chửi rủa, một khi dư luận lớn, phía trên cũng không thể không quản. Nhưng có một chút có khả năng khẳng định, tận thế bối cảnh dưới, các quốc gia đối thí luyện giả ước thúc thấp hơn nhiều đối với người bình thường, bởi vì cần thí luyện giả thủ hộ gia quốc. Điền bất trung, bạch vĩ sở dĩ bị phán tử hình, là bởi vì tại trong hiện thực làm sằng làm bậy, mà tu vi của bọn hắn lại không cao lắm. Thí luyện giả tù phạm bên trong cơ hồ đều là tụ khí cảnh, rất khó nhìn thấy một vị tâm toàn cảnh, đến mức linh chiếu cảnh, cái kia càng không khả năng xuất hiện, linh chiếu cảnh có thể là chiến lược tính vũ khí. Điền bất trung lắc đầu nói, ngài nếu là tại bí võng bên trên tìm đọc qua bí cảnh, nên phát hiện một điểm, liên quan tới bí cảnh rất nhiều chuyện đều tra không được không sai này là vì sao rất đơn giản a à, bởi vì phúc duyên a à, bí cảnh nội phúc duyên quá lớn tu tiên giả đều sẽ liều mạng tranh đoạt nơi này chú trọng liền là mạnh được yếu thua địa cầu các quốc gia cũng sẽ không hạn chế những người thí luyện tại bí cảnh bên trong ở trung hòa thuận dạng này không hợp lý nếu là thí luyện giả đều để mắc tới một kiện chí bảo nên nhường cho người nào cũng không thể công bằng luận bàn cho thâm vực tu tiên giả cơ hội đánh lén mà lại coi như cưỡng ép hạn chế người lòng tham là không bờ bến tất nhiên sẽ vi phạm thà rằng như vậy chẳng thà bỏ mặt tự do tận thế nha tóm lại có rất nhiều hắc ám địa phương cho nên bí cảnh có quy tắc ngầm bất luận cái gì tại bí cảnh bên trong phát sinh ân oán đều không thể hướng ngoài giới lộ ra điền bất trung lời nhường dương đại khẽ gật đầu đúng là đạo lý này dương đại nói trước tìm đường ra đi cơ duyên cái gì ta tạm thời không thiếu tâm toàn đang ta có ít nhất tại đột phá linh chiếu cảnh trước ta không cần thiết cùng người liều sống liều chết nếu là có người dám tìm ta phiền toái ta đây không ngại một mực soạt màn hình Điền bất trung lộ ra vẻ tán thưởng, hắn liền sợ Dương Đại không dám đối thí luyện giả ra tay. Mặt khác âm chúng biết được bọn hắn nói chuyện là một cái thế giới khác, cho nên đều không có xen vào. Liễu Tuấn Kiệt giận dữ nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng. Im miệng. Lương Tử Tiêu khẽ nói, dọa đến Liễu Tuấn Kiệt khẽ run rẩy, không còn dám nhiều lời. Vùng sa mạc này rất lớn, không có gió, nhưng Dương Đại có thể cảm nhận được nơi này linh khí hết sức dồi dào, so bên ngoài hắn đi qua chỗ có địa phương đều dồi dào hắn bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Cậu thả tại đây mảnh bí cảnh, tu luyện 3 năm, nương tựa theo âm chúng, trực tiếp tu luyện tới linh chiếu cảnh. Dương Đại Hướng Điền Bất Trung hỏi, có khả năng một mực đợi tại bí cảnh bên trong sao? Điền Bất Trung kinh ngạc nhìn về phía hắn, vội vàng nói, cũng đừng loại suy nghĩ này, bí cảnh một khi đóng cửa, sẽ rất khó lại mở ra, ít nhất 10 năm qua, không có một cái nào bí cảnh lặp lại mở ra, coi như về sau sẽ mở, nói không chừng muốn chờ mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Lương Tử Tiêu nói theo, bí cảnh rất nguy hiểm muốn ở chỗ này một mực sống sót rất khó chỉ là mấy chục năm liền đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện trừ phi không ràng buộc bằng không đều sẽ không lựa chọn đợi tại bí cảnh bên trong dương đại lập tức bỏ ý niệm này đi lắc đầu bật cười tiếp tục lên đường hắn vừa đi vừa quan sát trên trời treo thạch những cái kia thạch đầu lớn nhỏ không đều có chút còn khảm nạm lấy tinh thạch mười phần huyễn lệ cũng không biết là gì nguyên lý lơ lửng giữa không trung đi đi hắn chỗ tiến lên phương hướng một tên âm chúng bỗng nhiên quay đầu hắn lúc này quay người, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Âm chúng nhóm cũng không nghi hoặc, bởi vì Dương Đại đã sớm nói hảo kế hoạch, chức trách của bọn hắn liền là bảo vệ tốt Dương Đại. Thí luyện giả tường ca đánh giết thí luyện giả Đông Sơn tái khởi. Một đầu nhắc nhở theo Dương Đại trước mắt thổi qua, tường ca hẳn là vương tường. Trách không được tên này không nói ngũ đại môn phái mục đích chuyến đi này, nguyên lai tên này liền đợi đến gây sự. Như vậy xem ra, vương tường tìm hắn, cũng không phải là kết giao, là hỏi thăm thiên phú của hắn, may mắn lúc ấy vương tường hỏi thời điểm, Hắn không có nói. Cẩu vật. Tốt âm A. À. Bí cảnh xem ra là triệt để giải phóng thí luyện giả âm U mặt. Dương đại đột nhiên nghĩ đến chu hành mã, cái thằng kia mở ra một phương bí cảnh, bằng tu vi của hắn là như thế nào sống sót. Chẳng lẽ hắn chẳng qua là mở ra, cũng không có tiếng vào. Dương đại bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh theo sa mạc phần cuối lướt đến, người kia ngự kiếm phi hành, tốc độ rất nhanh, đoán chừng dưới mặt đất âm chúng không có phát hiện cái này người chung quanh 100 vị âm chúng lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Người kia cách gần đó về sau, Dương Đại mới nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương. Đúng là một nữ tử, thân mặc áo xanh, tóc dài nhẹ nhàng, trên mặt mang theo mang sa, che đậy hé mở dung nhan, theo hắn dáng người nhường Dương Đại không nhìn được nghĩ đến một cái từ. Tiên tử. Dương Đại lập tức cảnh giác, tiên tử lại như thế nào, chỉ có trở thành âm chúng tiên tử mới tính tốt tiên tử. Nữ tử áo xanh ngự kiếm đứng ở Dương Đại đám người trên đầu, nhìn xuống bọn hắn, tầm mắt rất nhanh liền khóa chặt dương đại bởi vì chỉ có dương đại không có bốc lên lục quan quỷ tu thanh âm của đối phương đáp xuống dương đại lắc đầu phủ nhận nữ tử áo xanh hướng xuống bay một khoảng cách thấy một trăm vị âm chúng chuẩn bị động thủ liền dừng lại con mắt của nàng rất xinh đẹp để cho người ta miên man bất định nàng nhìn chằm chằm dương đại nói tụ khí bảy tầng tu vi liền dám đi vào ngươi đến từ cái nào môn phái muốn chết sao dương đại bất đắc dĩ nói ta cũng không muốn tiến đến thiên nhất môn trưởng lão nghĩ thu ta làm đồ đệ liền đem ta mang vào ta có bối cảnh, ngươi chớ chọc ta. Nữ tử áo xanh hiếp mắt nói, ồ, thiên nhất môn à, không nghĩ tới chúng ta lại là đồng môn, nếu như ngươi không phải quỷ tu, vậy ngươi như vậy thủ đoạn nên là dị nhân thiên phú đi, rất không tệ, cùng ta đồng hành đi, ta tới chiếu cố ngươi. Dương Đại nghe xong lời này, lập tức hạ lệnh, kết trận. Chiếu cố. Làm sao có thể? Nơi này chính là bí cảnh, tất cả mọi người vội vàng tranh đoạt cơ duyên, ngươi tới chiếu cố ta vị này tụ khí cảnh vướng víu. Quá giả mà lại thiên nhất môn vì sao muốn chia làm hai đội vào bí cảnh lúc trước tại sườn đồi bên trên dương đại có thế chưa từng gặp qua vị này nữ tử áo xanh dương đại sau khi phân phó xong điên cuồng triệu hoán âm chúng từng đạo lục quan theo hắn giữa mi tâm bay ra cái kia một trăm vị nhân tộc âm chúng lập tức kết trận không có nam nguyệt như tại lương tử tiêu phụ trách chủ trận một trăm người phân tán ra đến chiếm diện tích phương viên trăm trượng lương tử tiêu ở vào trung tâm kiếm khí cấp tốc bay lên mới triệu hoán đi ra âm chúng nhóm tất cả đều là yêu thú dồn dập nhìn chằm chằm trên trời nữ tử áo xanh dương đại trước đó đã thông báo bị triệu hoán đi ra sau không muốn hô to gọi nhỏ cho nên này chút yêu thú âm chúng đều hết sức an tĩnh nữ tử áo xanh nhìn thấy dương đại triệu hồi ra nhiều như vậy hồn binh không khỏi nhíu mày nàng nâng tay phải lên một khối ngọc xích xuất hiện trong tay nàng vung thước hướng xuống đè ép mắt thường có thể thấy phong áp từ trên trời giáng xuống ép tới đang ở bầy trận âm chúng nhóm kém chút ngồi ngay đó cũng may thiên cương đại la kiếm trận đã thành giúp bọn hắn chống cự đại bộ phận phong áp các tử tinh vỗ cánh một bay thẳng hướng nữ tử áo xanh hắc ngộ không thả người nhảy lên nhảy lên thật cao hai quả đấm nắm chặt nộ đập hướng nữ tử áo xanh đối mặt hai con yêu thú nữ tử áo xanh không có khinh thường nàng cấp tốc tránh né nàng ngự kiếm thuật hết sức tinh diệu trên không trung tốc độ cao xoay quanh đủ loại chuyển biến nhưng các tử tinh trong thời gian ngắn vô pháp nhào trúng các tử tinh nhanh tại trực tốc độ tuyến giờ phút này sửng sốt bị nữ tử áo xanh tú trên sa mạc âm chúng nhóm bảo trì trận pháp đợi tại trong trận pháp dương đại có chút nén giận thiên cương đại la kiếm trận tai hại xuất hiện không thể công kích không trung kẻ địch nếu như thi trận giả đều sẽ ngự kiếm thuật cũng là có thể truy vết nữ tử áo xanh ha ha tiểu huynh đệ hỏa khí thật to lớn tỷ tỷ nghĩ chiếu cố ngươi ngươi lại trực tiếp động thủ đã như vậy quên đi hy vọng ngươi có thể còn sống rời đi bí cảnh nữ tử áo xanh vứt xuống một phen liền hóa thành một đạo kinh hồng cướp hướng chân trời các tử tinh không có truy quay đầu nhìn về phía dương đại thấy dương đại không có hạ đạt truy kích mệnh lệnh nó liền bay trở về nó dù sao cũng là tinh quái rõ ràng cảm giác được mình cùng đối phương khoảng cách không muốn chịu chết mặc dù nó đã chết nhưng nó vẫn là rất hài lòng hiện tại âm chúng trạng thái không muốn hồn phi phách tán dương đại lập tức mang theo âm chúng nhóm rút lui hắn lập tức cho phái đi ra hết thảy âm chúng truyền đạt tâm linh cảm ứng để bọn hắn toàn bộ trở về không thể phân tán binh lực dù sao tu vi của hắn tại bí cảnh bên trong tính hạn chót không có bên trên ngàn âm chúng hắn không an lòng sau nửa canh giờ hết thảy âm chúng trở về dương đại đem hết thảy âm chúng triệu hoán đi ra bao quát năm nguyệt như hắn nhường năm nguyệt như mang theo mặt nạ cùng nhau tìm phục tại dưới mặt đất dương đại đi chỗ nào hơn một ngàn vị âm chúng liền tại dưới mặt đất đi theo tìm hành trên mặt đất chỉ lưu mười mấy vị âm chúng liền hắc ngộ không cũng chui vào lòng đất ai dám tới làm hắn hơn một ngàn vị âm chúng trong nháy mắt nhảy ra trận thế kia cha cha dương đại rất chờ mong được rồi vẫn là đừng mong đợi tốt nhất an ổn rời đi bí cảnh đi qua lương tử tiêu nữ tử tóc trắng Nữ tử áo xanh, Dương Đại cảm giác mình cũng phải âm hiểm điểm, liền xem ai càng âm hiểm. Từ tiếng vào thâm vực lên, Dương Đại liền chưa bao giờ gặp chân chính thiện tâm tu tiên giả, coi như là thiên túc chân nhân, cũng là bởi vì nhìn trúng thiên cương đại la kiếm trận. Tu tiên giới thật là hiểm ác. Liễu Tuấn Kiệt cảm khái nói, này sa mạc thật lớn a, à, có thể hay không dưới nền đất có bảo vật. Trình Ngạ Quỷ cười nói, có bảo vật địa phương, thường thường có cường đại yêu quái tọa trấn, đừng suy nghĩ. Liễu Tuấn Kiệt nhìn về phía Dương Đại, hỏi, chủ nhân, có muốn hay không ta đơn độc chui vào lòng đất đi tìm một chút một phần vạn có đâu dương đại im lặng tên này lại tới ngươi không sợ hồn phi phách tán lương tử tiêu tức giận nói liễu tuấn kiệt cười nói liều một phen nha thích liệu mới có thể thắng ngược lại chỉ là ta đi nếu là ta thật tìm tới cơ duyên chủ nhân nhất định sẽ không bạc đãi ta cứ thế mãi ta không ngừng kiến công không sớm thì muộn siêu việt các ngươi hắn nhìn như đang nói đùa nhưng dương đại cảm thấy hắn là nghiêm túc tên này thường xuyên bị lương tử tiêu trình ngạ quỷ khi dễ, tâm lý khả năng càng thêm bóp méo. Dương Đại bất đắc dĩ nói, vậy ngươi đi đi, chết đáng đời. Hắc hắc. Liễu Tuấn Kiệt cười cười, sau đó chui vào lòng đất. Dương Đại cũng không có dừng lại, tiếp tục đi tới. Sa mạc tầm mắt quá khoáng đạt, không tốt ẩn núp, mà lại trận pháp truyền tống hẳn là sẽ không ở nơi như thế này. Thí luyện giả dịp cầu tiên đánh giết thí luyện giả một trận gió. Lại một đầu nhắc nhở thổi qua, Dương Đại âm thầm cảm khái, giết. Hắn cũng đừng đụng phải dịp cầu tiên, Tên này là Linh Chiếu Cảnh, hắn âm chúng nhóm cùng tiến lên đều chưa hẳn có thể thắng. Mấy canh giờ sau, Dương Đại cuối cùng đi ra sa mạc, phía trước là mênh mông vô bờ rừng núi, xuân ý dạt dào, cùng sau lưng sa mạc phản phất hai thế giới, khí hậu sinh thái hoàn toàn khác biệt. Dương Đại tại mười mấy vị âm chúng bảo vệ dưới đi vào rừng núi, chung quanh hắn từng cái hướng đi đều có âm chúng, trên đầu còn có lương tử tiêu, đến mức dưới chân, cái kia càng là theo chân hơn một ngàn vị âm chúng, đã làm đến không có gốc chết phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau dương đại lập tức dừng lại hắn liếc nhìn trình ngạ quỷ trình ngạ quỷ hiểu ý lúc này tiến đến xem xét dương đại đứng tại chỗ cũ cũng không có buông lỏng cảnh giác tầm mắt quét nhìn chung quanh trình ngạ quỷ chuyến đi này liền là rất lâu dương đại nhíu mày chờ đến hơi không kiên nhẫn cái thằng kia khí tức vẫn còn vì sao chưa có trở về hắn dụng tâm linh cảm ứng thúc giục một phút đồng hồ sau Trình ngạ quỷ trở về, hắn đi đến dương đại trước mặt, thấp giọng nói, phía trước có hai tên tu sĩ đang tử đấu, thế lực ngang nhau, ta nghĩ chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Dương đại hỏi, rất mạnh sao? Cũng là lương tử tiêu trình độ. Cái kia xác thực có thể đợi chờ, ngươi lại đi. Tốt. Tại lương tử tiêu ánh mắt phẫn nộ dưới, trình ngạ quỷ cấp tốc rời đi. Lương tử tiêu nhìn về phía dương đại, nói, đối phương có lẽ có tâm toàn cảnh một tầng thực lực, dù sao ta là thiên tài, cùng ta không sai biệt lắm, tất nhiên không phải bình thường tụ khí chín tầng. Dương Đại gật đầu nói, ta biết. Lương Tử Tiêu nhìn ra Dương Đại có chút qua loa, trong lòng tức giận căm phẫn, từ khi hát ngộ không, nằm nguyệt như gia nhập về sau, địa vị của hắn kịch liệt giảm xuống, không được, chuyện này kết về sau, hắn phải nỗ lực tu luyện. Sau mười mấy phút, trình ngạ quỷ trở về. Chủ nhân, bọn hắn sắp không được, có thể động thủ. Được. Dương Đại lập tức mang theo âm chúng nhóm tiến đến. Nơi đây bí cảnh đều là cao thủ, ít nhất tu vi sẽ không thấp hơn hắn. Một đường tiến lên, Dương Đại đi vào rừng sâu, phía trước cây có ngã trái ngã phải, trên mặt đất còn có kiếm khí thổi qua dấu vết, một nam một nữ nằm trên mặt đất, cách xa nhau xa ba trượng, bọn hắn đều nhìn chồng chọc vào đối phương. Bọn hắn nghe được tiếng bước chân, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Dương Đại cùng với chung quanh âm chúng, bọn hắn sắc mặt đại biến. Đạo hữu, ta là Lạc Hàn Cốc đệ tử, chúng ta là cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, có thể được lẫn nhau chiếu cố a. À. Tên nam tử kia mở miệng hô, trên người hắn áo bào tổn hại, lòng ngực chỗ càng là bị máu tươi nhiễm đỏ, thương thế thoạt nhìn so đối diện nữ tử còn nghiêm trọng. Dương Đại Mặc không biểu tình. Một vị khác nữ tu sĩ mở miệng nói, đạo hữu, ngươi chung quanh hồn thể không giống như là quỷ hồn, ngươi hẳn không phải là quỷ tu, là thí luyện giả đi, ta cũng thế. Nàng dung nhan mỹ lệ, tóc dơ giấy bẩn thiểu, giờ phút này lộ ra có chút dữ tợn. Dương Đại liếc nhìn lương tử tiêu, lương tử tiêu hiểu ý, lúc này tiến lên. Nam tu sĩ gấp, lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có khả năng đem ta túi trữ vật tặng cho ngươi. Nữ thí luyện giả cắn răng nói, giúp ta giết hắn, ta là cấp S thiên phú, cấp S thiên phú đại biểu cho cái gì, ngươi hẳn là hiểu, ta thiếu ngươi một cái mạng, về sau sông pha khói lửa, chỉ cần ngươi mở miệng, vô luận chuyện gì, tất nhiên giúp ngươi. Sau 5 phút, Dương Đại trước mắt thổi qua một nhóm nhắc nhở. Thí luyện giả bá vương bất quá gian đánh giết thí luyện giả hạ quốc siêu nhân. Dương Đại đi ra phía trước, bắt đầu rút hồn sở dĩ bỏ ra 5 phút đồng hồ là bởi vì đã trải qua một trận chiến đấu, năm tu sĩ cùng nữ thí luyện giả đều không phải hạng người bình thường, nhìn như bản thân bị trọng thương, đều giấu giếm sát chiêu, nếu không phải lương tử tiêu là âm chúng, chỉ sợ đã cắm. Nửa phút đồng hồ sau, Dương Đại đột nhiên động dung. Hắn vậy mà theo nữ thí luyện giả trong cơ thể rút ra một vị nam tính hồn phách, mà lại cái này người hình thể khôi ngô, cùng mảnh mai nữ thí luyện giả tương phản cực lớn. Hắn có chút mộng, nhưng vẫn là trước bề bộn trong tay sự tình. Hút xong hai cái hồn phách về sau, hắn nhường trình ngạ quỷ sờ thi tiện tay cầm đi túi trữ vật những trữ vật sau cấp tốc trời đi một lúc lâu sau dương đại mang theo âm chúng nhóm đi vào trong khe núi hắn ngồi tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi đồng thời an bài dưới nền đất lan quân đi tới từng cái hướng đi điều tra phạm vi không được vượt qua 10 dặm để tránh không kịp thu hồi hắn có chút mỏi mệt lúc trước hấp thu hai cái hồn phách cũng đều là tâm toàn cảnh cao thủ nhưng linh lực của hắn tăng trưởng không ít bất quá bây giờ hắn sẽ không bởi vì bình thường tâm toàn cảnh mà té xỉu trừ phi đối phương là tâm toàn cảnh cao tầng tu vi. Hắn đem hai cái hồn phách triệu hoán đi ra. Hai tên nam nhân hồn phách rơi vào dương đại trước mặt, bọn hắn bắt đầu tự giới thiệu. năm tu sĩ tên là Bao Giải, tâm toàn cảnh tầng 2, đúng là lạc hàng cốc đệ tử. Ngụy trang thành nữ thí luyện giả khôi ngô nam nhân tên là Từ Siêu Nhân, cũng là tâm toàn cảnh tầng 2, hắn cũng không phải là cấp S thiên phú, mà là cấp A thiên phú, hắn thiên phú là biến thân thuật, biến thân về sau, ngoại trừ bề ngoài, liền khí tức đều cùng bản tôn giống như đúc, bất kỳ người nào đều nhìn không thấu, chỉ có thể bằng vào trí nhớ cùng hành vi tới thẩm định. Này thiên phú, hoàng mỹ gián điệp. Từ siêu nhân lúc trước ngụy trang nữ tử là hắn vết qua một tên thí luyện giả, hắn cố ý ngụy trang thành nữ tử, liền là nghĩ lừa gạt nam nhân đồng tình. Bao giải liền bị lừa, nguyên lai tưởng rằng là một trận hạt sương tình duyên, không nghĩ tới ngay tại nhanh muốn cởi quần lúc, đối phương đột nhiên hạ sát thủ, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, đây cũng là hai người tử chiến nguyên nhân bao giải bây giờ thấy từ siêu nhân hình dáng càng thêm nổi nóng ánh mắt kia hận không thể đem từ siêu nhân chém thành muôn mảnh từ siêu nhân khịt mũi coi thường bỏ qua hắn thật là khủng khiếp thiên phú giết ta về sau ta vậy mà đối với hắn vô pháp sinh ra địch ý thậm chí rất muốn làm hắn vui lòng từ siêu nhân âm thầm kinh hãi hắn lặng lẽ dò xét dương đại vô pháp nhận ra đối phương là vị nào thí luyện giả âm chúng mặc dù có thể giữ lại riêng phần mình tính cách cùng linh trí nhưng đối mặt vạn cảnh âm chủ bọn hắn bản năng ủng hộ nghe theo bọn hắn cũng biết vạn cảnh âm chủ như là tử vong bọn hắn đem hồn phi phách tán dương đại hiểu rõ thân phận của hai người về sau liền để bọn hắn tách ra các thủ một bên hắn chú ý tới theo tu vi của mình càng ngày càng cao âm chúng trên người lục quan liền càng ngày càng đạm bạc nói cách khác chỉ cần hắn đủ mạnh âm chúng liền không có lục quan chợt nhìn tự như người sống chỉ có tu tiên giả có thể phân rõ bọn hắn hồn thể sau đó một khoảng thời gian dương đại đều tại nghỉ ngơi tại chỗ trước mắt thỉnh thoảng thổi qua nhắc nhở những người thí luyện chết điên rồi nhất là dịp cầu tiên đã bảy chết dương đại chỉ có thể cầu nguyện không được đụng đến dịp cầu tiên bí cảnh tự hồ không có ngày đêm thay đổi chờ đợi nửa ngày cũng không thấy trời tối liễu tuấn kiệt tên kia tuyệt đối là điên rồi rời đi lâu như vậy còn chưa có trở lại dương đại có thể cảm nhận được kháng cách mình rất xa tên này chẳng qua là tụ khí một tầng tu vi làm sao dám đó a à? dương đại thấy kề bên này hoàn cảnh không sai quyết định tạm thời trước tiên ở nơi này tu luyện chạy loạn khắp nơi không có ý nghĩa, chẳng thà tình cờ điều động một chút âm chúng ra ngoài tìm kiếm trận pháp. Hắn hỏi thăm qua bao giải, từ siêu nhân, hai người cũng không biết trận pháp truyền tống ở nơi nào, bọn họ đều là hôm nay vừa mới tiến tới. Hiện tại Dương Đại hết thảy có 1.690 vị âm chúng, hắn an bài 1.600 vị âm chúng tu luyện, còn lại 90 vị an bài một nửa người đứng gác, một nửa người tìm kiếm khắp nơi trận pháp truyền tống. Coi như hao tổn một chút âm chúng, cũng ảnh hưởng không lớn, dù sao cũng so chính hắn chạy loạn khắp nơi hiếu thắng bí cảnh linh khí như thế dồi dào, không thể lãng phí. Thoáng chớp mắt, hai ngày đi qua. Dương Đại đều không có gặp được phiền toái, xem ra bí cảnh là thật lớn. Tại 1600 vị âm chúng nỗ lực tu luyện dưới, hắn cách tụ khí 8 tầng đã tiếp cận, hắn so sánh một thoáng, bí cảnh linh khí là phía ngoài gấp 5 lần, mà thâm vực linh khí là địa cầu gần trăm lần. Trách không được những người thí luyện đối bí cảnh như thế si mê. Hai ngày bên trong, lại có vượt qua 50 vị thí luyện giả tiến vào bí cảnh, dịp cầu tiên đánh giết số lần đã vượt qua 10 lần, linh chiếu cảnh tu sĩ đơn giản muốn làm gì thì làm. Một ngày này, Liễu Tuấn Kiệt cuối cùng trở về. Hắn xuất hiện tại Dương Đại trước mặt, kích động nói, chủ nhân, ta phát hiện cơ duyên, siêu cấp lớn cơ duyên, không dung bỏ lỡ. Phụ cận âm chúng nhóm dồn dập mở mắt. Trình ngà quỷ treo chọc nói, có bao lớn, đối thủ là linh chiếu cảnh sao? Liễu Tuấn Kiệt mặt kệ hắn, nhìn xem Dương Đại, nói, ta phát hiện một tòa lòng đất thành trì, trong thành mọc ra một gốc cây khổng lồ cây, kết lấy đủ loại trái cây, linh khí vần quanh, đều nhanh sền sệt, Tất nhiên là thiên tài địa bảo, nói không chừng ăn một miếng liền có thể đạp đất tâm toàn. Dương đại trận trắng mắt, thổi đến thần. Không đi, nghe liền rất nguy hiểm, nếu như bị người vây lại, cái kia chính là cá trong chậu. Có thể là. Không nhưng nhị gì hết, một tòa thành trì, vẫn là tại bí cảnh bên trong, chính ngươi không cảm thấy ta gì. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là tìm tới đi ra trận pháp truyền tống, sau đó tìm thế ngoại đạo nguyên tu luyện, chờ ta chứng được linh chiếu cảnh, âm chúng số lượng đi đến trăm vạn, đừng nói đại hạ vương triều khắp thiên hạ cơ duyên ta cũng dám đoạt dương đại lắc đầu nói hắn lại không tốt đã kích liễu tuấn kiệt thế là hòa hoãn giọng nói trước mắt chúng ta tạm thời không cần đại cơ duyên ngươi rõ ràng nếu là nhỏ cơ duyên đối thủ cạnh tranh yếu cũng là có thể tranh liễu tuấn kiệt cảm thấy có đạo lý chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi dương đại cũng không nói thêm lời tiếp tục tu luyện hắn đang chờ đợi có âm chúng phát hiện trận pháp truyền tống nếu có kẻ địch tới gần nơi này phụ cận những cái kia đứng gác âm chúng cũng sẽ sớm nói cho hắn biết cái này là nhân thủ đông đảo chỗ tốt dương đại phải tận lực phát huy chính mình có thể không hành động lại không được động ưu thế lại qua một ngày cuối cùng có một tên âm chúng mang về tin vui vẫn như cũ là bạch vĩ bạch vĩ hưng phấn nói chủ nhân ta phát hiện một tòa trận pháp truyền tống phụ cận không có người tại một chỗ trong sơn động ta đi vào đã kiểm tra không có gặp nguy hiểm đi sao dương đại nghe xong lập tức hành động dùng tâm linh cảm triệu tập tập hợp hết thảy tại bên ngoài âm chúng truy đuổi khí tức của hắn tiến lên phụ cận tu luyện âm chúng thì bị hắn an bài tìm nhập lòng đất, đi theo hắn, bên cạnh hắn chỉ để lại 100 vị có thế kết trận nhân tộc âm chúng, bao giải, từ siêu nhân thì tìm phục tại dưới mặt đất. Ven đường, Dương Đại gặp được không ít tu tiên giả đấu pháp, hắn tận lực vòng qua, không muốn tham gia, chỉ muốn trước tiên chạy tới cái kia trận pháp truyền tống. Mấy canh giờ sau, Dương Đại đám người hữu kinh vô hiểm đi vào hang núi phụ cận, trên đường này hắn cũng là gặp tu sĩ cấp cao, tỉ như ngũ đại môn phái trưởng lão, cũng may đối phương căn bản không nhìn trúng hắn, trực tiếp lượt qua hắn, đều không có nhìn hắn liếc mắt. Hắn còn phát hiện một sự kiện, ngoại trừ truyền đấu người, ven đường hết thảy tu tiên giả đều tại hướng về một phương hướng tiến đến. Xem ra cái hướng kia có đại cơ duyên. Bất quá Dương Đại không thèm để ý, hắn ban đầu liền không muốn tới bí cảnh, là bị cuốn mang. Hắn có loại trực giác, vì kia nữ tử tóc trắng tuyệt không phải muốn dẫn hắn vào thiên nhất môn, hẳn là càng có tính toán. Nếu chỉ là chiêu thu đệ tử, trực tiếp cho Dương Đại thư tiến cử tin là được, tán tu như thế nào cự tuyệt gia nhập ngũ đại môn phái nữ tử tóc trắng nhất định phải mang theo hắn tới bí cảnh, trong này tính toán đáng giá suy nghĩ sâu xa. Ngay tại này mảnh cây mây đằng sau. Bạch Vĩ đi đến phía trước, đem trên vách núi đá cây mây vén lên, lộ ra một cái chỉ chứa một người cửa hang. Dương Đại Nhường âm chúng đi ở phía trước, bao giải, từ siêu nhân, nằm nguyệt như tam đại tâm toàn cảnh cao thủ mở đường, khiến cho hắn có chút lực lượng. Vào sơn động về sau, Dương Đại cảm nhận được một cổ hàng phong theo trong động truyền đến, cái kia tiếng gió thổi nhường hắn nghĩ tới vào bí cảnh trước đó hẻm núi truyền đến tiếng quỷ khóc, hắn yên lặng cảm thụ hơn một ngàn vị âm chúng đều tại dưới chân đi theo hắn tâm hơi chân thật một thoáng thí luyện giả dịp cầu tiên đánh giết thí luyện giả một người đã đủ giữ quan ải lại một đầu nhắc nhở theo dương đại trước mắt thổi qua này dịp cầu tiên quả thực là tên điên giết nhiều ít thí luyện giả may mắn lão tử mò tới trận pháp truyền tống bằng không chuyến này đoán chừng muốn chết trong tay dịp cầu tiên dương đại vẫn là có tự biết rõ mặc dù âm chúng rất nhiều nhưng không thể nào là linh chiếu cảnh đối thủ này không khí chật chật, hẳn là có cơ duyên, chẳng qua là vĩ ca không có phát hiện. Liễu Tuấn Kiệt bỗng nhiên cười nói. Trình ngạ quỷ ở phía trước cười khẩy nói, người ta tu vi có thế cao hơn ngươi, hắn không phát hiện được đồ vật, ngươi có thể phát hiện. Đây là một loại trực giác, ngươi biết cái gì? Ha ha! Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm. Dương Đại không có tham dự, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm phía trước. Động đường rất dài, còn hết sức khúc chiếc, một đường đi qua tám cái chuyển biến khẩu, bọn hắn cuối cùng tiến vào một mảnh bắt ngát động thất, có tới sân bóng rổ lớn, phía trên vách núi treo thạch nhọn, thạch trên ngọn còn tại dọc nước, mặt đất ẩm ướt, vũng nước từng mảnh. Dương Đại tầm mắt rơi vào động trong phòng một tòa trên bệ đá, này tòa bệ đá thoạt nhìn tàn phá, hai bên đứng thẳng cột đá, trên trụ đá có mười mấy lỗ khảm. Âm chúng nhóm hơi đi tới, Dương Đại lại gọi đến hơn 10 vị âm chúng, đem cửa hang chặn lấy. Mặc dù đi vào trận pháp truyền tống, cũng phải cẩn thận. Từ siêu nhân xem trong chốc lát, quay đầu nói, này trận pháp truyền tống có chút không đúng a. À. Dương Đại nhíu mày hỏi, là là ở chỗ nào? Theo vào lúc đến pháp trận Hoa Văn khác biệt, pháp trận Hoa Văn đều là linh lực chỗ khác, hơi có chút sai lầm, là có thể không gian đảo lộn, trận pháp này Hoa Văn sai lầm quá lớn, dĩ nhiên, cũng có khả năng cùng ta tiến đến lúc pháp trận không phải một vị trí, này bí cảnh lối vào nhiều lắm. Từ siêu nhân hồi đáp, nhưng Dương Đại mày nhíu lại đến càng lâu. Doanh Kỷ mở miệng nói, trước tiên có thể truyền tống âm chúng, nếu là âm chúng không có xảy ra chuyện, chủ nhân, ngươi lại tiến đến, cũng giống như vậy. Dương Đại gật đầu, nhưng không biết mình cùng Âm Chúng liên hệ có thể kéo dài bao xa. Bao Giải hỏi: "Các ngươi có hay không linh thạch?" Trước cầm ra tới nhìn một chút. Dương Đại lúc này từ bên hông hai cái trong túi trữ vật xuất ra hết thảy linh thạch, đây đều là Lương Tử Tiêu, năm nguyệt như, Bao Giải, từ siêu nhân cùng với những người thí luyện khác, hắn tích lũy linh thạch lượng vẫn là hết sức phong phú. "Ngươi hiểu trận pháp?" Lương Tử Tiêu hỏi. Bao Giải nói: "Hiểu sơ một ít." Hắn bắt đầu chọn lựa linh thạch, hướng trận pháp truyền tống bên trên khảm nạm. Ầm ầm hang núi bỗng nhiên kịch liệt lay động tựa như địa chấn đột kích dương đại cùng âm chúng bị hù dọa khẩn trương cực kỳ tốt tạ dạng này lay động không có kéo dài quá lâu một tên âm chúng toát ra mặt đất nói báo bên ngoài mấy chục dặm có đại tu sĩ chiến đấu bên ngoài mấy chục dặm động tỉnh có thể truyền xa như vậy tất nhiên là đại tu sĩ cất bước linh chiếu dương đại thúc giục nói nhanh lên bao giải gật đầu tiếp tục làm việc lục rất nhanh trận pháp sáng lên hai cây cột đá bắn ra ánh sáng Dương Đại hỏi, Linh Thạch đủ khởi động mấy lần? Bao giải hồi đáp, ba lần, có thể trước điều động một tên âm chúng thử một chút, ai đi? Âm chúng nhóm hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Dương Đại, chờ lấy Dương Đại ra lệnh, lần này đi khả năng rất nguy hiểm, nếu là hồn phi phách tán, bọn hắn liền chuyển thế cơ hội đều không có. Liễu Tuấn Kiệt xung phong nhận việc nói, ta đi. Dương Đại gật đầu đồng ý, Liễu Tuấn Kiệt lập tức vào trận. Trong động yên lặng, bao giải khởi động trận pháp, mọi người đưa mắt nhìn Liễu Tuấn Kiệt tan biến trên trận pháp linh thạch tất cả đều đập tan hóa thành bột phấn chiếu xuống địa phương bao giải lập tức bắt đầu một lần nữa bổ sung linh thạch hang núi thỉnh thoảng rung rẩy dương đại thì triệu tập hết thảy âm chúng liên tục theo mặt đất nổi lên sau đó bị hắn thu nhập linh hồn không gian nếu là hắn truyền tống ra ngoài có âm chúng lưu tại bí cảnh bên trong vậy hắn liền vĩnh viễn không cách nào rời đi thăm vực điểm này về sau cũng là có thể lợi dụng dương đại một bên thu âm chúng một bên cảm thụ liễu tuấn kỳ khí tức Liễu Tuấn Kiệt cách hắn vô cùng xa xôi, loại kia khoảng cách làm cho tâm linh của hắn cảm ứng đều trở nên mơ hồ, hắn duy nhất có thể xác định chính là Liễu Tuấn Kiệt vẫn còn, không có hồn phi phách tán. Cái thằng kia sẽ không đã rời đi đại hạ đi, làm sao xa như vậy? Dương Đại yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh, linh thạch một lần nữa bổ sung xong, Dương Đại đem còn lại linh thạch tất cả đều cất kỹ. Sau 10 phút, hết thảy âm chúng đều bị hắn thu nhập linh hồn trong không gian, hắn đứng tại trận pháp truyền tống trước, chung quanh chỉ còn lại có bao giải, từ siêu nhân hắn còn không có bị tru diệt, sẽ không có chuyện gì a à? Dương Đại thấp giọng nói. Bao giải nói, ít nhất chúng ta truyền tống đi qua, cũng sẽ không trước tiên xảy ra chuyện. Lúc này, hàng núi rung rẩy đến lợi hại hơn, rất rõ ràng đại tu sĩ chiến đấu tại ở gần ngọn núi này. Dương Đại vừa nghĩ tới linh chiếu cảnh đáng sợ, lúc này cắn răng nói, mặc kệ, đi thôi. Bao giải lập tức khởi động trận pháp truyền tống, sau đó đối Dương Đại gật đầu, Dương Đại lập tức đem bọn họ hai vị thu nhập linh hồn trong không gian cường quan tóe hiện dương đại thân ảnh biến mất tại trong trận pháp hắn vừa biến mất cửa hang liền xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng truyền tống quá trình vô cùng khó chịu dương đại vô pháp mở to mắt nhưng cảm giác đầu óc choáng váng huyết dịch đều tại ngược dòng không biết đi qua bao lâu hắn cuối cùng rơi xuống đất hắn mở to mắt thiên địa xoay tròn kém chút khiến cho hắn ngã sắp xuống mãnh liệt nôn mửa cảm giác truyền đến lúc này một đôi tay nâng lên hắn chủ nhân ngài không có sao chứ là liễu tuấn kiệt thanh âm Dương Đại trong lòng thở dài một hơi, hắn từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt phong cảnh làm hắn kinh diễm. Núi cao trùng điệp, liên miên chập trùng, tiên vụ lượng lờ, thành hàng thanh điểu, hạt tại đám mây phía trên xoay quanh, linh khí nồng nặc lệnh Dương Đại mừng rỡ, hắn đứng thẳng thân thể, đưa mắt nhìn lại, phiến thiên địa này vô cùng bao la, mây mù lượng lờ thiên địa bát phương, khiến cho hắn trong không đến phần cuối. Thật đẹp phong cảnh, tự như nhân gian tiên cảnh, là địa cầu bên trên không thấy được tuyệt thế cảnh đẹp. Dương Đại thân thể bỗng nhiên cứng đờ ở, bởi vì hắn thấy một đạo thân ảnh. Đó là một tên người mặc đạo bào màu xám lão giả, ngồi tĩnh tọa ở cách hắn không xa vách đá. Trận pháp truyền tống liền đứng ở vách đá, dưới vách núi là một đầu rộng chừng mấy chục trường sông lớn, thủy thế vội ùa, dị thường hung mãnh, thông hướng không biết phương xa. Dương Đại không khỏi nhìn về phía Liễu Tuấn Kiệt. Liễu Tuấn Kiệt lúng túng nói, ta hỏi qua vị tiền bối này, hắn nói chờ chủ nhân của ta đến lại nói rõ lý do. Dương Đại hít sâu một hơi, nỗ lực tâm tình chủ nhân cẩn thận cái này người tuyệt không phải tâm toàn cảnh này loại cao thâm mặt trắc ta chỉ ở cốc chủ trên thân cảm thụ qua bao giải truyền âm cho dương đại nhắc nhở dương đại ý thức được chính mình trốn không thoát không bằng thản nhiên đối mặt hắn tiến lên một bước ông quyền hỏi tiền bối dám hỏi nơi này là địa phương nào hôi bào lão giả không có mở mắt vẫn như cũ đứng quay lưng về phía dương đại chỉ nghe hắn hồi đáp thập phương giáo dương đại sửng sốt cho là mình nghe lầm thế nào lại là thập phương giáo Áo bào xám đạo giả đi theo mở miệng nói, tại phụ cận tìm chỗ tu luyện đi, chờ người đã đông đủ, ta lại hướng các ngươi giới thiệu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Còn có những người khác. Dương Đại thấp thỏm trong lòng, nhưng không đi không được đến ngồi xuống một bên. Nơi này đối với hắn mà nói quá lạ lẫm, trốn khẳng định là không được, lưu lại lại không biết sẽ là kết cục gì. Thập phương giáo. Vì sao Đại Hạ Vương Triều Bí Cảnh sẽ có thông hướng thập phương giáo trận pháp truyền tống? Dương Đại không nghĩ ra hắn nhớ kỹ ngũ đại môn phái tiến vào bí cảnh trước đề cập tới thập phương giáo có lẽ ngũ đại môn phái sở dĩ phát hiện bí cảnh là bởi vì truy xét thập phương giáo một đường theo dõi đến bí cảnh mặc kệ như thế nào dương đại chỉ có thể chờ đợi hôi bào lão giả bỗng nhiên nói nếu là ngươi muốn về đến ngươi thế giới cũng được đoán chừng một chốc những người khác còn vô pháp chạy đến dương đại sửng sốt hoài nghi mình nghe lầm hôi bào lão giả cũng không nhiều làm nói rõ lý do tiếp tục tu luyện dương đại do dự một chút đem liễu tuấn kiệt thu nhập linh hồn trong không gian sau đó lựa chọn rời khỏi thâm vực không có trạng thái chiến đấu hắn thành công trở lại mình tại cơ quan tình báo bên trong gian phòng dương đại thở dài một hơi hắn theo thói quen triệu hoán một trăm vị âm chúng sau đó ngồi ở trên giường sở dĩ chỉ triệu hoán một trăm vị là bởi vì chỗ ở của hắn chỉ có thể cho nhiều người như vậy lại nhiều cũng quá mức chen chúc ngược lại ảnh hưởng tu luyện dương đại đem chính mình tao ngộ nói cho chung quanh âm chúng doanh kỷ câu mày nói không nghĩ tới thập phương giáo tại đại hạ bên trong có trận pháp truyền tống đây cũng không phải là chuyện tốt nếu như thập phương giáo nghĩ chinh chiến đại hạ đại hạ khả năng bị nội ứng ngoại hợp lương tử tiêu bình tĩnh nói trước đây thật lâu thập phương giáo thời kỳ cường thịnh liền đại hạ vương triều đều tại nó trong lĩnh vực đại hạ bên trong có bọn hán giáo phái trận pháp truyền tống cũng không tính không thể tưởng tượng nổi điền bất trung suy tư nói đối phương hẳn là muốn thu chủ nhân làm đệ tử thập phương giáo rõ ràng đối thiên ngoại dị nhân có hiểu biết nếu là có ác ý không có khả năng thả chủ nhân rời đi hắn đạt được mặt khác âm chúng tán thành trước mắt hôi bào lão giả xác thực không có biểu hiện ra địch ý dương đại cũng cảm thấy có đạo lý gia nhập thập phương giáo cũng không phải không được thập phương giáo thoạt nhìn rất mạnh hắn xuất ra máy tính bản chuẩn bị tìm tòi thập phương giáo tình báo vừa mở ra không bao lâu hồ lợi liền đánh tới video trò chuyện dương đại lựa chọn tiếp nhận trong màn hình lộ ra hồ lợi mặt hắn thấy dương đại hoàn hảo không chút tổn hại thở dài một hơi hỏi, những ngày này, ngươi tại sao không có lo gút? Dương Đại không có giấu giếm, nói, ta bị thiên nhất môn trưởng lão bắt tiến vào bí cảnh. Hắn đem quá trình đại khái nói một lần, bao quát tình cảnh hiện tại, về phần mặt khác đối từ siêu nhân tru diệt, hắn không có nói. Hồ lợi câu mày nói, thập phương giáo hết sức thần bí, trước mắt Hạ Quốc đang đang nghĩ biện pháp tiếp xúc, theo lời của ngươi đến xem, thập phương giáo hẳn là muốn nhận ngươi, không chỉ là ngươi, bí cảnh nội những người thí luyện khác chỉ phải sống sót, cuối cùng hẳn là đều sẽ tiến vào thập phương giáo ngươi liền thuận theo tự nhiên đi thập phương giáo nếu là muốn hại ngươi trực tiếp động thủ chính là như thế nào thả ngươi rời đi dương đại gật đầu liền hồ lợi đều nói như vậy vậy hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đoạn thời gian gần nhất ta phải tại thâm vực vội vàng đột phá trong thời gian ngắn sẽ không lại trở lại hiện thực ngươi có bất kỳ cần có thể liên hệ căn cứ người phụ trách hồ lợi cười nói đột phá nhìn hắn đột phá hẳn không phải là nhỏ đột phá dương đại đoán được một cái khả năng nhưng hắn không có hỏi nhiều video trò chuyện sau khi kết thúc dương đại tiếp tục lên mạng tìm kiếm thập phương giáo trước mắt thiên võng bên trên còn lục soát tìm không được thập phương giáo hắn lại ghi tên bí võng tình báo cũng rất thiếu chỉ có chút ít mấy câu thập phương giáo thượng cổ tu tiên tông môn từng hùng bá bảy đại vương triều cương thổ sau phân liệt vương triều cùng tồn tại bí võng bên trong tình báo thậm chí không có đoán được xuất hiện tại đại hạ vương triều thần bí tông môn là thập phương giáo Dương Đại suy đoán cơ quan tình báo khẳng định có tin tức, chỉ là không có để lộ ra đến, vì sao không lộ ra, nguyên nhân liền không được biết. Tra xong thập phương giáo về sau, Dương Đại lại lướt một hồi sống, sau đó cùng phụ mẫu gọi điện thoại, tùy tiện trò chuyện trong chốc lát. Hắn nằm ở trên giường, bắt đầu đi ngủ, buông lỏng trạng thái, gần nhất những ngày gần đây, tinh thần của hắn căng đến thật chặt. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Đại lần nữa tiến vào thâm vực. Hắn có cân nhắc qua tránh một khoảng thời gian, nhưng hắn ra tới địa phương tại thập phương giáo, hắn có thể theo thập phương giáo chạy đi không có khả năng trở lại trên vách núi dương đại nhìn thấy hôi bào lão giả vẫn còn vẫn không có nhìn thấy những người khác hắn lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện hắn không có thả ra âm chúng chủ yếu là còn không dò rõ thập phương giáo đến cùng là gì nói không có hơn một ngàn vị âm chúng phụ trợ tu luyện dương đại cảm giác mình tu hành tốc độ cùng rùa bò giống như nguyên lai ta thật sự là phế vật a à. dương đại trong lòng cảm khái chẳng qua là trêu chọc mà thôi dù sao chân chính phế vật liền linh lực đều tu luyện không ra cứ như vậy ngày ngày đi qua sau bốn ngày, trận pháp truyền tống cuối cùng sáng lên. Dương Đại Định Thần nhìn lại, một tên người quen xuất hiện, Vương Tường. Trước đó ngũ đại môn phái bên trong duy nhất cùng Dương Đại bắt chuyện thí luyện giả. Vương Tường nhìn thấy Dương Đại, hôi bào lão giả, cũng bối rối, tại hôi bào lão giả nhắc nhở dưới, hắn tới đến Dương Đại bên cạnh ngồi xuống. Dương Đại đối với hắn hết sức cảnh giác, nhưng vẫn lễ phép tính gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là bá vương bất quá gian A. Vương Tường thấp giọng nói, ngữ khí có chút hưng phấn bọn hắn một nhóm kia thí luyện giả hắn đều biết liền thêm ra dương đại đến chỉ có thể dò số bên trên bá vương bất quá gian dương đại gật đầu nói không sai những người thí luyện khác đâu vương tường nhún vai nói đều đã chết bí cảnh liền là như thế tàn khốc bọn họ cũng đều biết chính mình phải vào chính là bí cảnh cho nên đã làm tốt đi chết giác ngộ nói đến thật nhẹ nhàng linh hoạt dương đại không nữa nói tiếp vương tường đi đến một bên tĩnh tọa tu luyện lúc tu luyện hai người không tốt sát bên dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau nạp khí Thời gian lại qua hai ngày Trận pháp truyền tống sáng lên Hai bóng người xuất hiện Chính là một nam một nữ Nam tử người mặc một bộ thanh y Tay phải dẫn theo bảo kiếm Khuôn mặt tuấn lãng Tóc dài tiêu sái Tự như theo trong tranh đi ra hồng trần kiếm khách Cũng có kiếm khách lãnh ngạo Bên cạnh hắn nữ hài áo vàng liền lộ ra khéo léo đẹp đẽ Dung mạo xinh đẹp Xem hắn thần thái liền có thể cảm giác được đối phương là nhí nha nhí nhảnh tính tình Diệp đại ca, có người Nữ hài áo vàng thấp giọng nói Nhưng nàng cũng không có sợ hãi thanh y nam tử bỏ qua dương đại vương tường đi đến hôi bào lão giả bên cạnh chắp tay nói tại hạ dịp cầu tiên xin hỏi tiền bối nơi này chính là thập phương giáo hôi bào lão giả mở mắt dò xét hắn tán thán nói không sai tuổi còn trẻ liền chứng được linh chiếu cảnh dù cho là tại thiên ngoại dị nhân bên trong ngươi cũng xem như người nổi bật xem ra ngươi đã tiếp xúc đến thập phương giáo giáo chúng lựa chọn gia nhập thập phương giáo dịp cầu tiên bình tĩnh nói không sai đại hạ ngũ đại môn phái vốn là nguồn gốc từ thập phương giáo ta nếu gặp được lần này cơ duyên, như thế nào bỏ lỡ? Từng, ngươi không sai, trước tiên tìm một nơi chờ xem, dùng tu vi của ngươi, đủ trở thành nội môn đệ tử, về sau tiền đồ vô lượng. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Dịp cầu tiên nói xong, liền dẫn nữ hài áo vàng đi đến chỗ không người ngồi xuống. Vương Tường đứng dậy, đi vào dịp cầu tiên trước mặt, cười nói, tại hạ Vương Tường, lâu văn huynh đệ đại danh, xin hỏi. Dịp cầu tiên mặt không chút thay đổi nói, lăng. Vương Tường khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt cứng đờ đối mặt dịp cầu tiên lạnh mắng vương tường mặc dù lên cơn giận dữ nhưng cũng không thể không cười làm lành sau đó cấp tốc trở lại chính mình chỗ cũ dương đại thấy trong lòng lấy làm kỳ hai người này có thể hay không thành thù địch dịp cầu tiên là bí cảnh đánh vết thí luyện giả nhiều nhất người vương tường cũng không ít so với dịp cầu tiên vương tường càng âm hiểm dương đại cũng là hy vọng bọn họ có thể chó cắn chó cho lẫn nhau tăng thêm một chút phiền toái bầu không khí trở nên an tĩnh ngoại trừ cái kia nữ hài áo vàng tình cờ nói thầm vài câu bên ngoài những người khác tại tu luyện ngày kế tiếp lại tới bốn vị thí luyện giả dương đại chú ý tới tới tất cả đều là thí luyện giả không có một vị đại hạ tu tiên giả tối hôm đó trận pháp truyền tống lại sáng lên cuối cùng không phải thí luyện giả nhưng người tới nhường dương đại động dung chính là vị kia bắt đi hắn nữ tử tóc trắng nữ tử tóc trắng hiện thân về sau hôi bào lão giả đứng dậy đi vào trước mặt nàng cười ha hả nói còn có ai không nữ tử tóc trắng hồi đáp hẳn là còn có 5 người, chậm nhất ngày mai liền có thể tới. Ngũ đại môn phái đâu? Đã toàn quân bị diệt. Rất tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, gian khổ ngươi. Nữ tử tóc trắng khẽ gật đầu, nàng đi đến vách đá, dưới chân xuất hiện một thanh phi kiếm, chở nàng xong hướng chân trời, tan biến tại trong mây mù. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có xem Dương Đại liếc mắt. Dương Đại nhìn không được đi vào hôi bào lão giả trước mặt, hỏi, tiền bối, nàng cũng là thập phương giáo người. Hôi bào lão giả vuốt trâu cười nói, không sai, nàng chẳng qua là chui vào thiên nhất môn thôi, về sau nàng chính là trưởng bối của ngươi, sau khi thấy được, muốn xưng một tiếng sư tổ. Sư tổ? Không hợp thói thường. Dương đại biểu lộ cổ quái, lại cũng không dám hỏi nhiều nữa. Ngày thứ hai buổi chiều, lại tới năm vị thí luyện giả. Hiện tại tăng thêm dương đại, hết thảy có 13 vị thí luyện giả, hắn quan sát một thoáng, chính mình yếu nhất. Trận pháp truyền tống lần nữa truyền đến một người, cái này người thân mặc hát bào, mặt mang mặt nạ màu đỏ ngầm, như nhân gian lệ quỷ, hắn đi đến Hôi Bào lão giả trước mặt, nói, đến đông đủ. Nói xong, hắn hóa thành một hồi khói đen tiêu tán. Hôi Bào lão giả đứng dậy, hướng đi 13 vị thí luyện giả, Dương đại đám người liền vội vàng đứng lên. Kể từ hôm nay, các ngươi gia nhập Thập Phương giáo, Thập Phương giáo sinh ra đã có hơn ngàn năm, các ngươi đại hạ vương triều ngũ đại tu tiên môn phái chẳng qua là theo Thập Phương giáo phân hóa đi ra mà thôi, Thập Phương giáo sẽ thu phục bọn hắn, trọng trưởng đại hạ vương triều, các ngươi có thể sớm vào Thập Phương giáo cũng xem như cơ duyên to lớn tại thập phương giáo bên trong, linh chiếu cảnh phía dưới, đều là ngoại môn đệ tử, bước vào linh chiếu cảnh, thì có thể vào nội môn, trước mắt, trong các ngươi có ba người có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, ba người này hiện tại là có thể theo ta đi, những người khác nguyên chờ đợi, đợi lát nữa sẽ có ngoại môn trưởng lão đến đây tiếp các ngươi. Hôi bào lão giả cười nói, cũng không có nhiều nói nhảm, hắn tay phải vung lên, tay áo bên trong bay ra một cái hồ lô, cấp tốc biến lớn, hắn nhảy đến hồ lô lên. Dịp cầu tiên dặn dò nữ hài áo vàng hai câu liền nhảy đến hồ lô bên trên. Hai gã khác linh chiếu cảnh thí luyện giả là một nam một nữ, Dương Đại nhớ được bản thân tại Thiên võng bên trên gặp qua bọn hắn, bọn hắn tại trong hiện thực đều là bất trụ. Ba vị linh chiếu cảnh thí luyện giả vừa đi, còn lại chín vị thí luyện giả bắt đầu bắt chuyện, lẫn nhau kết giao. Liền Dương Đại một vị tụ khí cảnh tu sĩ, có chút xấu hổ. Nữ hai áo vàng lại gần, cười hỏi: "Tiểu đệ đệ, ngươi lớn bao nhiêu?" Dương Đại im lặng, nhưng vẫn là hồi đáp: "18 tuổi." Cách không được a à. 18 tuổi liền tụ khí cảnh bảy tầng, quả thật có thể nhường thập phương giáo coi trọng. Nữ hài áo vàng tắm tắt lấy làm kỳ lạ, sau đó tự giới thiệu, nàng gọi tiểu điệp, năm nay đồng dạng 18 tuổi, tâm toàn cảnh bảy tầng tu vi. Nữ nhân nha, vĩnh viễn 18 tuổi. Vương tường đi tới, cười nói, hắn thật không đơn giản, hắn liền là bá vương bất quá gian. Lời vừa nói ra, mặt khác bảy vị thí luyện giả cũng đều vây tới, dương đại trong nháy mắt bị những người thí luyện thổi phòng, tất cả mọi người rất nhiệt tình, hắn chỉ có thể khiêm tốn. Một phiên chào hỏi về sau, bọn hắn xem như quen biết, vương tường đề nghị lo gút về sau, đại gia xây một cái bầy, đối với cái này, những người khác cũng không có ý kiến. Cái này là vòng tròn. Vì sao tận thế bối cảnh dưới, còn có tu tiên đại học tồn tại, ngoại trừ lợi ích suy tính, chính là kết giao vòng tròn. Tự như hòa bình niên đại, 40-50 tuổi trăm tỷ phú ông cũng sẽ đi đại học học tập. Dương đại cũng là sinh hoạt tại trong hiện thực người, tự nhiên sẽ không tự tuyệt vòng tròn, dĩ nhiên, đối đại cá nhân, vẫn là muốn bảo trì cảnh giác, không thể mù quáng tín nhiệm. Mười vị thí luyện giả riêng phần mình tán gẫu, đại khái đi qua nửa giờ, thập phương giáo cuối cùng có người đến đây. Là một tên nam tử mặc áo bào đen, khí chất nho nhã, khuôn mặt anh tuấn, trên mặt mang ấm áp nụ cười. Ta là ngoại môn trưởng lão, ứng Trường Ca, hiện tại ta mang các ngươi đi tới chỗ ở, các ngươi ở lại về sau, thập phương giáo sẽ đưa mỗi người các ngươi năm vị người hầu, một tên dược nô, một tên y sư, ba tên nông phu. Áo bào đen nam tử, cũng chính là ứng Trường Ca vừa nói, một bên xuất ra một cây màu vàng kim trường côn này cung cấp tốc biến lớn, vậy mà hóa thành một đầu màu vàng kim trường xà, hắn nhảy đến trắng trên lưng, những người thí luyện lập tức đi theo. Đứng tại trắng trên lưng, Dương Đại hết sức hiếm lạ, nhưng lại sợ chính mình té xuống. Kim xà tiến lên, ứng trường ca đứng ở phía trước, tiếp tục giới thiệu thập phương giáo, thập phương giáo bên trong giáo quy xâm nhiên, đồng môn không được tương tàn, vô luận nội môn, vẫn là ngoại môn, mỗi ngày đều có đệ tử nhận nhiệm vụ tuần tra, các ngươi thiên ngoại dị nhân có khả năng thỏa thích tu luyện thiên phú của mình, không cần phải lo lắng dẫn tới phiền toái, cho dù có phiền toái, cũng là ra ngoài bên ngoài, hành tẩu tu tiên giới, dù sao cũng phải dựa vào chính mình. Ngoại môn có một tòa thành, đi về phía đông liền có thể đến, cái kia mênh mông linh lực khí tức hội tụ vào một chỗ, các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, đến chỗ ở về sau, các ngươi có thể trước dàn xếp mấy ngày, sẽ có đệ tử đến đây cho các ngươi đăng ký thân phận, phàm là đi đến tâm toàn cảnh thì, có thể đi tới trưởng lão đường bái sư, tại thập phương giáo bên trong, chỉ có thể có một vị sư phụ, không thể thay đổi các ngươi cũng có thể chờ tiến vào nội môn sau lại tuyển sư phụ dương đại nghiêm túc nghe trước mắt nghe xuống tới hắn cảm giác còn không sai là cái có khả năng cẩu thả địa phương hắn trực tiếp đợi tại thập phương giáo không đi ra nơi này linh khí như thế dồi dào sao đại hạ có thể làm mạnh mấy lần hoàn toàn có khả năng tu luyện tới linh chiếu cảnh lại nói bất quá nghe được ứng trường ca nói ngoại môn đệ tử định kỳ muốn lúc thi hành nhiệm vụ hắn liền chính mình tính toán thất bại quả nhiên bất kỳ địa phương nào đều không nuôi người nhàn rỗi cũng may hắn có khả năng lựa chọn trong giáo nhiệm vụ dạng này có khả năng đạt được thập phương giáo bảo hộ thời gian một nén nhang sau ứng trường ca đi vào một mảnh rừng núi nơi này sơn nhạt một tòa tòa cách cục rõ ràng có chút không giống tự nhiên hình thành càng giống là bàn cát diễn hóa trở thành sự thật phía dưới núi các ngươi có khả năng riêng phần mình tuyển một tòa từ nay về sau liền là động phủ của các ngươi đệ tử khác không được mạnh mẽ xông tới chỉ có thể ở dưới chân núi gọi hàng đối phương sau khi đồng ý mới có thể vào núi nếu là có người mạnh mẽ xông tới có thể bẩm báo chấp pháp đường nhẹ thì giam giữ trọng trách xử tử ứng trường ca thao túng kim xà dừng lại quy tắc này nhường dương đại rất hài lòng ta thích tiểu điệp không khỏi hỏi chẳng lẽ có thể thiết kế người khác vào núi ứng trường ca cười nói đúng vậy nhưng nếu là bị thiết kế cũng chỉ có thể trách chính mình xuẩn sau đó thí luyện giả ngự kiếm phi hành riêng phần mình chọn lựa thích hợp đến núi Dương Đại chọn lựa lớn nhất một ngọn núi, ngọn núi này linh khí không tính nồng nặc nhất, cho nên không ai cùng hắn đoạt. Ứng trường ca rời đi, những người thí luyện riêng phần mình an gia. Sau khi hạ xuống, Dương Đại trực tiếp thả ra hết thảy âm chúng, 1690 vị âm chúng xuất hiện, hắn bắt đầu an bài âm chúng nhóm nhiệm vụ, tuyệt đại đa số phụ trách tu luyện, một bộ phận phụ trách dựng nhà lầu. Ngọn núi này là núi hoang, liền đường đều cần chính mình kiến thiết. Về sau hắn còn có khả năng làm ruộng, gieo trồng dược liệu, dù sao trong túi đựng đồ của hắn có không ít linh thảo linh hoa. Dương đại ngọn núi này rất lớn, nhưng yêu thú âm chúng nhóm hình thể khổng lồ, ghé vào trong núi rừng, cây cối căn bản là không có cách hoàn toàn che đậy, lại thêm lan quân bắt đầu xây nhà, động tĩnh có chút lớn, chung quanh đỉnh núi bên trong thí luyện giả dồn dập bay lên không, ngóng nhìn dương đại núi, nhìn dương đại vậy mà có nhiều như vậy thủ hạ, bọn hắn hết sức kinh ngạc. Dương đại đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn sớm ngày chứng được tâm toàn cảnh như là đã gia nhập tông môn vậy hắn liền muốn hiện ra thiên phú của mình thu hoạch được cao tầng ưu ái mới có thể đi được càng xa huống hồ âm chúng mặc dù có thể chui vào lòng đất nhưng ở bùn đất tập trung dưới mặt đất tu luyện hiệu quả giảm bớt đi nhiều trừ phi hắn có thể đục một cái đại địa động ra tới tu tiên giả không thể tước đoạt thiên phú của hắn hắn tự nhiên không cần quá cố kỵ cũng là đến phòng một chút thí luyện giả thí luyện giả thiên phú thiên kỳ bách quái dương đại nghiêm trọng hoài nghi có thí luyện giả có cưỡng đoạt người khác thiên phú thiên phú thà rằng tin là có không thể tin là không chạng vạn tối một gian đơn giản phòng ốc tại giữa sườn núi xây xong dương đại cuối cùng có khả năng thoải mái lo gút trở lại hiện thực hắn khó được không có triệu hoán âm chúng dự định thanh tĩnh một chút hắn lấy điện thoại di động ra phần mềm chat bên trên đã có người thêm hắn hảo hữu tên gọi tường ca hắn đồng ý về sau tường ca lập tức lôi kéo hắn tiến nhập một cái tên là tương thân tương ái người một nhà nhỏ trong đám dương đại có chút hốt hoảng còn tưởng rằng tiến vào gia tộc bầy tường ca bá vương đến rồi vĩnh viễn 18 tuổi bá vương bất quá gian, ngươi trên núi làm sao nhiều như vậy quỷ hồn. Sở thiên bồng, xem ra bá vương thiên phú cùng triệu hoán có quan hệ. Tường ca, chúng ta cũng đừng đối ngoại lộ ra lẫn nhau thiên phú, liền thập phương giáo cũng không thể đề, trước mắt thập phương giáo đối với hạ quốc mà nói, là cơ mật. Thủy Đào Dương, triệu hoán sư thiên phú à, thật khiến cho người ta hâm mộ, Mỹ Châu có một tên thí luyện giả, có thể cùng yêu thú ký kết khế ước, mới đi đến linh chiếu cảnh, hắn liền có một ngàn đầu cường đại yêu thú. Chịu phục, hoan nghênh đại lão. Thiên nhai cùng ngươi, xin hỏi, thập phương giáo có đệ tử tới tìm các ngươi đăng ký thân phận sao? Vĩnh viễn 18 tuổi, triệu hoán thiên phú tạm được, ta vẫn là ưa thích dịp cầu tiên loại kia tăng cường tự thân thiên phú. Bá vương bất quá gian, mọi người tốt, về sau chiếu cố nhiều, ta có việc muốn ra cửa, các ngươi tiếp tục. Tùy tiện đối phó một câu, Dương Đại liền nằm ở trên giường soạt máy tính bản, soạt nửa giờ, mới vừa nghỉ ngơi. Ngủ 4 giờ, nửa đêm, hắn lần nữa tiến vào thăm vực xuất hiện tại trong nhà gỗ, hắn phản ứng đầu tiên liền là triệu hoán âm chúng, trước đêm năm nguyệt như, bao giải, từ siêu nhân ba vị tâm toàn cảnh cao thủ triệu hoán đi ra, sau đó đi ra nhà gỗ, bắt đầu càng không ngừng triệu hoán âm chúng. Rất nhanh, khắp núi khắp động tất cả đều là âm chúng, các tử tinh thì bay đến đỉnh núi bên trên, tu luyện đồng thời còn có thể tại chỗ cao chú ý bốn phương. Dương Đại bắt đầu tu luyện. Hắn ngay lập tức mục tiêu là trước đột phá đến tụ khí 8 tầng, sớm ngày chứng được tâm toàn cảnh, mới có thể tại tương thân tương ái người một nhà bên trong ngẩng đầu lên những ngày tiếp theo, Dương Đại đều tại tu luyện, không có rời núi. Trong thời gian này, thỉnh thoảng có thập phương giáo đệ tử từ bầu trời bên trên lướt qua, đối với trên núi âm chúng, bọn hắn đều rất tò mò, còn dừng lại quan sát trong chốc lát. Sau 4 ngày, một tên đệ tử mang theo năm tên phạm nhân rơi vào giữa sườn núi nhà gỗ trước, Dương Đại đi ra nhà gỗ tiếp đãi. Ở trong lòng đọc thầm tên của ngươi, sẽ khắc tại trên lệnh bài, từ nay về sau, này lệnh chính là ngươi tại thập phương giáo bên trong thông hành lệnh bài. Tên đệ tử này hết sức nghiêm túc, ăn nói có ý tứ hắn xuất ra một khối ngọc bài đưa cho dương đại dương đại tiếp nhận trên ngọc bài bắt đầu hiển hiện nét bút rất nhanh dương đại nhị chữ liền xuất hiện kiểu chữ còn rất có ý vị tại thập phương giáo bên trong nhận nhiệm vụ đều phải dựa vào này lệnh lệnh vỡ người đại biểu vong bình thường nắp kỹ nếu là tông môn có việc cũng sẽ thông qua này lệnh đưa tin ngươi năm người này sau này sẽ là ngươi tôi tớ ngươi có khả năng quyết định sinh tử của bọn hắn đệ tử nói xong liền rời đi hắn tự hồ đối với trên núi âm chúng không có hứng thú chút nào năm vị phạm nhân lập tức quỳ lạy khắp núi khắp đồng đều là yêu thú âm chúng để bọn hắn rất khẩn trương dương đại vuốt vuốt trong tay ngọc bài hắn hoài nghi đây thật ra là một loại thông tin hoặc là giám sát pháp khí nếu có thể truyền tin tức chưa chắc không có khả năng bị nghe trộm hắn đem thần thức dò vào ngọc bài bên trong bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ thập phương giáo thu nhỏ địa đồ còn có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn tỉ như giáo quy môn phái tôn chỉ nhiệm vụ quy tắc các loại thật lâu thần trí của hắn mới vừa rời khỏi trong lòng của hắn cảm khái ai nói tu tiên giới không có tiên tiến đồ chơi này không phải liền là sao hắn nhìn về phía năm vị phạm nhân nói các ngươi liền bên cạnh đáp xây nhà đi tạm thời không có chuyện muốn các ngươi làm năm vị phạm nhân liền vội vàng gật đầu riêng phần mình bận rộn dương đại nguyên bản còn lo lắng bọn hắn ăn uống vấn đề sau này mới biết được bọn hắn mang theo thập phương giáo tặng cho ít cốc đan một đan có khả năng một tháng không ăn cơm mỗi người một bình kéo dài một năm không khó về sau liền phải tự cấp tự túc Hai ngày về sau, Dương Đại cuối cùng đi đến tụ khí cảnh 8 tầng. Có âm chúng liền là nhanh. Dương Đại tâm tình vui vẻ, bắt đầu ở phòng trước luyện kiếm, phụ cận đã xuất hiện vườn thuốc, dược nô đưa hắn đưa cho linh thảo linh hoa đã gieo trồng tại vườn thuốc bên trong, dưới chân núi lại có đồng ruộng, này tòa đỉnh núi càng ngày càng có yên hòa khí tức. Một ngày này giữa trưa, một nhóm lớn đệ tử đi vào Dương Đại đỉnh núi, hắn lập tức trở về phòng, thời gian một nén nhang về sau, đám kia đệ tử liền rời đi. Dương Đại đã tập mãi thành thói quen, thập phương giáo đệ tử đối tại thiên ngoại dị nhân cực kỳ tò mò mới đầu hắn sẽ còn cùng những đệ tử kia trao đổi nhiều lần liền ngán dứt khoát tránh né những đệ tử kia cũng chỉ là tò mò thiên phú của hắn cũng không phải là nghĩ cách giao hắn thoáng chớp mắt nửa tháng trôi qua dương đại đi đến tụ khí cảnh chín tầng một nghìn sáu trăm chín mươi vị âm chúng toàn lực tu luyện thành công hắn không là một người tại tu luyện trừ cái đó ra còn phải quy công cho thập phương giáo linh khí tại đây bên trong tu luyện một ngày đem tại đại hạ vương triều tu luyện mấy ngày trong thời gian này, những người thí luyện khác cũng tới ước qua Dương Đại, hỏi hắn có muốn cùng đi hay không làm nhiệm vụ, góp nhặt cống hiến, từ đó thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên, đều bị Dương Đại từ chối nhã nhặn. Hiện tại Dương Đại chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là tâm toàn cảnh. Một ngày này, Dương Đại đang cùng 200 vị nhân tộc âm chúng cùng nhau tu luyện Thiên Cương Đại La kiếm trận, hắn quyết định chính mình cũng muốn vào trận, gặp được một chút tình huống đặc biệt, tại trong trận ngược lại an toàn hơn. Chúc mừng hạ quốc khu thí luyện giả lão hồ ly thành công vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp, bước vào linh chiếu cảnh. Mỗi ngày đều có thu hoạch được thiên phú, đột phá cảnh giới nhắc nhở, nhưng này đạo nhắc nhở lại là dẫn tới dương đại lực chú ý, bởi vì lão hồ ly liền là hồ lợi. Hắn thực vì hồ lợi cao hứng, cũng vì chính mình cao hứng, dù sao hồ lợi cũng xem như núi dựa của hắn. Đây là hôm nay dương đại duy nhất cao hứng sự tình, thời gian khác đều tại tu luyện, tâm tình bình tĩnh. Đêm khuya, dương đại tại bên trong nhà gỗ tu luyện, loãng xoảng một tiếng cửa phòng bỗng nhiên mở ra cả kinh hắn mở to mắt phát hiện là dẫn hắn vào bí cảnh nữ tử tóc trắng ngươi muốn làm gì thập phương giáo bên trong có thế là không thể mạnh mẽ xông tới đệ tử động phủ núi dương đại cảnh giác nói hắn cầm lấy duyên quan kiếm đối phương đêm khuya tới chơi không thể không phòng này bà nương đến cùng tu vi gì liền hắn như vậy nhiều âm chúng đều không có phát giác được nữ tử tóc trắng bình tĩnh nói xác thực không thể mạnh mẽ xông tới ta cho phép ngươi đi trưởng lão đường cáo ta dương đại thầm mắng làm sao cáo, đừng hạ người nào cáo trạng bản quan. Hắn vừa rồi chẳng qua là vô ý thức như vậy nói. Nữ tử tóc trắng gặp hắn yên lặng, mở miệng nói, ở ngoại môn không muốn bái sư, chờ tiến vào nội môn lại bái sư, sư phụ ta coi trọng ngươi. Dương Đại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài sư phụ là. Nữ tử tóc trắng trả lời, địa vị rất cao, tạm thời không thể tiết lộ cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiến vào nội môn, thập phương giáo bên trong liền không người nào dám ức hiếp ngươi, bất quá trước đó, ngươi như là chết, cho dù là chết tại đồng môn đệ tử trong tay sư phụ ta cũng không ra mặt thần bí như vậy không phải là thập phương giáo bên trong âm mưu gia a à? dương đại trong lòng chửi bậy nhưng ngoài mặt vẫn là cung kính đồng ý nữ tử tóc trắng tay phải vung lên một nhánh bình nhỏ xuất hiện tại trong tay của hắn còn mang theo một tia ấm áp này liền coi như là lễ gặp mặt chuyện tối nay không được để lộ ra đi nói xong nữ tử tóc trắng liền hóa thành một trận gió rời đi từ đầu đến cuối dương đại đều không biết tên của nàng không thấy nàng hình dáng Dương Đại lần nữa ngồi xuống, sau đó mở ra bình nhỏ, bên trong có 10 viên thuốc, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Hắn lập tức dụng tâm linh cảm ứng gọi đến bao giải, từ siêu nhân, Nam Nguyệt Như. Ba vị âm chúng vào nhà gỗ. Biết đây là cái gì đang dược sao? Dương Đại hỏi. Ba người nhìn về phía trong tay hắn đang dược, một hồi dò xét. Bao giải bỗng nhiên động dung, nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyệt phẩm tụ linh đan? Từ siêu nhân, Nam Nguyệt Như đều là vẻ mặt chấn động. Bao giải phấn khởi nói, chủ nhân, đây là cho tâm toàn cảnh tăng cường tu vi đang dược tại đại hạ vương triều bên trong một khi xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới tranh lộn xộn ta chưa từng thấy qua tuyệt phẩm chỉ gặp qua thượng phẩm nhưng đang dược này ẩn chứa linh lực rõ ràng vượt qua thượng phẩm chỉ có thể là tuyệt phẩm dương đại ưa thích lông mày cho tâm toàn cảnh dùng đang dược nữ tử tóc trắng rất có thành ý a à. dương đại đem đang dược cất kỹ sau đó nhường âm chúng nhóm lui ra tiếp tục tu luyện âm chúng nhóm vô pháp sử dụng đang dược cho nên chỉ có thể hâm mộ sau đó một khoảng thời gian liền là trùng kích tâm toàn cảnh. Hai ngày sau, Dương Đại một tên âm chúng bắt đầu độ kiếp. Chính là Lương Tử Tiêu, đột phá tâm toàn cảnh. Âm chúng độ kiếp, cũng là hiếm lạ, Dương Đại khiến cho hắn đi tới đỉnh núi bên trên độ kiếp. Lương Tử Tiêu đánh ngồi dưới đất, chung quanh tụ tập mấy chục đạo thân ảnh, trong đó bao quát Dương Đại. Dương Đại là muốn nhìn một chút độ kiếp quá trình, âm chúng nhóm thì là xem Lương Tử Tiêu có thể thành công hay không, nếu là thành công, vậy đại biểu bọn hắn cũng có thể tiếp tục mạnh lên. Lương Tử Tiêu tĩnh tọa hơn nửa canh giờ về sau, trên đỉnh đầu bắt đầu tụ tập lôi vân, trống rỗng xuất hiện, nhưng Dương Đại trong lòng gọi thẳng không khoa học. Cái kia một mảnh mây đen đối Lương Tử Tiêu bắt đầu oanh lôi, Lương Tử Tiêu dùng tự thân linh lực hình thành vòng phòng hộ, chống cự lôi kiếp. Đại khái đi qua nửa giờ, Lương Tử Tiêu độ kiếp thành công, trở thành tâm toàn cảnh tu sĩ. Dương Đại rõ ràng cảm giác được linh lực của mình tăng trưởng một tia, xem ra âm chúng đột phá, cũng có thể mang đến cho hắn chút ít tăng phúc, trước mắt tăng phúc hiệu quả phần lớn thể hiện tại linh lực, tố chất thân thể bên trên cũng không biết về sau có hay không xuất hiện càng nhiều đặc thù tăng cường. Lương Tử Tiêu đột phá sau khi thành công, lần nữa trở nên hăng hái, Liễu Tuấn Kiệt theo năm Nguyệt Như bên cạnh một lần nữa về tới bên cạnh hắn, khiến cho hắn rất được lợi. Một tòa đàn hương tràn ngập trong lầu cát hai tên lão giả ngồi đối diện nhau, đang ở uống trà, trong đó một vị chính là lúc trước tiếp đại thí luyện giả hôi bào lão giả. Một tên lão giả khác thân hình khôi ngô, mày rậm báo mắt, để cho người ta xem xét liền cảm thấy hắn tính tình rất hỏa bạo. Hắn lắc lư chén trà, hỏi gần đây thiên ngoại dị nhân ở ngoại môn nội môn đều dẫn tới không nhỏ náo nhiệt vị kia dịp cầu tiên thể hiện ra đệ tử tinh anh tiềm lực tạm thời không đề cập tới ngoại môn có một vị dị nhân đảo là không tầm thường không đến tâm toàn cảnh tu vi liền nắm trong tay thượng thiên hồn thể trong đó bao quát mấy vị tâm toàn cảnh thiên phú như vậy trong mắt của ta sau cái kia dịp cầu tiên còn khó lường hôi bào lão giả cười nói xác thực dựa theo dị nhân nói thiên phú của bọn hắn cũng là có khoảng cách ngươi nói cái vị kia tên là dương đại hắn thiên phú tại dị thế giới đều là vô cùng hiếm thấy sau so dịp cầu tiên thiên phú cao hai cấp khôi ngô lão giả như có điều suy nghĩ hôi bào lão giả cười nói muốn nhận đồ khôi ngô lão giả gật đầu nói ta dưới gối một mực không đồ nhi truyền thuyết thiên ngoại dị nhân đến là vì tương lai sẽ xuất hiện hạo kiếp nếu là có thể thu một tên dị nhân làm đồ đệ đảo càng có ý nghĩa hôi bào lão giả lắc đầu bật cười làm sao ngươi cảm thấy không được cũng không phải không được, mà là cảm thấy có chút khó, để mắt tới hắn người cũng không ít. Hừ, chờ hắn rời núi, ta tự nhiên có biện pháp khiến cho hắn tin phục. Ta đây liền rửa mắt mà đợi. Nói một chút đại hạ đi, ngũ đại môn phải gãy nhiều tu sĩ như vậy, chắc chắn không cam lòng, trong giáo có ý tứ là nhường ngoại môn đối phó đại hạ. Hôi bào lão giả nghiêm mặt nói, nói lên đại hạ, trong giọng nói của hắn lộ ra chán ghét. Khôi ngô lão giả khẽ nói, ngũ đại môn phái xác thực không thể khinh thường, nhưng bọn hắn chung quy là theo ta giáo bò đi ra cẩu, qua một thời gian ngắn, ta xảy ra đi một chuyến, xem bọn hắn nội tình có đủ hay không tư cách nảy ra lão tổ tông bí cảnh. Hôi bào lão giả nói, vẫn là phải cẩn thận một chút, tốt nhất mang một nhóm đệ tử. Khôi ngô lão giả lên tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Mạng đêm buông xuống. Dương Đại trở lại trong hiện thực, hắn cầm lấy máy tính bảng, đi vào cửa sổ sát đất trước sofa nhỏ bên trên, đối ánh trăng, bắt đầu lên mạng lướt sóng. Đại hạ tu tiên giới ngũ đại môn phái mấy trăm tên tu tiên giả gãy kích tại một bí cảnh bên trong, việc này tại trên mạng đưa tới oanh động, lúc mới bắt đầu còn chưa lên hot tìm kiếm, sau này không biết là ai nổi liệu, trong lúc nhất thời, trên mạng nhất lên bàn tán sôi nổi. Tuyệt đại đa số người đều đoán được cùng cái kia thần bí môn phái có quan hệ, nhưng tạm thời chưa từng xuất hiện thập phương giáo chữ. Ngũ đại môn phái rõ ràng đã biết được thập phương giáo, môn binh trong thí luyện giả theo lý mà nói, hẳn là cũng biết được, lại chưa từng xuất hiện tại thiên võng bên trên, dương đại cảm thấy hạ quốc là cố ý tại ẩn dấu việc này. Như vậy xem ra, thập phương giáo thu bọn hắn những người thí luyện này cũng không phải là nhất thời lên hưng, có lẽ là Hạ Quốc đã cùng thập phương giáo thành lập liên hệ. Nhớ là dịp cầu tiên vừa tới thập phương giáo lúc thái độ, đối với thập phương giáo tuyệt không kinh ngạc, thậm chí có loại hướng về phía thập phương giáo mà đến cảm giác, hắn càng phát giác có khả năng. Trừ cái đó ra, còn có một việc lên hót tìm kiếm, lại có người mới thí luyện giả thu hoạch được cấp độ SS thiên phú, dương đại trước đó thấy qua, lúc ấy còn rất tò mò, không nghĩ tới vị này thí luyện giả trực tiếp tuôn ra thiên phú của mình mạnh đại đế, cấp độ SS thiên phú, thiên phú là thương nguyên bá thể, tự như trong tiểu thuyết thể chất, hiệu quả là có thể hấp thu bất luận cái gì sinh linh huyết mạch, tăng cường tự thân thể chất. Này thiên phú ban bố về sau, mạnh đại đế bị thổi tới bầu trời, thậm chí có người nói hắn là hạ quốc đệ nhất thiên phú người. Dương Đại cũng cảm thấy cái thiên phú này hết sức biến thái, nhưng chắc hẳn có nhất định hạn chế, cụ thể như thế nào, chỉ có mạnh đại đế chính mình rõ ràng, ngược lại hắn cảm thấy còn là chính mình vạn cảnh âm chủ mạnh hơn, bởi vì mạnh đại đế như là chết, cũng có thể trở thành hắn âm chúng. Hạ quốc dân mạng nhóm thật cao hứng, năm nay ra hai vị cấp độ SS thiên phú, phản phất quốc vận tới. Đối với mạnh đại đế, Dương Đại cũng không có quan tâm kỹ càng, vọt lên hai giờ lưới, hắn liền vào vào thâm vực. Từ giờ trở đi, hắn trở lại hiện thực thời gian áp súc đến trong vòng 3 canh giờ, hắn hoàn toàn có khả năng tại thâm vực bên trong tu luyện. Sau 7 ngày, Dương Đại đang tu luyện, tiểu điệp đến đây bái phỏng. Dương Đại từ chối nhã nhặn, nhưng đối phương là có chuyện tốt, dù sao đều là tương thân tương ái người một nhà người, hắn tới đến dưới chân núi cùng tiểu điệp gặp mặt, hai người cách xa nhau bốn trượng, một cái chưa đi đến núi, một cái không có rời núi. Tiểu điệp trừng mắt Dương Đại, rất là im lặng. Dương Đại mặt không đổi sắc, hỏi, tiểu điệp cô nương, đến cùng chuyện gì? Tiểu điệp tức giận nói, đều là người hiện đại, không cần làm trò này, gọi ta tiểu điệp liền tốt, bí cảnh mở, có muốn cùng đi hay không? Bí cảnh? Nguy hiểm như vậy, quên đi. Dương Đại nghe xong, lập tức cự tuyệt, nói đùa, Lúc trước bí cảnh mặc dù khiến cho hắn thu hoạch hai vị tâm toàn cảnh âm chúng, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn xưa nay không theo kết quả luận phán định một sự kiện, theo khách quan góc độ đến xem, liền là nguy hiểm. Tiểu điệp trừng lớn đôi mắt đẹp, nói, này bí cảnh chính là thập phương giáo bên trong bí cảnh, chính là cho các đệ tử thí luyện, bên trong có không ít yêu thú, thiên phú của ngươi hẳn là có thể hấp thu hồn phách, lại triệu hoán đi, ngươi có thể đi thay thế mạnh hơn quỷ binh, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi này một ngàn nhiều vị quỷ binh nếu là toàn đổi thành tâm toàn cảnh, ngươi chẳng phải là vô địch dương đại yên lặng tiểu điệp nói theo thập phương giáo có rất nhiều bí cảnh chúng ta đi là tâm toàn cảnh bí cảnh bên trong yêu thú tối cường sẽ không vượt qua yêu quái vào đệ tử cũng sẽ không đi đến linh chiếu cảnh ta bảo hộ ngươi lại thêm ngươi quỷ binh thật không có vấn đề dương đại nói đa tạ hảo ý của ngươi chờ ta đột phá tâm toàn cảnh lại đi tiểu điệp kém chút tức chết dậm chân quay người rời đi dương đại cũng không có để ý xoay người lại chuẩn bị tiếp tục tu luyện Tiểu điệp tại dịp cầu tiên bên cạnh tự như tiểu muội mùi, nhưng ở bọn hắn những người thí luyện này trước mặt lại muốn làm đại tỷ đại, dương đại cũng không phải nàng nam nhân cũng sẽ không nuông chiều nàng. Bất quá tâm toàn cảnh bí cảnh cũng là có thể đi. Dương đại đi vào giữa sườn núi, triệu tập Hắc Ngộ không, Thương Lan nói: Ta muốn ngọn núi này dưới đáy xuất hiện một cái to lớn dưới mặt đất quảng trường, thuận tiện ta đóng quân, việc này liền giao cho các ngươi, không cho phép nắm núi cho đào sập. Hắc Ngộ không trưởng quản yêu thú âm chúng, Thương Lan quản lý lan quân, việc này giao cho bọn hắn thích hợp nhất. Thương Lan lập tức đáp ứng, Hắc Ngộ không gật đầu. Dương Đại trực tiếp làm vung tay chưởng quỷ, hắn ngồi ở trước nhà gỗ trên bậc thang tu luyện, miễn cho địa chấn lúc đến, nhà gỗ sụp đổ. Cuộc sống về sau bên trong, ngọn núi này thỉnh thoảng chấn động đậy, cũng may không tính mãnh liệt, không có có ảnh hưởng đến chung quanh hàng xóm. Lại qua năm ngày, Dương Đại cảm giác tới, hắn muốn đột phá. Khoảng cách đột phá tụ khí chín tầng, lại qua nửa tháng, cũng nên đột phá. Dù sao hắn không là một người tại tu luyện, còn có hơn 1.600 vị âm chúng, hát ngộ không cùng thương lan cũng rất hiểu chuyện, mỗi lần chẳng qua là điều lấy trăm vị âm chúng, thay phiên đào đất động, không có có ảnh hưởng đến chủ nhân tu luyện. Đỉnh núi lên. Dương Đại nhìn trên đỉnh đầu tụ tập mây đen, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Hắn còn là lần đầu tiên bị xét đánh. Bao giải bỗng nhiên xông đến, nói, chủ nhân, ta có thể giúp ngài cản lôi kiếp, cần sao? Dù sao độ kiếp cũng có thể là người chết. Dương Đại nghe xong, nhãn tình sáng lên, nói, cần, người rất hiểu chuyện, ta tán thưởng ngươi. Mặc dù hắn có nắm bắt độ kiếp thành công, nhưng có tốt hơn phương pháp, hà tất bị đau. Có một ti chết khả năng, cũng là khả năng. Bao giải lúc này ngự kiếm phi hành, đi vào dương đại đỉnh đầu. Mặt khác âm chúng hai mặt nhìn nhau, âm thầm cắn răng, tên chó chết này thật sẽ liếm A. Lương tử tiêu nói, bao giải, ngươi nếu là không kiên trì nổi, tùy thời đổi ta. Từ siêu nhân đồng dạng gọi hàng, Nam Nguyệt Như cũng là tương đối cẩn thận, mặt khác âm chúng quá yếu, không dám nhảy ra tại thâm vực bên trong độ kiếp là thiên đạo khảo nghiệm ngoài trừ bộ phận thể chất công pháp có khả năng hấp thu lôi kiếp lực lượng bên ngoài phần lớn tu tiên giả đều sẽ dùng bên ngoài biện pháp độ kiếp tỉ như trận pháp pháp khí các loại cảnh giới càng cao lôi kiếp càng lợi hại độ kiếp độ khó càng cao có đôi khi không phải tư chất đủ mạnh liền có thể trăm phần trăm độ kiếp thành công cứ như vậy dựa vào bao giải khiên kiếp lôi vân tán đi về sau dương đại thành công đột phá tới tâm toàn cảnh Chúc mừng Hạ Quốc khu thí luyện giả bá vương bất quá gian thành công vượt qua tiểu thiên kiếp, bước vào tâm toàn cảnh. Dương Đại nhìn trước mắt thổi qua một hàng chữ, tâm tình vui vẻ. Lại muốn lên hót tìm kiếm. Rất tốt, vừa vặn đánh một ít người mặt, những cái kia cho rằng mạnh đại đế mạnh hơn hắn người. Dương Đại mặc dù trùng sinh, nhưng tâm vẫn là tuổi trẻ, người trẻ tuổi nha, luôn là tranh cường háo thắng, chẳng qua là hắn sẽ không biểu lộ ra, giấu ở trong lòng đột phá tới tâm toàn cảnh về sau, dương đại trong đang điền linh lực hội tụ thành luồng khí xoáy bên trong ẩn chứa linh lực là tụ khí cảnh lúc mấy lần, không chỉ như thế, hắn giác quan, thần thức đều chiếm được tăng lên cực lớn, có thể nói là thoát thai hoáng cốt, khiến cho hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. Cùng lúc đó, dương đại cảm giác mình linh hồn không gian thuế biến, đây là một loại không nói được cảm giác. Hắn nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phụ cận âm chúng trên thân không có lục quan, nếu là không dùng thần thức, bọn hắn phản phất người sống hắn lập tức đem chung quanh hơn 10 vị âm chúng thu hồi, chỉ thấy âm chúng nhóm hòa thành từng đạo hát quan chui vào mi tâm của hắn ở giữa. Hắn đi theo triệu hoán này chút âm chúng, một hồi khói đen theo lòng bàn chân hắn tràn ra, trong nháy mắt bao trùm đỉnh núi bãi cỏ, từng vị âm chúng theo trong hắc khí bay lên, tự như theo âm phủ địa ngục leo ra. Về đúc OC. Cái này xuất A. So với trước triệu hoán phương thức xuất. Dương Đại cực kỳ hưng phấn. Không chỉ là ra sân phương thức đẹp trai hơn, liền triệu hoán tốc độ cùng thu hồi tốc độ cũng nhanh hơn nhìn như vậy đến, thiên phú của hắn sẽ theo cảnh giới của hắn thăng cấp. Này thật không phải là cấp độ SSS thiên phú sao? Dương Đại trong lòng cảm khái, ít cái é cảm giác vì người trùng sinh mất thể diện. Bình tĩnh mà xem xét, vạn cảnh âm chủ sở dĩ không phải cấp độ SSS, có thể cùng hạng cuối quá thấp có quan hệ, ngay từ đầu, nó không thể trợ giúp kỳ chủ mạnh lên, nếu là Dương Đại không có gặp được Thạch Long, có thể sẽ chết trong tay trình ngạ quỷ. Dương Đại cười nói, tốt, riêng phần mình trở về tu luyện đi âm chúng nhóm cảm giác dương đại biến không chỉ là tu vi còn có vậy thì đối với bọn họ quỷ dị lực khống chế cũng thay đổi bọn hắn không dám hỏi nhiều các tự rời đi dương đại một bên cũng cố tu vi một bên suy tư trước đó tiểu điệp nói bí cảnh xác thực có thể đi mở rộng âm chúng nếu chỉ là tâm toàn cảnh vậy hắn thật đúng là không cần hư hỏa trước mắt từ siêu nhân bao giải năm nguyệt như đều đã gia nhập thiên cương đại la kiếm trận lại thêm nhiều như vậy âm chúng tung hoành tâm toàn cảnh không khó lắm trước chờ dưới mặt đất quảng trường thành lập tốt lại nói hắn muốn đóng quân trước mắt hắn âm chúng số lượng đã bại lộ nhất định phải lại ẩn giấu càng nhiều binh lực dạng này về sau mặc dù kết thù cũng có thể để cho địch nhân đánh giá thấp chính mình đêm khuya dương đại trở lại hiện thực kết quả phát hiện hồ lợi tại trong nhà mình chờ lấy ta dựa vào ngươi vào bằng cách nào ta còn có hay không việc riêng tư dương đại bất mãn nói hồ lợi đứng dậy tức giận nói nhà này là cơ quan tình báo ngươi thật coi chính mình đó a à? mà lại ngươi một mực năm mình ở thâm vực gian phòng kia cũng không có bí mật dương đại biểu môi hắn chú ý tới trên bàn có một trương rượu rất tốt vậy liền đánh đi trước kia ta tụ khí ngươi tâm toàn ta không bằng ngươi hiện tại ta tâm toàn mặc dù ngươi linh chiếu nhưng ta chưa chắc sẽ thua dương đại đi đến phòng khách cơm trước bàn ngồi xuống hồ lợi một bên cho hắn rót rượu một bên hưng phấn cười nói tiểu dương a à, ngưu bức a à, nhanh như vậy liền tâm toàn cảnh Ngươi đã đánh vỡ hạ quốc nhanh nhất tâm toàn cảnh ghi chép cơ quan tình báo thật cao hứng liền thăm vực tổng cục đều đối ngươi hết sức tán thưởng có bất kỳ yêu cầu gì chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi dương đại nhất miệng cười nói ta đây muốn một trăm cái tâm toàn cảnh hồn phách có thể là người có thể là yêu thú hồ lợi nói không có vấn đề dương đại sửng sốt hắn chẳng qua là nói đùa không nghĩ tới đối phương đáp ứng nguy rồi chủ quan dương đại vội vàng đổi lời nói ta muốn một ngàn cái không một vạn cái Hồ Lợi, Tiểu Dương a, ngươi hết sức không thành thật a, nói như vậy, ngươi âm chúng có thể lên vạn. Hồ Lợi mỉm cười hỏi, chẳng qua là nụ cười của hắn lộ ra nguy hiểm như vậy. Dương đại giả khục một tiếng, nói, ta không phải vừa đột phá sao? Âm chúng số lượng đi đến hai ngàn, nhưng âm chúng cũng không phải là bất tử bất diệt, ta có khả năng ở trong người chứa đựng càng nhiều hồn phách, chuẩn bị thỉnh thoảng cần. Hồ Lợi liếu lưỡi, cảm khái nói, cái này là cấp độ SS thiên phú sao? Quá khoa trương, bất quá một vạn khẳng định không có. Đầu tiên tâm toàn cảnh thí luyện giả có thể là quốc gia bảo bối, đến mức yêu quái, nào có nhiều như vậy yêu quái bị giết sau có thể tại hồn tán trước cho ngươi đưa tới. Trước mắt, Hà Quốc tại hồn phách phương diện nghiên cứu không tính lợi hại, linh hồn học còn tại trong nghiên cứu, giữ lại hồn phách cần đặc thù pháp thuật cùng lá bùa, vô cùng trân quý. Dương Đại Cao mày nói, cái kia có thể nhiều ít. Ngươi cùng mặt trên nói, ta vĩnh viễn là cơ quan tình báo người, vĩnh viễn hiệu trung Hà Quốc, ta cường đại lên, tất nhiên sẽ vì hạ Quốc vượt mọi trong gai, ta vĩnh viễn nhớ được bản thân là truyền nhân của Long. Hồ Lợi khoát tay, không nhìn được nói, "Ta tận lực giúp ngươi xin đi, cẩu vật, dám công phu sư tử ngoạm, ta đêm nay nhất định phải quá chén ngươi." Dương Đại nhíu mày, "Tiểu Hồ có chút hung hăng càng quấy a." À. Ba giờ sau, Hồ Lợi thu thập xong bình rượu rời đi. Dương Đại nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. "Này lão cẩu hảo tiện a. À? Này Tử Kình làm sao so với lần trước lớn hơn? Chờ lão tử tu vi siêu việt ngươi, ngươi chờ, nhưng ngươi cảm thụ uống say thống khổ." hôm sau trời vừa sáng dương đại tiến vào thăm vực hắn thật cao hứng bởi vì mặc dù say một đêm nhưng hắn phát hiện mình linh lực tăng trưởng không ít xem ra hồ lợi cầm rượu cũng vật phi phàm mà là trong truyền thuyết linh tửu mà lại phẩm cấp không thấp tiểu hồ rất hiểu chuyện rất không tệ dương đại đi ra nhà gỗ tìm tới bao giải từ siêu nhân năm nguyệt như để bọn hắn dạy mình tâm toàn cảnh pháp thuật lương tử tiêu đứng ở đằng xa thấy cắn răng liễu tuấn kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói lương ca ngươi thiên phú vượt xa bọn hắn chúng ta trong đám người này liền ngươi ta có thể bắt kịp chủ nhân bước chân, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta thật tốt tu luyện. Lương Tử Tiêu gật đầu, nhìn về phía Liễu Tuấn Kiệt ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Trình Ngạ Quỷ đi tới, cười hắc hắc nói, Lương ca, ngươi muốn dạy người, giáo lão phu quá. Hắn thoạt nhìn như là Lương Tử Tiêu cha hắn, nhưng vẫn là đến xưng Lương Tử Tiêu một tiếng ca. Lương Tử Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói, cút. Liễu Tuấn Kiệt đi theo mắng, đúng đấy, mau cút. Trình ngạ quỷ tức giận, nhưng lại đánh không lại hai người này, chỉ có thể rời đi. Liễu Tuấn Kiệt đến nay hận trình ngạ quỷ, nếu không phải trình ngạ quỷ, hắn hiện tại có cuộc sống rất tốt. Tháng ngày vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Dưới chân núi dưới mặt đất quảng trường vẫn đang đào móc bên trong, Dương Đại có thể cảm giác được thương lan đám người cách xa mặt đất đã vượt qua 500 mét, còn đang không ngừng hướng xuống. Đối với cái này, hắn không có ý kiến, càng lớn càng tốt. Hai ngày sau chạm vạn tối, Dương Đại trở lại hiện thực, tối hôm qua hồ lợi lưu tư tin, khiến cho hắn tại thời điểm này trở lại hiện thực. Quả nhiên, không có đợi bao lâu, hồ lợi liền đến, hắn còn dẫn theo một cái rương lớn. Hắn đóng cửa phòng, đi đến phòng khách trước bàn cơm, đem rương thả ở phía trên, đắc ý cười nói, thứ ngươi muốn đến rồi. Đây chính là cơ quan tình báo tổng cục trưởng giúp ngươi nói tình, chiến đấu cục hùng liệt cũng vì ngươi nói chuyện, tiểu tử ngươi mặt mũi không nhỏ nha. Dương Đại cố nén xúc động, bình tĩnh hỏi, số lượng có nhiều ít. Hồ lợi nói, 322 cái. Dương Đại cao mày nói, liền này. Hồ lợi lập tức phát điên, quát, này còn thiếu. Trong đó hơn phân nữa là hùng liệt quốc trụ hiện cho ngươi đi giết, chỉ là phong ấn lá bùa liền giá trị 50 ức, một cái tâm toàn cảnh hồn phách ít nhất có thể đấu giá 5.000 vạn hạ quốc tệ, tiểu dương, này một đợt tiếp cận 200 ức A. Lão tử đời này đều không hoa qua quốc gia nhiều tiền như vậy. Dương đại mí mắt kinh hoàng, ứng nghiêm mặt cười nói, hẳn là, ta dù sao cũng là tổ quốc vừa lớn lên đóa hoa. Cút đi, nhanh hấp thu, ta giúp ngươi lượt trận. Được rồi, tạ tạ lão ca. Dương Đại đánh mở rương, bên trong chất đầy lá bùa, phía trên khắc họa lấy đủ loại hắn xem không hiểu phù văn. Thành tựu tâm toàn cảnh hắn hấp thu đồng cấp hồn phách không có lấy trước như vậy khó khăn, hắn một hơi hấp thu hơn 80 cái, mới gánh không được. Nhiều như vậy hồn phách sau khi hấp thu, linh lực của hắn trực tiếp tăng trưởng một đoạn dài, thể phách càng là đảo tăng trưởng gấp bội, những hồn phách này tất cả đều là yêu quái hồn phách. Dương Đại đã cảm giác được trời đất quay cuồng, không được không dừng lại hồ lợi cảm khái nói ngươi thực ngưu phê kia cái gì người mới đấu pháp giải thi đấu ngươi vẫn là chớ đi từ khi ngươi chứng được tâm toàn cảnh về sau người mới đấu pháp giải thi đấu xuất hiện không ít người dự thi bỏ thi đấu đến lúc đó ngươi liền ghi chép cái video làm đại sứ hình tượng người tranh tài quan phương nói chỉ cần ngươi chịu làm đại sứ hình tượng người quảng cáo chia làm phân ngươi năm phần trăm là toàn bộ tranh tài hết thảy quảng cáo hết sức phong phú dù sao ngươi chẳng qua là đập cái video dương đại ngồi ở trên ghế salon nhìn trần nhà hữu khí vô lực nói Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Hồ Lợi thấy Dương Đại hấp hồn quá trình không nguy hiểm, liền lắc đầu rời đi. Lão Hồ, tiếp tục xin, đừng có ngừng A. À. Cút. Đã không thể nhiều hơn nữa, ngươi làm người ta hùng liệt quốc trụ làm việc cho ngươi. Mẹ nó ngươi cũng không có trả tiền A. À. Lời này của ngươi nói đến, cơ quan tình báo không thể giao. Mau mau cút. Hồ Lợi hùng hùng hổ hổ rời đi. Sau đó ba ngày, Dương Đại không có tiếng vào thăm vực, một mực tại hấp hồn, chờ hắn hút xong toàn bộ hồn phách hắn mới vừa thở dài một hơi. Rõ ràng toàn thân tràn ngập lực lượng, lại cảm giác tinh thần mỏi mệt, loại cảm giác này thật sự là quá quỷ dị. Hiện tại hắn âm chúng tổng số đi đến 2012 vị. Này một nhóm âm chúng tất cả đều là yêu quái. Dương Đại rất chờ mong, hắc ngộ không thấy này 322 vị âm chúng lại là biểu tình gì. Ngoài trừ mới thu âm chúng, Dương Đại đem hết thảy âm chúng thả ra, nhưng mỗi người bọn họ tu luyện. Hắn thì đến đến dưới đất. Sau sườn núi có một đầu thông hướng sơn động dưới đất do mấy chục cái yêu thú âm chúng trấn giữ, Dương Đại dọc theo động đường một đường hướng xuống, đi rất lâu, mới đến đến một mảnh mười phần rộng lớn dưới mặt đất quảng trường. Dương Đại bị kinh diễm đến, nơi này không gian so địa cầu bên trong lớn nhất sân vận động còn lớn hơn, hắn lập tức thả ra 322 vị âm chúng. Tất cả đều là yêu quái, từng cái hình thể khổng lồ, lập tức đem nơi này trở nên chen chúc, Dương Đại để chúng nó tại đây bên trong tu luyện, không phải đi ra ngoài. Hắc Ngộ không cảm nhận được một cổ khí tức cường đại, lập tức chạy đến, khi nó thấy nhiều như vậy yêu quái lúc, dọa đến toàn thân lắc một cái. Cũng may nó có thể cảm nhận được đối phương cũng là âm chúng, bằng không nó cần phải hù chết không thể. Nhìn thấy không, về sau số lượng càng nhiều, các ngươi tiếp tục hướng xuống đào, đừng có ngừng. Dương Đại Đắc ý nói, hát ngộ không liền vội vàng gật đầu, cấp tốc chạy đi. Nó trong lòng bi phẫn, từ nay về sau, nó không phải tối cường âm chúng, nó vừa mới cảm nhận được nhiều cổ rất mạnh khí tức. Dương Đại trở lại trên núi nhà gỗ, hắn bắt đầu hưởng thụ âm chúng tu hành tốc độ. Đơn giản cùng hắn bật hát một dạng. 322 vị có thể so với tâm toàn cảnh yêu quái gia nhập, dương đại linh lực tăng trưởng tốc độ trực tiếp gấp bội. Cái này khiến hắn để mắt tới thập phương giáo yêu quái bí cảnh. Nếu là hắn đem yêu quái bí cảnh giết sạch, sẽ bị thập phương giáo cạo chết sao? Một tuần sau, Dương Đại đem 322 đầu yêu quái âm chúng cùng với lương tử tiêu, bao giải, từ siêu nhân thu nhập linh hồn không gian, đến mức mặt khác âm chúng thì lưu ở trên núi tu luyện. 320 năm tôn tâm toàn cảnh cao thủ đủ để bảo vệ hắn dương đại dẫm lên duyên quan kiếm ngự kiếm bay về phía ngoại môn thành trì muốn đi vào bí cảnh đến tốn hao linh thạch đại bộ phận đệ đề tử đều sẽ làm nhiệm vụ đổi lấy linh thạch nhưng dương đại trước mắt cũng tính tiểu phú may mắn mà có dưới tay âm chúng yêu thú bí cảnh trận pháp truyền tống đều ở ngoại môn trong thành trì dương đại trước đó thông qua lệnh bài đã đọc đến qua địa đồ con đường dương đại ngự kiếm tốc độ phi hành rất nhanh hắn muốn thử xem chính mình có bao nhanh thập phương giáo rất lớn ít nhất không trung bay lượng xảy ra chuyện cố tỷ lệ rất nhỏ Dương Đại cảm giác mình rất nhanh, nhưng vẫn là bỏ ra nửa giờ mới bay đến ngoại môn thành trì. Hắn nghiêm trọng hoài nghi thập phương giáo vị trí so hán tây hành tỉnh còn lớn hơn, phải biết đây chỉ là ngoại môn, trong truyền thuyết môn lớn hơn. Ngoại môn thành trì không có người trấn giữ, các đệ tử có thể tự do tiến vào. Dương Đại thấy không ít đệ tử trực tiếp ngự kiếm bay vào trong thành, tiêu sái đến cực điểm. Hắn rơi ở cửa thành, thu hồi duyên quan kiếm, sau đó dạo bước vào thành, dự định bốn phía dạo chơi. Tiến vào thâm vực lâu như vậy, hắn còn chưa chân chính thể nghiệm qua tu tiên giới phong thổ ngoại môn thành rất lớn chỉ là cửa thành liền có cao trăm trượng tự như lạch trời nội thành kiến trúc nhiều vô số kể trên đường phố lui tới rất nhiều tu tiên giả tất cả đều ăn mặc giống hoa hạ cổ trang quần áo và trang sức dương đại phát hiện rất nhiều cửa hàng bên trong đều có phạm nhân phần lớn là tôi tớ nhưng cũng có làm chủ cửa hàng thẳng đường đi tới phạm nhân chiếm đa số phục vụ tại tu tiên giả nhưng nói tóm lại thập phương giáo ngoại môn đệ tử vượt xa dương đại đoán trước số lượng vô cùng to lớn dạng này một tôn khủng bố tông môn tùy thời có thể truyền tống đến đại hạ vương triều dương đại ngẫm lại cũng cảm giác khủng bố may mắn hắn đã gia nhập thập phương giáo bằng không đối mặt dạng này một tôn thượng cổ thánh địa xác thực sẽ tuyệt vọng đầy đường tâm toàn cảnh tu sĩ tụ khí cảnh tuy có nhưng không có nhiều như vậy yêu sủng đan dược pháp khí lá bùa công pháp quần áo và trang sức dược thảo ngọc thạch các loại đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có có thể nói là rực rỡ muôn màu nhưng dương đại đắm chìm trong đó qua đi tới hơn một giờ Dương Đại mới vừa tới bí cảnh viện, bí cảnh viện rất lớn, Dương Đại đưa ra thân phận bài sau liền thành công đi vào. Trong đại viện đứng thẳng một tòa tòa trận pháp truyền tống, dù sao đều thành nhóm, 10 phần hợp quy tắc, mỗi một tòa trận pháp truyền tống trước đều đang đứng cảnh giới tên, còn có đệ tử chờ đợi. Mỗi cái cảnh giới trận pháp truyền tống đều có không ít, tâm toàn cảnh trận pháp truyền tống nói ít cũng có 30 tòa, thậm chí còn có thể thấy linh chiếu cảnh, không vô cảnh bí cảnh, nhưng Dương Đại hoang mang, ngoại môn chẳng lẽ có rảnh vô lão quái tồn tại? không ít trận pháp truyền tống trước có đệ tử tại bồi hồi, thật vừa đúng lúc, Dương Đại thấy được hai vị người quen. Tiểu Điệp, Vương Tường. Vương Tường tự hồ tại nền bờ Tiểu Điệp, Tiểu Điệp một mặt thiếu kiên nhẫn. Thấy hai người bọn họ, Dương Đại liền thầm nghĩ không may. Hắn cấp tốc đi vào một tòa tâm toàn cảnh trận pháp truyền tống trước, hắn hỏi thăm đệ tử, muốn bao nhiêu linh thạch. Đệ tử hồi đáp, một ngàn khối linh thạch trung phẩm. Đen như vậy. Dương Đại kém chút mắng chửi người, tại tu tiên giới, linh thạch điểm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, mỗi cấp khoảng cách là gấp trăm lần, nói cách khác một ngàn khối linh thạch trung phẩm tương đương với mười vạn khối hạ phẩm linh thạch. Dương Đại vội vàng kiểm tra chính mình túi trữ vật, nhẫn trữ vật, phát hiện còn thiếu rất nhiều. Bá Vương, người rốt cuộc đã đến. Một thanh âm bay tới, nhưng Dương Đại bất đắc dĩ. Chỉ thấy Tiểu Điệp đi đến bên cạnh hắn, cười nói, linh thạch không đủ sao? Có muốn hay không ta mời ngươi? Dương Đại không khỏi nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi như thế xa hoa. Tiểu Điệp đắc ý cười nói, nói đùa, ta là tiểu phú bà được không, sông sáo thâm vực nhiều năm như vậy, tiền tiết kiệm hết sức kinh người. Bất quá ta mời ngươi, ngươi phải giúp ta một chuyện. Dương Đại hỏi, cái gì bề bộn? Giúp ta bắt một đầu yêu quái, để ta tới tuyển. Dương Đại yên lặng. Tiểu Điệp tức giận nói, biết vì cái gì mắc như vậy sao? Bởi vì trở ra, ngươi nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu? Dương Đại suy nghĩ một chút, nói, được thôi, ngươi xuất tiền đi. Tiểu Điệp lúc này nhường đệ tử kéo ra một cái túi đựng đồ, sau đó bắt đầu hướng bên trong ném linh thạch, cái kia đệ tử nhìn chầm chầm vào, đoán chừng là tại số. Vương Tường đi tới, cùng Dương Đại chào hỏi. Đợi Tiểu Điệp cho xong hai ngàn khối linh thạch trung phẩm về sau, Vương Tường một mặt tha thiết nụ cười, hỏi, Tiểu Điệp, mời ta thôi, ta cũng hỗ trợ. Tiểu Điệp khẽ nói, không muốn, ngươi đi ra. Nàng nhìn về phía bên cạnh đệ tử, đệ tử lập tức khởi động pháp trận, Tiểu Điệp nhường Dương Đại trước vào trận, đoán chừng là sợ Vương Tường làm khó hắn. Đợi Dương Đại truyền tống rời đi, tiểu điệp Trừng Vương tường liếc mắt, nói, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư gì, trên đầu ta có thể là có dịp cầu tiên, xem ở là quần hữu trên mặt mũi, ta không muốn vạch mặt. Vương tường vẻ mặt âm tình biến ảo, cuối cùng vẫn rời đi. Một bên khác, Dương Đại xuất hiện tại một mảnh trong núi rừng, nơi này linh khí cùng hắn lúc trước đi qua bí cảnh một dạng nồng đậm, hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng đều có yêu khí. Hắn không có thất ngôn, mà là tài trận pháp truyền tống bên cạnh chờ đợi tiểu điệp. Rất nhanh, tiểu điệp theo trong trận đi ra. Dương Đại tò mò hỏi, đi ra thời điểm, như thế nào khởi động trận pháp? Tiểu điệp nói, nhìn thấy phía trên lỗ khảm sao, nắm thân phận lệnh bài của ngươi dán đi lên, trận pháp tự động khởi động. Tu tiên giới công nghệ cao. Tiểu điệp hai tay chấp ở sau lưng, cười đùa nói, ta trước theo ngươi lăn lộn đi, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ven đường ta gặp được mong muốn yêu thú, ngươi sẽ giúp ta bắt. Dương Đại nhíu mày, hắn còn muốn độc hành đây. Bất quá suy nghĩ một chút, chờ tiểu điệp bắt xong yêu sủng, lại mỗi người đi một ngã cũng giống như vậy. Lần này bí cảnh như thế quý, hắn nhất định phải ở lâu điểm. Được thôi. Dương Đại đáp, sau đó triệu hoán âm chúng, lương tử tiêu, bao giải, từ siêu nhân hiện thân. Tiểu điệp trừng mắt nhìn, nói, lương tử tiêu, từ siêu nhân, người có khả năng giết người hấp hồn. Dương Đại không có lên tiếng, bắt đầu tiến lên. Lương tử tiêu đi theo Dương Đại bên cạnh, quay đầu nhìn về phía tiểu điệp, hỏi, người chính là dịp cầu tiên bên cạnh nữ nhân tiểu điệp cười nói đúng vậy a à, hắn hết sức tán thưởng ngươi nói nếu không phải hắn là dị nhân hắn căn bản không sánh bằng ngươi lương tử tiêu yên lặng dương đại không nghĩ tới bọn hắn là quen biết cũ nhưng cũng lười hỏi nhiều dịp cầu tiên sát tâm trực nặng dạng này người vẫn là muốn rời xa tiểu điệp tiến lên đối dương đại cười hỏi ngươi không hiếu kỳ ta cùng dịp cầu tiên là quan hệ như thế nào sao dương đại mắt nhìn phía trước bình tĩnh nói không muốn biết miễn cho gây phiền toái thôi đi ngươi sợ cái gì a à? ngươi có thể là hạ quốc trọng điểm bảo hộ đối tượng dịp cầu tiên cũng không có khả năng giết ngươi hắn vẫn phải bảo hộ ngươi tiểu điệp biểu môi nói dương đại nghe xong hỏi hắn là cơ quan tình báo người tiểu điệp đắc ý cười nói đúng vậy a à, mà lại hắn vẫn là một phương hành tỉnh cơ quan tình báo cục trưởng hồ lợi cùng hắn bắt chuyện qua bất quá hắn người này tính tình lạnh cho nên không cùng ngươi kết giao ngươi cho rằng bản cô nương coi trọng ngươi hung hăng nịnh bợ ngươi còn không phải phía trên ra lệnh thứ một nhóm tiến vào thập phương giáo trong các đệ tử ngươi là trọng yếu nhất bảo hộ đối tượng nghe nói ngươi đã bỏ ra cơ quan tình báo mấy trăm ức có phải thật vậy hay không a à? ngươi rất chảnh a à, ngươi mới nghe được tiểu điệp dương đại mảy may không xấu hổ hắn có tư cách này nhường cơ quan tình báo đầu tư hắn không sớm thì muộn sẽ hồi báo cơ quan tình báo ngươi cũng là cơ quan tình báo dương đại đi theo hỏi tiểu điệp cười nói không phải bất quá ta cha là cơ quan tình báo được a à, nguyên lai like là cái nhị đại hai người cứ như vậy một bên tiến lên, một bên nói chuyện phím. Yêu thú bí cảnh rất lớn, yêu thú rất nhiều, đại bộ phận đều là tụ khí cảnh tinh quái, gặp được cái này tinh quái, dương đại giết không tha, hắn đều không cần ra tay, dựa vào ba vị tâm toàn cảnh âm chúng, dễ dàng tru diệt, sau đó hấp hồn. Tiểu điệp đứng ở một bên, tò mò nhìn chầm chầm dương đại. Lương tử tiêu, bao giải, từ siêu nhân bao vây dương đại, không cho phép tiểu điệp tới gần, đây là dương đại dùng tâm linh cảm ứng phân phó. Nhưng nên có tâm phòng bị người một phần vạn tiểu điệp đánh lén hắn đâu dương đại hút xong hồn phách về sau tiếp tục đi tới đến mức yêu thú thi thể mặc dù giá trị cao nhưng hắn lười nhác phân tích đào tiểu điệp tự hồ cũng không thèm để ý đi theo hắn tiếp tục trời đi qua đi tới nửa ngày dương đại hấp thu 54 chỉ tinh quái hắn cuối cùng gặp được một đầu yêu quái đó là một đầu màu đen cự mãn chiếm cứ tại trong rừng cây một gốc cổ lão đại trên cây mãn thân vô cùng cứng cáp vẫy rắn chiếc xạ lãnh quan khiến cho người nhìn mà sợ tiểu điệp nhìn chằm chằm màu đen cự mãn khẽ lắc đầu rõ ràng nàng không thích dạng này yêu quái. Uy, đầu này mãn yêu thật không đơn giản, tu vi tương đương với tâm toàn cảnh 8 tầng, cẩn thận một chút. Tiểu Điệp nhắc nhở. Dương Đại giữa mi tâm hiện ra một đầu hắc văn, lòng bàn chân toát ra khói đen, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, từng tôn quái vật khổng lồ theo lòng đất toát ra, tất cả đều là yêu quái, có tới 10 đầu. Cầm đầu là một đầu bạch hổ, vai cao hai trượng, trên thân mọc ra đỏ văn, tự như liệt diễm cuốn thân, uy vũ bá khí mặt khác yêu quái thoạt nhìn cũng đều hết sức hung mảnh, khí thế tất cả đều không kém gì màu đen cự mãn. Đây là cơ quan tình báo đưa tới yêu quái hồn phách bên trong, cường đại nhất 10 đầu. Dương Đại chỉ muốn tốc độ cao kết thúc chiến đấu, cho nên trực tiếp phóng đại chiêu. Nhìn bị triệu hoán 10 đầu yêu quái Dương Đại, tiểu điệp bị kinh đến, nàng đột nhiên cảm thấy Dương Đại rất đẹp. Này loại xuất khí cùng dịp cầu tiên lãnh ngạo mạnh khác nhiều, càng có loại hơn vương giả khí phách, lù lù bất động, khu sử hồn binh tác chiến, nhất là nảy chút yêu quái hồn binh ra sân phương thức, Sát thực rất có rung động hiệu quả. Giết nó. Dương Đại hạ lệnh, 10 đầu yêu quái lập tức nhào tới, trong lúc nhất thời cánh rừng cây này nhấc lên cuồn cuộn bụi đất, từng cây từng cây đại thụ bị đụng ngã, tiếng thú gào liên tiếp, khiến cho phương xa đi ngang qua thập phương giáo đệ tử sợ mất mật. 11 con yêu quái hội tụ vào một chỗ yêu khí 10 phần khủng bố, nhất là này 10 đầu yêu quái còn không phải thấp cảnh yêu quái. Sau 3 phút, chiến đấu kết thúc, mảnh yêu bị xé thành vài đoạn, vô cùng thê thảm. Dương Đại tiến lên hấp hồn, lần này hấp hồn, không để cho hắn thấy khó chịu, đi qua vượt qua hai ngàn hồn phách tăng phúc, tinh thần lực của hắn đã cường đại lên. Bao giải đi theo tiếng lên, đem mãn yêu phần tinh hoa nhất giải phẫu xuống tới, đưa cho Dương Đại, đối với cái này, hắn cũng không cự tuyệt. Đoàn người tiếp tục đi tới. Dương Đại đem mười đầu yêu quái thu hồi linh hồn không gian, bọn gia hỏa này yêu khí thái trùng, rất dễ dàng dọa chạy phụ cận yêu quái. Biết cảnh bên trong không có ngày đêm chi điểm, Dương Đại chỉ có thể đại khái tính thời gian. Ba ngày sau hắn lại đã thu phục được 198 đầu tinh quái, 32 đầu yêu quái. Một ngày này, tiểu điệp cuối cùng đụng phải tâm động yêu thú, đó là một đầu lộc yêu, toàn thân trắng như tuyết, sừng thú như nhánh cây triều kiến, chi nhánh rất nhiều, vai cao hai trượng, theo chân đến sừng thú đỉnh thì cao tới gần 5 trượng, vô cùng thần tuấn. Dựa theo tiểu điệp nói, đầu này lộc yêu đã đi đến yêu quái đỉnh phong, vô cùng tiếp cận đại yêu. Dương đại âm thầm đau lòng, dạng này yêu quái hắn cũng muốn. Nhưng nói chuyện đến chắc chắn, dù sao tiểu điệp là trả tiền. Dương Đại đem trong khoảng thời gian này triệu hoán yêu quái tất cả đều triệu hoán đi ra, từng con yêu quái theo trong hắc vụ toát ra, tại Dương Đại phân phó dưới, cấp tốc nhào về trước Phương Lộc yêu. Lộc yêu sát thực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thế đơn lực bạc, 43 đầu yêu quái cùng tiến lên, tương đương với 43 vị tâm toàn cảnh cao thủ, bỏ ra 10 phút đồng hồ, đem Lộc yêu đánh thành trọng thương. Không thể không nói, đánh thành trọng thương cần kỹ thuật, so đánh chết khó. Tiểu Điệp Hoang Thiên hỉ địa tiến lên, xuất ra một cái đẹp để quyển trục, bắt đầu thi pháp. Lương tử tiêu cảm khái nói, đáng tiếc. Từ siêu nhân gật đầu. Bao giải truyền âm cho Dương Đại, nhưng Dương Đại lắc đầu cự tuyệt. Quá âm độc. Cũng không lâu lắm, tiểu điệp thành công thu phục lộc yêu, tương đương với thu hoạch được một tôn đỉnh tim tâm toàn cảnh chiến lực. Nàng đi vào Dương Đại trước mặt, cười đùa nói, đa tạ a, à, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, lẫn nhau chiếu cố. Dương Đại cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngã đi. Tiểu điệp ngẩn người, hỏi, ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu? tại bí cảnh bên trong là không thể rời đi thăm vực, bọn hắn đã có ba ngày không có lo quốc. Lại nhìn đi. Dương Đại khoát tay, sau đó thu hồi yêu quái âm chúng, tại lưng tử tiêu ba người hộ tống hạ rời đi. Tiểu điệp nhìn bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng vẫn là không nói gì thêm, nàng cũng có thể hiểu được Dương Đại đối nàng cố kỵ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dịp cầu tiên chuẩn bị xong vào quốc trụ, nhưng khoảng cách quốc trụ còn có mấy năm, dùng Dương Đại khủng bố cuộc khởi tốc độ, có thể hay không uy hiếp được dịp cầu tiên ba năm sau dương đại đến có nhiều ít âm chúng khi đó đối đầu dịp cầu tiên nàng không dám nghĩ lại lắc đầu hướng phía trận pháp truyền tống phương hướng ngự kiếm bay đi không có tiểu điệp dương đại cảm giác toàn thân tự tại liền hô hấp đều trở nên thông thuận cái này là tự do mùi vì sao quả thật tiểu điệp nhìn rất đẹp tính cách hoạt bát lại đối hắn rất hào phóng nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy thích nàng dương đại cho mình mục tiêu tại cường đại lên trước tuyệt đối sẽ không bước chân tình yêu bằng không nếu là cãi nhau vẫn phải bớt thời gian an ủi bạn gái, đây không phải chậm trễ tu hành sao? Không có có người trong lòng, mới có thể cầm kiếm đi thiên nhai a. À. Dương Đại tiếp tục khai triển kiểu trại thảm đi săn. Trong lúc đó, hắn gặp được không ít thập phương giáo đệ tử, nhưng hắn đều tận lực tránh đi, không có kết giao, dù sao hắn chuẩn bị làm sự tình không chân chính, càng ít người biết hắn càng tốt. Sau 10 ngày, Dương Đại thu hoạch 897 đầu tinh quái âm chúng, 167 đầu yêu quái âm chúng, hắn hiện tại tổng cộng nắm giữ 3.361 vị âm chúng, trong đó đi đến tâm toàn cảnh chiến lực có 527 vị. Dương Đại hiện tại đi đường đều mang gió, lực lượng 10 phân. Hắn quyết định rời đi bí cảnh, hai ngày nữa đổi lại một cái bí cảnh, này mạnh bí cảnh bên trong thi thể thật sự là quá nhiều, còn như vậy giết tiếp không sớm thì muộn xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này, bao giải góp nhặt rất nhiều yêu quái tài liệu, đầy đủ ở ngoại môn thành bên trong bán đi giá tiền rất lớn một đường không trở ngại thập phương giáo đệ tử hết sức ít phát sinh xung đột cho nên dương đại thuận lợi tìm tới trận pháp truyền tống trở lại bí cảnh trong đại viện hắn đi ra đại viện về sau tìm đến tàn bảo cát bán chính mình yêu quái tài liệu do bao giải đi đàm phán bây giờ âm chúng không có lục quan thoạt nhìn liền cùng chân nhân một dạng mặc dù các chủ nhìn ra hắn là hồn thể lại cũng không có điểm xuyên thần thương khẩu chiến rất lâu dương đại mang theo ba vị âm chúng hài lòng rời đi hắn hai cái túi trữ vật một cái nhẫn trữ vật đều tràn đầy linh thạch linh đang dịu dược gì pháp khí hắn đều chẳng muốn thu thập trước bạo binh lại nói dương đại rời đi ngoại môn thành trở lại chính mình đỉnh núi hắn trước đem trên núi hết thảy âm chúng thu nhập linh hồn không gian sau lại lo gút không đem âm chúng thu hồi đi hắn không cách nào rời đi thăm vực điểm này khiến cho hắn bất đắc dĩ đoán chừng mặt khác giống triệu hoán thiên phú hoặc là phân thân thiên phú thí luyện giả cũng sẽ bị dạng này hạn chế trở lại trong hiện thực dương đại cầm điện thoại di động lên cho hồ lợi gọi điện thoại hỏi thăm trong khoảng thời gian này có chuyện gì sao liền một sự kiện cho đấu pháp giải thi đấu đập video định tại hậu thiên được không thuận tiện hiện ra ngươi một thoáng thiên phú bằng không chỉ nói quá phiến diện ngươi không cần toàn bộ hiện ra đến lúc đó ta tìm người cho ngươi diễn đối thủ trò vui có đạo diễn chuyên nghiệp quay phim sư đến đây tốt xử lý xong sau ta dự định thời gian dài không trở về hiện thực bao lâu thời gian ngắn thì một tháng nhiều thì hơn nửa năm đi được sẽ không có chuyện gì cần ngươi nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là mau chóng mạnh lên trò chuyện sau khi kết thúc Dương Đại bên trên trong chốc lát lưới, liền trở lại thăm vực tiếp tục tu luyện. Hắn đem âm chúng nhóm toàn bộ phóng xuất, tại bí cảnh bên trong thu phục âm chúng toàn bộ tàn tại dưới mặt đất. Lời như vậy, Dương Đại ở bề ngoài hiển lộ ra hơn 1600 vị âm chúng, trên thực tế còn có hơn 1000 tàn trên mặt đất, về sau hắn thu thập âm chúng đều sẽ tàn trong lòng đất, không ngừng đóng quân. Hắn ngồi tĩnh tọa ở bên trong nhà gỗ, xuất ra nữ tử tóc trắng tặng cho tuyệt phẩm tụ linh đan, bắt đầu dùng. Trong khoảng thời gian này, trên núi âm chúng nhóm một mực tại tu luyện, bây giờ số lượng gấp bội, Dương Đại Tu Vi tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, hắn cách tâm toàn cảnh tầng hai càng ngày càng gần. Hắn thân thể tố chất càng là vượt xa cùng cảnh giới, hắn từng một quyền đánh về phía một khối cao ba trượng nham thạch, một quyền đem hắn đánh vỡ, đơn giản phi nhân loại. Mặc dù lúc chiến đấu đều dựa vào âm chúng, nhưng Dương Đại chưa bao giờ xem nhẹ qua tự thân sức chiến đấu. Dù sao hắn thiên phú tu luyện rất bình thường, hắn tu không tu luyện ảnh hưởng không lớn, bình thường phần lớn là đang tôi luyện thực lực của chính mình. Đang vượt vào miệng tức hóa, vào cổ họng mát lạnh, hắn cảm nhận được một cổ khổng lồ linh khí ở trong người toán loạn. Rất có hiệu quả. Dương Đại tâm tình vui thích. Chúc mừng Hạ Quốc khu thí luyện giả bàn hổ ca thu hoạch được cấp A Thiên Phú. Một đầu nhắc nhở theo trước mắt thổi qua, hắn cũng không hề để ý. Cùng tuyệt đại đa số thí luyện giả khác biệt, người khác giống tại chơi game online mà hắn là mấy rời, rất ít cùng thí luyện giả trao đổi. Hai ngày sau, cơ quan tình báo căn cứ, một mảnh trong sân huấn luyện. Một đám thợ quay phim, ánh đèn sư, tạp vụ nhân viên phân bố đang huấn luyện bên sân duyên dương đại thì đứng đang huấn luyện trong tràng hắn vẫn như cũ là thâm vực bên trong cổ trang cách ăn mặc một bộ áo trắng áo đen rất có tu tiên giả khí phái phối hợp cái kia tờ mặt anh tuấn nhưng ở đây không thiếu nữ sinh vui vẻ tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn hồ lợi mang theo một người tới đến dương đại trước mặt cười nói vị này là căn cứ chiến sĩ cũng là tâm toàn cảnh tu vi hắn nhưng là chúng ta căn cứ đặc chủng tinh anh nhiệm vụ lượng vô cùng xuất chúng các ngươi giả và luận bàn đạo diễn quay chụp sau khi xuống tới sẽ tự mình cắt nối biên tập này người đồng dạng thân mặc cổ trang một bộ thanh y tóc dài trói tại sau đầu khuôn mặt anh vũ ánh mắt sắc bén hắn vương tay cùng dương đại tự giới thiệu hai người khách sáo một phiên sau kéo dài khoảng cách chờ đợi lấy đạo diễn hô khai mạc đạo diễn là trong nước trứ danh lớn đạo diễn tại tận thế trước đó chính là hạ quốc số một số hai đỉnh cấp đạo diễn đối với quay chụp lần này video hắn hết sức có hứng thú chuẩn xác mà nói cả nước trên dưới đều đối bá vương bất quá gian rất nóng lòng tò mò nhất là mạnh đại đế vô cùng rêu rao tình huống dưới cùng là cấp độ ss thiên phú người bá vương bất quá giang điệu thấp yên lặng đánh vỡ hạ quốc nhanh nhất tâm toàn cảnh ghi chép bạo lửa mạnh đại đế nên đón cắn trả càng ngày càng nhiều người không quen nhìn hắn cao điệu liền cầm bá vương bất quá gian tới đạp hắn mạnh đại đế cùng bá vương bất quá gian người nào thiên phú mạnh hơn trở thành trên mạng kéo dài không suy chủ đề dương đại kiên nhẫn chờ đợi đợi chừng nửa giờ cuối cùng khởi động máy các ngươi chỉ cần đối chiến là được trọng điểm là hiện ra thiên phú, không cần phải nói lời kịch. Đạo diễn mở miệng nói, đồng thời vẫy chào, ra hiệu các đơn vị chuẩn bị. Thanh y nam tử lúc này đưa tay, một thanh tự như bạch cốt bạch đao toát ra, bị hắn nắm chặt chui đao, một cổ cường đại khí thế bùng nổ, khiến cho sân huấn luyện nhất lên gió mạnh. Dương đại mặt không biểu tình, giữa mi tâm hiện ra một đầu hát văn, chỉ thấy một hồi khói đen từ lòng bàn chân hắn tràn ra, dùng hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, từng tôn khủng bố thân ảnh nổi lên. Dương đại triệu hoán thập tôn yêu quái, từng cái tư thái dữ tợn, khủng bố, tự như theo thâm uyên mà đến yêu ma. ở đây tất cả mọi người bị chấn động đến. liền thanh y nam tử cũng là như thế. hồ lợi nhíu mày, trong lòng chấn kinh, tiểu tử này triệu hoán phương thức làm sao thay đổi? thiên phú còn có thể thăng cấp. hắn nhưng là biết dương đại không ngừng mười đầu âm chúng, nếu là toàn bộ triệu hoán đi ra. mẹ của ta ơi a. À. tiểu tử này sơ nhập tâm toàn cảnh, liền vô địch tại tâm toàn cảnh. Hồ lợi đột nhiên cảm giác được Dương Đại Hạng mức cao nhất khả năng không chỉ là quốc trụ. Thanh y nam tử đi qua ngắn mũi chấn kinh, hắn cấp tốc phóng đi, đối mặt thập tôn khổng lồ yêu quái, hắn ngang tàn dũng cảm. Dù sao chẳng qua là diễn kịch, hai bên tận lực đùa nghịch nghệ nhân trồng hoa, cũng không có làm thật, trọn vẹn đập hơn 20 phút, đạo diễn mới hô ngừng, lại không hô ngừng, Dương Đại cũng không biết nên làm sao diễn. Hồ lợi lập tức hộ tống Dương Đại trở về, tránh cho hiện trường nhân viên công tác quấy rầy Dương Đại. Sau khi trở về, Dương Đại lập tức tiến vào thâm vực tu luyện hắn muốn trước đem tuyệt phẩm tụ linh đang dùng xong. Ngày kế tiếp, hắn liền đột phá tâm toàn cảnh tầng 2. Sau 8 ngày, đại hắn dùng xong hết thảy tụ linh đan, lại thêm trong ngày thường hơn 3000 vị âm chúng càng không ngừng tu vi, hắn thành công đi đến tâm toàn cảnh 3 tầng. Tốc độ như vậy đã hết sức khoa trương, là khắc kim cùng bậc hắc song trọng hiệu quả, dương đại mới có thể nhanh như vậy. Cứ theo đà này, một năm đi đến linh chiếu cảnh, tuyệt không phải việc khó. Dương đại rất hài lòng tiến bộ của mình. Một ngày này, hắn lo gút, chuẩn bị lên mạng nhìn một chút đại hạ tình huống. Chính mình mạnh lên nha, tổng muốn nhìn phía ngoài hoàn cảnh, lại cùng mình so sánh, hình thành mừng thầm. Dương Đại nằm trên ghế salon, một bên mở ra tấm phẳng, một bên lấy điện thoại di động ra, phần mềm chat tin tức đã 99, căn bản không dừng được. Hắn mở ra xem xét, chính là tương thân tương ái người một nhà. Hắn đây là nợ mới hào, chỉ tăng thêm gia đình cùng vương tường đám người, bạn học trước kia, thân thích đều không có. Hắn mở ra bày trò chuyện. Vĩnh viễn 18 tuổi, ha ha ha, đây là cơ hội tốt a à? Chiêu phục đại hạ là điên rồi sao cùng đại lương khai chiến đâu tu tiên giới ngũ đại môn phái lại muốn tới tiếng đánh thập phương giáo tường ca trước kia ta cảm thấy ngũ đại môn phái rất mạnh nhưng bây giờ gia nhập thập phương giáo về sau cảm thấy ngũ đại môn phái không đủ như thế sở thiên bồng khẳng định a à, chỉ là ngoại môn cũng đủ để treo lên đánh ngũ đại môn phái ta chỉ muốn tiếp tục sống này sau lưng có phải hay không có hạ quốc thôi động dù sao đại hạ thiên tử chèn ép thí luyện giả sau đó chúng ta liền tiến vào thập phương giáo trong này rất khó không thể dùng âm mưu luận đi phỏng đoán a. À. Vĩnh Viễn 18 tuổi, coi như như thế, cũng là ngũ đại môn phái đáng đời, vốn là thập phương giáo chi nhánh, còn muốn cắn trả lão tổ tông, vong ân phụ nghĩa, ngược lại ta đã tiếp nhiệm vụ, chuẩn bị tham chiến, các ngươi đâu? Tường ca, ta khẳng định phải đi, những người khác cũng phải đi. Vĩnh Viễn 18 tuổi, chỉ chúng ta chín người đi thôi, Bá Vương cùng chúng ta không giống nhau. Tường ca, ha ha, cũng đúng, nếu là hắn cùng chúng ta cùng một chỗ gặp bất hạnh, chúng ta có thể lưng không nhận trách nhiệm. Cẩu vật Vừa mới tiến tới liền thấy ngươi tại âm dương ta Dương đại thấy vương tường Âm thầm khó chịu Bất quá hắn cũng không có phát biểu Hắn ưa thích làm dòm màn hình đảng Mà lại một khi nước bầy Dễ dàng tăng tiếng quan hệ Vậy thì phiền toái Cái này bày làm tin tức đứng còn không sai Theo bọn hắn nói chuyện phím đến xem Gần nhất có việc lớn muốn phát sinh Thập phương giáo sắp cùng đại hạ tu tiên giới khai chiến Trước mắt thập phương giáo ngoại môn đã xuất hiện đại lượng nhiệm vụ treo giải thưởng, ban thưởng đều có chút phong phú, cho nên những người thí luyện mới như thế phấn khởi. Dương Đại tạm thời không có hứng thú, trước mắt hắn không cần thiết tham chiến, cũng không phải hiện thực kiếp nạn. Xem trong chốc lát bày trò chuyện, hắn để điện thoại di động xuống, bắt đầu lên mạng. Hắn phát hiện người mới đấu pháp giải thi đấu phát hỏa, hắn cũng hỏa. Hóc tìm kiếm bản năm vị trí đầu, có ba đầu liên quan tới hắn, lần nữa đổ bản. Hắn mở ra hóc tìm kiếm đệ nhất xem, là người mới đấu pháp giải thi đấu tuyên truyền video, hắn điểm vào xem. Video mở đầu là đủ loại đặc hiệu phủ lên, xen lẫn đủ loại thí luyện giả giết yêu ma động tác các nối biên tập, rất nhanh, màn ảnh xuất hiện tại thanh y nam tử sau lưng, theo sau lưng của hắn nhìn về phía trước dương đại, một tay để đao thanh y nam tử đối mặt áo đen phiêu động dương đại, màn ảnh bắt đầu không ngừng hoán đổi, từ khác nhau góc độ quay chụp hai người dặn có hình ảnh. Không thể không nói, tăng thêm đặc hiệu cùng ánh đèn về sau, dương đại đều cảm giác mình rất đẹp. Sau đó là dương đại triệu hoán âm chúng tình cảnh, màn ảnh đột nhiên hướng phía trước rồi, đối mặt của hắn, chỉ thấy mi tâm của hắn xuất hiện hát văn, màn ảnh lần nữa hoán đổi, tự như đột nhiên bị kéo ra, nhìn từ đằng xa đi, dương đại dưới chân bùng nổ khói đen, cấp tốc khuếch tán, khí thế khoáng đạt, ngay sau đó, từng tôn đáng sợ mà giữ tận yêu quái theo trong khói đen leo ra, màn ảnh lần nữa đi vào thanh y nam tử sau lưng. Đi theo bên dưới hướng nghiêng bên trên góc độ. Mưa đạn tăng vọt. Về đúc OC. Rất đẹp. Cái này là bá vương sao? Yêu yêu. Ngưu bức. Ngưu bức. Ngoại tàu phía trước cao năng mưa đạn trong nháy mắt che màn hình dương đại không thể không đóng cửa mưa đạn không thể không nói đỉnh cấp đạo diễn liền là không giống nhau đập đến rất đẹp trai dương đại đều muốn cho hắn thêm tiền sau đó video là các nối biên tập hai bên người tới ta đi tại tăng thêm tốc độ tình huống dưới người xem tâm tình trầm bổng chập trùng tổng thể đến xem dương đại chiếm thượng phong dựa vào mười đầu âm chúng dễ dàng cực kỳ từ đầu đến cuối hắn đều không có chuyển động bước chân tại quan chúng trong mắt hiển thị rõ đại lão phong thái cái video này hết sức có tâm tư cũng không có đem dương đại hướng thiên tài bên trên dẫn mà là tại cho đại chúng quán thâu một cái ấn tượng cái kia chính là dương đại cũng không phải là người mới mà là một tên cường giả chân chính dương đại mở ra bình luận khu xem bình luận đã vượt qua trăm vạn đầu trước bài liền là biểu lộ tâm tình đủ loại khẩu ngữ hóa chữ thô tục này cái video phát hỏa thậm chí hỏa đến nước ngoài cấp độ ss thiên phú toàn cầu đều hiếm thấy bá vương bất quá gian lại quá thần bí cái video này vừa ra rất nhiều người cũng biết bá vương bất quá gian thiên phú cùng loại với triệu hoáng. Có người hát suy, cảm thấy chỉ có 10 cái yêu quái, không coi là mạnh cỡ nào. Nhưng lý trí người đứng tức đánh mặt, cấp độ SS thiên phú, người cảm thấy khả năng chỉ có 10 cái. Đúng vậy à, ai biết tại video bên trong hiện ra chính mình thực lực. Càng có hiểu vương phân tích, vừa đi đến tâm toàn cảnh bá vương bất quá gian liền nắm giữ 10 đầu yêu quái, điều này nói rõ bá vương bất quá gian bản thân thực lực mạnh mẽ, mới có thể hàng phục nhiều như vậy yêu quái. Có thần bí dân mạng vạch trần, Bá vương bất quá gian triệu hoán thú tên là âm chúng, số lượng đi đến ba chữ số, trong lúc nhất thời, tại trên mạng nhất lên ngàn cơn sóng. Xem xong đám dân mạng đối với mình thổi phòng, Dương Đại rất hài lòng. Tiếp tục thổi, để cho ta sản khoái hơn thoải mái, chờ ta ngư phê, sau này làm các ngươi thần hộ mệnh. Nghỉ ngơi 2 giờ, Dương Đại một lần nữa trở lại thăm vực bên trong, đầu tiên là đem âm chúng nhóm phóng xuất, sau đó hắn đi đến ngoài phòng, bắt đầu lĩnh hội thiên thế kiếm quyết. Đan dược đã dùng xong, tiếp xuống hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu kiếm pháp liền tốt, không cần thiết tham dự nạp khí tu luyện. hắn đã ý thức được bản thân mình linh căn tư chất rất kém cỏi. trời xanh là công bằng, dương đại đã hết sức may mắn, nhưng tuyệt không phải trời xanh con ruột, tuyệt đỉnh thiên phú sẽ không phối hợp tuyệt đỉnh linh căn tư chất. sau đó mỗi một ngày đều có ngoại môn đệ tử theo hắn trên đỉnh núi không bay lượng mà qua, lui tới đều có. xem ra chiến tranh đã bắt đầu. luyện năm ngày thiên thế kiếm quyết về sau, dương đại lần nữa đi vào ngoại môn thành. hắn tiến vào bí cảnh đại viện, tìm một tòa khác trận pháp truyền tống, giao nạp linh thạch tiến vào bên trong, tiếp tục bắt đầu bạo binh đại kế. Ngoại môn cùng đại hạ tu tiên giới khai chiến về sau, bí cảnh liền trở nên vắng lạnh. Dương đại nửa ngày cũng không thấy mặt khác bóng người, hắn thật cao hứng, mình có thể yên tâm to gan tàn sát yêu quái. Vẫn như cũ là ba vị tâm toàn cảnh cao thủ thủ hộ bên cạnh, gặp được yêu quái lúc, lại thả ra một trăm đầu yêu quái, trực tiếp nghiền ép, tuyệt không dây dưa dài dòng. Sau 10 ngày, Dương Đại thu phục 784 đầu tinh quái, 273 đầu yêu quái hắn tinh lực chủ yếu đặt ở yêu quái bên trên, nhưng nếu là gặp được tinh quái, hắn cũng sẽ không khách khí, hắn còn chuyên môn chuẩn bị một cái túi đựng đồ, nhường bao giải cầm lấy, thu thập yêu quái trên người tinh hoa tài liệu. Một ngày này, Dương Đại đang ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, bao giải cho hắn vỗ vai, tự siêu nhân cho hắn đắm chân, lương tử tiêu phụ trách canh gác. Thật sự là không biết xấu hổ a, à, dù sao cũng là tâm toàn cảnh cao thủ như thế bị ổi. Lương tử tiêu đưa lưng về phía Dương Đại ba người, trong lòng tràn ngập xem thường. Dương Đại mở miệng nói, có chút khát nước, Lương Tử Tiêu, giúp ta đi phụ cận tiếp một bình nước." Lương Tử Tiêu lập tức quay đầu, nói, "Tốt." Dứt lời, hắn ngự kiếm bay đi. Dương Đại cũng không sợ xảy ra chuyện, bởi vì toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có hắn một người, đến mức những cái kia yêu quái đều đã nghe tin đã sợ mất mật, cũng không dám chủ động gây sự với Dương Đại. "Tiểu tử, ngươi muốn đem bí cảnh yêu quái dết sạch sao?" Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Dương Đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên lão phụ nhân theo đường núi đi xuống, nàng ăn mặc một mạc áo vải, trong tay chống quải trượng, thoạt nhìn tự như phàm nhân, nhưng Dương Đại lại nhìn không thấu tu vi của nàng. Hắn liền vội vàng đứng lên, ông quyền hành lễ, ra vẻ bối rối hỏi, tiền bối, này bí cảnh bên trong yêu quái không thể giết sao? Lão phụ nhân khẽ nói, giết, tự nhiên là có thể giết, nhưng nếu là đều cùng ngươi như vậy trắng trận đồ sát, thập phương giáo hùng hậu đến đâu vốn liếng cũng không đủ tiêu hao. Dương Đại xấu hổ. Lão phụ nhân nói, ngươi giết bọn nó là vì hấp hồn dương đại nói không sai đây là thiên phú của ta ta là thiên ngoại dị nhân ngài hiểu ta chỉ là muốn tốc độ cao mạnh lên thập phương giáo ân đức ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng ngày khác ta như mạnh mẽ nhất định thủ hộ thập phương giáo lão phụ nhân sắc mặt hơi hòa hoãn nói tiểu tử ngươi cũng là tâm lý nắm chắc hy vọng ngươi không muốn là múa mép khu môi dương đại nghiêm mặt nói làm sao lại thập phương giáo là cái thứ nhất thu lưu ta tông môn ta trước đó nhưng không có thêm qua môn phái khác cho nên ta vĩnh viễn thuộc về thập phương giáo lão phụ nhân đánh giá hắn, nói, có muốn hay không muốn một cái đại gia hỏa. Dương Đại sửng sốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái gì đại gia hỏa? Hết chương 60. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.